Chương 2573, phương pháp chữa trị thần kỳ. Chuyên gia đã đi chưa? Diệp Phàm hỏi. Chuẩn bị đi rồi. Mễ Nguyệt nói. Cô đi nói với chuyên gia Lưu một tiếng, bảo bọn họ chờ một lúc, tôi sẽ tới ngay. Diệp Phàm nói, trong lòng tự nhủ vốn không muốn ra tay, không ngờ chuyên gia đến đây cũng không có tác dụng gì, chính ta đành phải ra tay rồi. Không lâu sau, xe đã vào Tống gia. Ở thành phố này Tống gia có một biệt thự rất rộng, nhìn qua biệt thự cũng không hiện đại, đoán chừng cũng xây dựng trước khi giải phóng rồi. Tuy nhiên, diện tích khá rộng, hơn nữa, quang cảnh xung quanh rất đẹp. Nghe nói biệt thự này là một người Hà Lan xây dựng trước khi giải phóng, chính là kết hợp phong cách châu Âu và phong cách Trung Quốc. Thái độ của Tống Hương Quân thế nào? Diệp Phàm vừa xuống xe vừa hỏi Mễ Nguyệt. Còn có thể là thái độ gì nữa, tâm trạng suy sụp, toàn bộ người của Tống gia đều đã về rồi. Giống như chuẩn bị hậu sự vậy. Bởi vì, các chuyên gia nói ông Tống thực sự bị ung thư vòm họng. Đối với kết luận này, Tống gia lúc ở nước ngoài chữa bệnh các bác sĩ đều nói như vậy. Bây giờ chủ nhiệm Lưu cũng đồng ý với cách nói này. Anh nói đi, người của Tống gia còn có thể vui được sao? Mễ Nguyệt nói. Bọn họ không nói gì với chúng ta về chuyện cao tốc. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Thật ra Tống Tổng có nói qua với tôi, nói là đợi sự việc của ông qua đi sẽ lập tức sắp xếp người qua đây. Cô ấy còn nhắc lại, tuyệt đối không được lỡ lời đâu đấy. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng Tống gia như vậy. Tôi cũng ngại đứng tại nơi này mà thúc giục bọn họ lập tức làm việc có đúng hay không. Dù sao thì con người đều có cảm tình, chính là trong lòng tôi có chút mệt mỏi. Mễ Nguyệt nói, hai người đi vào biệt thự Tống gia, thấy trong đại sảnh có 20 mấy người, nam nữ già trẻ đều có, ai cũng là vẻ mặt bi thương. Anh là chủ nhiệm Lưu. Bởi vì có Mễ Nguyệt nhắc nhở, cho nên, vẻ mặt Diệp Phàm mỉm cười đi qua lên tiếng chào hỏi. Tôi là Lưu Phương Hải, việc này... Trưởng ban Trương cũng nói qua với tôi rồi. Chẳng qua, thật ngại quá trợ lý Diệp. Trên mặt Lưu Phương Hải có chút xấu hổ. Việc này vốn rất khó, ông Tống đã đi chữa bệnh ở nhiều nước có trình độ cao rồi. Mọi người nói đều không có cách chữa trị. Chủ nhiệm Lưu cũng đã tận lực. Chúng ta là người chứ có phải là thần đâu có phải không chủ nhiệm Lưu. Diệp Phàm nhanh chóng an ủi, chuyển lời. Không biết ông Tống nằm ở đâu, tôi muốn đi thăm. Chuyên gia đều nói là không còn cách nào anh xem có ích lợi gì. Không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi tóc xõa ngang vai của Tống gia chạy nhanh qua Diệp Phàm. Đừng nói như vậy trợ lý Diệp, thật ngại quá. Trong lòng Cường Phú cũng đau khổ. Tống Đình lập tức bày tỏ xin lỗi. Cường Phú nói sai sao hả chú, anh ta nói hoàn toàn không sai. Chuyên gia cũng không có cách nào, trợ lý Diệp anh xem cái gì, mèo khóc chuột thôi. Đừng cho là tôi không hiểu mục đích anh tới đây. Hình như đến là để xem ông chúng tôi. Trên thực tế, không phải là muốn thúc giục chúng tôi nhanh chóng sắp xếp người đi xử lý chuyện cao tốc đồng lĩnh. Người này làm quan lòng dạ hiểm độc rồi. Cũng không có tình người rồi. Người giàu đều giàu đến tận nhà rồi. Nào ngờ Tống Hương Quân cũng vội vàng nói. Đó là suy nghĩ của anh, Diệp Phàm tôi cũng không nghĩ như vậy. Đương nhiên, mặc dù cũng bình thường, điều này là cô Tống đã đồng ý việc của chúng tôi, nếu bây giờ chủ nhiệm Lưu đã tới. Hơn nữa rất tận lực. Chúng tôi đã hoàn toàn chấp thuận, nhưng người bên kia phải lập tức làm. Việc này tôi cũng không làm sai gì, ngược lại anh lại phản đối phê bình tôi. Đây là cái lý gì vậy? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không làm thì làm sao hả anh Diệp? Em trai Tống Hương Quân là Tống Cường Phú nhìn chằm chằm sát vào Diệp Phàm. Giơ tay ra bắt tay. Em trai, không được nói lung tung. Việc mà Tống Hương Quân tôi đồng ý nhất định sẽ làm. Anh Diệp. Chậm nhất là ngày kia, tập đoàn Thần Lộ sẽ có người đến đồng lĩnh giải quyết việc này. Tuy nhiên, hôm nay, Tống gia chúng tôi không hoan nghênh anh, đối với loại người dối trá như anh Tống Hương Quân tôi rất coi trọng anh đi đi. Tống Hương Quân lạnh lùng hừ nói. Tổng Giám Đốc Tống, sao ông lại có thể nói trợ lý Diệp như vậy? Người ta dù sao cũng đi từ đồng lĩnh đến hỏi thăm ông Tống. Trợ lý Diệp phải nịnh bợ Tống gia các người sao? Nực cười. Mễ Nguyệt tức giận, âm thanh khô khốc. Hai người đều cút đi. Tống Cường Phú đi tới, chỉ vào Diệp Phàm và Mễ Nguyệt. Nếu như anh không đi thì cũng là ý muốn đuổi anh đi. Chủ tịch hội đồng quản trị Tống, Diệp Phàm tôi lập tức có thể đi. Tuy nhiên, tin rằng ông sẽ hối hận cả đời đấy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng xoay người muốn đi. Trợ lý Diệp nói vậy có ý gì, là đang uy hiếp Tống gia chúng tôi sao?
Tống Đăng Vân liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Uy hiếp Tống gia các người, tôi không có ý đó. Hơn nữa, Tống gia các người còn chưa đủ trình độ, chỉ có điều, tôi nói anh không nghe rõ, đi thôi. Diệp Phàm đương nhiên cũng lên giọng, Tống gia anh muốn lấy thế đè người, Diệp Phàm tôi lại càng không phải là người yếu đuối. Không đủ trình độ, ngay cả anh một cán bộ quèn cũng dám nói ra những lời này. Không cần anh phải nói, ngay cả nhân vật số 1 số 2 ở Đồng Lĩnh cũng không dám nói ra những lời như thế. Tôi thật sự không ngờ, người trẻ tuổi bây giờ lại kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy, nhưng kiêu ngạo đến nỗi nói không đủ trình độ như vậy thì thật là một tên ngu ngốc. Tống Cường Phú không ngờ kiêu ngạo mỉm cười. Tên tiểu tử như anh có tư cách gì mà phê phán Diệp Phàm tôi đúng là một cán bộ nhỏ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn anh, người trẻ tuổi, đừng có ở đây mà nói với người năm 60 tuổi. Có bản lĩnh thì đừng dựa vào gia đình, Diệp Phàm tôi đây dựa vào chính bản thân mà tiến lên. Anh thì có cái gì mà lấy ra để khoe khoang, lấy ra xem. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Cường Phú, đừng có nói linh tinh, trợ lý Diệp, tôi muốn hỏi anh những lời anh vừa nói có ý gì, Tống Mỗ ngu dốt, mong anh giải thích một chút. Tống Đăng Vân bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Dù sao gừng càng già càng cay, đoán Tống Thanh Vân nghĩ gì? Nếu tôi nói có thể chữa trị khỏi bệnh cho ông Tống nhà anh có tin không? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không thể nào. Lúc này, chủ nhiệm Lưu đến cùng một nhân viên buột miệng nói ra. Tôi cũng cho rằng không thể nào. Tống Đăng Vân gật gật đầu. Vậy sao, cáo từ? Diệp Phàm nói. Từ từ đã, nếu có thể nói mạnh như thế, vậy thử một chút đi. Đến lúc đó mà không chữa khỏi bệnh cho ông nhà tôi, chúng tôi phải gác lại chuyện cao tốc Đồng Lĩnh lại. Đương nhiên, trợ lý Diệp không dám đi thử những lời vừa nói như vậy, những lời kia cũng coi như là thối lắm rồi. Tống Hương Quân cũng ăn nói thô bạo rồi, người phụ nữ này đúng thật là chua ngoa, không ngờ lại lấy việc này ra làm khó Diệp Phàm. Kỳ thật, cô gái này muốn trở mặt đây mà. Nếu tôi may mắn chữa khỏi bệnh thì sao? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Tống Đăng Vân sẽ bái phục, mặc kệ chuyện đường cao tốc Đồng Lĩnh gặp nhiều khó khăn, chúng tôi lo tất cả. Hơn nữa, nội trong 3 ngày sẽ xử lý công bằng việc này. Bệnh của cha tôi nếu như chữa khỏi, Tống gia tôi sẽ quyên góp cho Đồng Lĩnh các ông 20 trường trung học và tiểu học. Coi như là Tống gia chúng tôi giúp đỡ đi. Thương nhân Tống Đăng Vân kia rất khí thế, có vẻ như khí thế khá lớn. Đồng ý. Diệp Phàm hừ nói. Đưa tôi đi xem. Kỳ thật. Đêm qua đã sớm lén vào Tống gia kiểm tra qua rồi. Phát hiện ông Tống chỉ là bởi vì thần kinh có chút tắc nghẽn, hơn nữa xương cằm có chút gấp khúc gây ra nên mới như thế. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm dò xét mới phát hiện ra điều này. Cho dù là có dùng thiết bị quét hình radar hiện đại tốt nhất cũng không cách nào phát hiện ra tình trạng nhỏ này. Diệp Phàm nhìn qua, nếu lúc đầu dùng cách âm vô đao chữa trị cho cá không gai, hơn nữa lại thêm thủy công của Bát Vương vừa mới có đặc điểm mới. Dùng nội lực hoàn toàn có thể làm thẳng lại chỗ hơi gấp khúc ở cằm lại. Đối với việc này các chuyên gia cảm thấy không thể tin nổi Diệp Phàm bởi vì có năng lực đặc biệt mới làm được. Cho nên thằng này phải có đầu óc mới có thể chữa trị được như vậy, lấy các hạng mục lớn như vậy của đường cao tốc làm tiền đặt cược. Tự nhiên cũng là vì kích thích Tống gia, hơn nữa lấy được lợi ích của Tống gia rồi. Sau khi lên lầu, chủ nhiệm Lưu cục bảo vệ sức khỏe cũng rất hứng thú. Tuy nhiên, trong phòng này không ai tin tưởng Diệp Phàm có thể chữa khỏi cho ông Tống đã được tuyên bố là mắc bệnh ung thư miệng. Ngay cả Mễ Nguyệt cũng không tin nổi, cô nàng này đi theo sau Diệp Phàm với vẻ mặt u buồn. Ông Tống há miệng ra, vẻ mặt đau khổ nằm trên giường, bên cạnh có một cái ống treo xuống miệng, dùng để hút nước miếng ra. Diệp Phàm cũng giả vờ gãi vịt đưa tay ra sờ nắn, làm cho người ta có cảm giác người này đang mát xa. Hơn nữa lại còn là cái loại mát xa giả một lần 20-30 đồng. Kỳ thật người này đang lặng lẽ dùng nội công với thủy công làm mềm xương cốt, quả nhiên có hiệu quả. Thành công làm xương thẳng ra. Sau đó, hai tay Diệp Phàm lại vung loạn trên không trung, giờ phút trong mắt mọi người Tống gia chính là phô trương giả thần giả quỷ. Rằng con nửa giờ, mọi người Tống gia có chút không kiên nhẫn. Mà hai mắt chủ nhiệm Lưu đều muốn híp lại rồi. Đúng lúc này, Diệp Phàm giống như chữa không khỏi bệnh cho người ta đang luống cuống rối loạn hoặc là nói rất mệt mỏi. Chân đứng không vững nghiêng cả người đụng tới chỗ ông Tống. Mọi người trong phòng sợ tới mức kêu to lên, người này sợ nên nhanh chóng giữ lấy mép giường không giữ ông Tống. Tuy nhiên, tay lại trượt không nắm được mép giường, nhưng thật ra ngay lập tức tay đặt lên miệng ông Tống.
Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, dưới sự vô ý của Diệp Phàm không ngờ miệng của ông Tống khép lại. Khép thì khép lại rồi nhưng tất cả mọi người tin rằng sẽ lập tức mở ra thôi. Tuy nhiên, lần này kỳ tích đã xuất hiện, chiếc cằm kia không ngờ không mở ra. Tôi đã khỏi chưa? Ông Tống khó khăn nói rõ ra được mấy từ này. Cha, lẽ nào cha đã khỏi rồi? Chú ý một chút, nói nhỏ thôi. Tống Đăng Vân vội vàng hỏi, hay là lo lắng miệng lại khép lại? Không sao, lần này cảm giác thật tốt, ta có thể cảm nhận được đấy. Ông Tống nói mượt hơn rất nhiều. Việc này, thật ngại quá, nhất thời không dừng tay lại ngay đoán chừng là ấn hơi mạnh một chút. Thật đúng là quá may mắn. Không thể tin được chó ngáp phải ruồi lại có thể chữa khỏi bệnh cho ông Tống. Thật ngại quá, Diệp Mỗ còn có việc đi lên tỉnh ủy, xin cáo từ. Vẻ mặt Diệp Phàm xấu hổ nói xong xoay người muốn đi. Chủ nhiệm Lưu không ngờ lẳng lặng ở phía sau xem xét Diệp Phàm, cũng không biết ông này suy nghĩ cái gì. Đoán chừng là suy nghĩ trăm lần cũng không có lời giải đáp. Nói là Diệp Phàm chữa khỏi cũng giống như thế, nói không phải cũng không phải. Rõ ràng người này có chút chó ngáp phải ruồi không ngờ lại chữa khỏi. Chẳng lẽ thiên hạ lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như thế? Chương 2574, hoàn thành dự án. Chủ nhiệm Lưu, phiền các ông kiểm tra lại một lần nữa xem có phải bệnh tình của ông Tống khỏi rồi không? Diệp Phàm nói với vẻ mặt không phải. Chủ nhiệm Lưu cũng không nói lời nào, bởi vì vị lão gia này đang vội đi điều tra một vụ. Diệp Phàm đợi cho đám người lui ra ngoài, người mà chủ nhiệm Lưu mang theo lại gây sức ép. Một giờ sau, chủ nhiệm Lưu đi ra, nói. Thật là một kỳ tích, bệnh của ông Tống thật đúng là khỏi rồi. Thậm chí là không để lại một chút di chứng nào. Chuyện này thật là kỳ lạ. Trợ lý Diệp, anh đúng là thần phúc của Tống gia đó. Chủ nhiệm Lưu khâm phục nói. Diệp Phàm cười nói. Tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng mà vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại một chút. Tôi đi trước chủ tịch Tống ạ. Trợ lý Diệp xin dừng bước. Sắp tới giờ ăn cơm rồi, bất kể là như thế nào, bệnh của cha tôi cũng đã khỏi rồi, vậy nên anh hãy ở lại ăn bữa cơm. Hơn nữa, chuyện liên quân đến cao tốc Đồng Lĩnh, tôi sẽ lập tức cử Hương Quân đem theo vài người đi cùng với các anh đến Đồng Lĩnh. Còn việc của 20 trường học, chúng tôi hứa sẽ giải quyết nội trong vòng một tháng. Ông Tống nói một cách thành khẩn. Số thằng nhóc này thật may. Tống Cường Phú buồn bực nói thầm với chị Tống Hương Quân. Đừng nói vậy, bệnh của ông cụ có thể khỏi như vậy là tốt lắm rồi. Tuy thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút khó tin ở người này. Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi. Thế nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy? Đụng một cái không ngờ lại khỏi được. Hơn nữa, trước đó người này lại còn dám đánh cược với người nhà chúng ta. Nếu như nói là không có một chút bản lĩnh nào thì cũng không phải. Người nào mà có khả năng ngồi vào vị trí của anh ta cũng là hạng người hết sức lông bông. Việc này mà không có dự tính trước thì tuyệt đối sẽ không làm. Huống hồ hắn dám lấy chuyện đại sự như cao tốc Đồng Lĩnh ra để đánh cược. Nếu như đúng là anh ta thua thật thì lúc đó chúng ta được một phen kinh doanh, nếu như truyền tới tai cấp trên thì anh ta sẽ bị xử phạt. Vì thế tôi cảm thấy có gì đó mâu thuẫn. Tống Hương Quân nghi hoặc. Ừ, cũng đúng, nhưng mà em nghĩ rằng người này hồ đồ rồi. Đúng là chó ngáp phải ruồi thôi. Tống Cường Phú vẫn giữ nguyên cái nhìn của mình. Có lẽ là vậy, nhưng mà chị vẫn không nhìn thấu người này. Tống Hương Quân gật đầu, ánh mắt của cô lại vừa như có ý vừa như chẳng lưu tâm đến khuôn mặt của Diệp Phàm. Dường như muốn nhìn thấu con người này. Nhìn cái gì, còn mâu thuẫn cái khỉ gió, nếu mà có thể cho các người đoán bệnh của ta thì cần gì gọi tới Diệp Phàm. Mọi người trong nhà này đều có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em nhà Tống gia. Nửa tháng sau, đoàn người của tập đoàn điện lực Viễn Đông cùng với người đứng đầu là Kiều Chính Hòa tới khảo sát dự án nhiệt điện Đồng Lĩnh. Vì chuẩn bị đầy đủ, lại thêm cao tốc Kinh Ngân vượt qua Đồng Lĩnh. Hơn nữa, ở cách nhà máy nhiệt điện không xa vẫn còn muốn mở thêm đường cao tốc. Toàn bộ điều này đều có động lực thúc đẩy xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện ở Đồng Lĩnh. Kiều Chính Hòa sau khi quay trở lại liền tiến hành khắc phục những khó khăn. Cuối cùng đã thuyết phục được lãnh đạo của tập đoàn khiến cho dự án nhà máy nhiệt điện Trương Hà của Đảng ủy tập đoàn Viễn Đông được thông qua một cách thuận lợi. Năm ngày sau, hội nghị xét duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi của nhà máy nhiệt điện Ngưu Gia Bình được tổ chức ở Trương Hà, hội nghị này sẽ quyết định tiền vốn đầu tư cho kế hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện lên đến 5 tỷ. Hơn 100 các nhà chuyên gia khác nhau tham dự hội nghị đến từ Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Tấn Lĩnh, Tổng Giám đốc Viện Quy hoạch Điện lực, Công ty Điện lực,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện lực Viễn Đông Phương Hoa Hạ, Ủy ban triển khai kế hoạch thành phố Đồng Lĩnh, Viện Thiết kế thăm dò điện lực tỉnh Phổ Lĩnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Trương Hà. Đoàn đại biểu dưới sự dẫn đầu của ông Khổng Đoan, Chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh, phụ trách dự án, và ông Thôi Dương, tỉnh ủy phó trưởng ban thư ký phụ trách dự án, đã đi điều tra đánh giá tình hình ở nhà máy Ngưu Gia Bình. Buổi chiều đại hội chính thức khai mạc, Viện thăm dò thiết kế điện lực tỉnh Tấn Lĩnh trình bày chi tiết bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi của nhà máy nhiệt điện thị xã Trương Hà. Sau hội nghị, đoàn đại biểu chia thành 7 nhóm, bao gồm tổ bảo dưỡng, tổ vận chuyển than đá, tổ điện, tổ kiến trúc, tổ công trình thủy lợi, tổ hóa học bảo vệ môi trường và tổ kỹ thuật, tiến hành thảo luận, ghi chép lại những gì thảo luận. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Sơ Nhất cũng vội vàng tới thăm Đồng Lĩnh, Diệp Phàm, trợ lý của Chủ tịch tỉnh, là thành viên đoàn đại biểu tới tham dự hội nghị. Trong buổi thảo luận, các đại biểu thảo luận sôi nổi về việc bảo vệ môi trường của nhà máy nhiệt điện. Vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh nhà máy nhiệt điện Trương Hà được đề cập tới nhiều lần. Các đại biểu tham dự hội nghị phần lớn đều quan tâm đến việc thải nước của nhà máy nhiệt điện Trương Hà, các chất thải ô nhiễm và vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Đối với điều này, theo các chuyên gia của Viện Thăm dò và Thiết kế Điện lực tỉnh Tấn Lĩnh, việc thải chất thải của nhà máy phát điện ở thị xã Trương Hà có thể đáp ứng yêu cầu chuẩn mực nhà nước, không gây ô nhiễm nặng tới môi trường xung quanh thị xã Trương Hà. Hơn nữa, trong kế hoạch thì số tiền đầu tư cho vấn đề môi trường cũng không ít. Việc thúc đẩy phát triển nhà máy nhiệt điện có ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh. Sau khi ăn tối xong, Diệp Phàm được Phó Chủ tịch tỉnh Điền Sơ Nhất mời tới phòng nghỉ tại khách sạn. Thế nào, dạo này vất vả quá phải không? Phó Chủ tịch tỉnh Điền Sơ Nhất cười ha ha trước mặt Diệp Phàm, hỏi. Vâng, chạy cả hai bên khá là vất vả. Hơn nữa, công việc lại khá nhiều. Diệp Phàm gật đầu rồi ngồi xuống. Bí thư La có chỉ thị, sau khi khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện, anh cần chú tâm vào Phong Châu. Phó Chủ tịch Điền nói. Thời gian gần đây, tôi đều bận việc điều chỉnh thị trường nguyên liệu ra mà lơ là đi công việc ở Đồng Lĩnh. Thật may là có Chủ tịch Khổng và Chủ tịch Ngọc tận tình giúp đỡ. Các công việc của các dự án bên Đồng Lĩnh cũng được triển khai rất tốt. Giống như việc ở Hồng Cốc Trại, và chỗ cao tốc Kinh Ngân đến chỗ cuối cùng của dự án nhà máy hiện nay. Diệp Phàm nói. Không phải nói chuyện anh không chú tâm đến Phong Châu, mà là. Phó Chủ tịch Điền nói tới đây thì dừng lại một lát, nhìn mắt Diệp Phàm rồi nói tiếp. Nói thế nào đây, Bí thư La chẳng qua chỉ thị rằng cần phải quan tâm hơn. Cái gì gọi là quan tâm hơn, chính là muốn nói đến cần phải có điểm nổi bật. Hơn nữa phải chú ý tuyên truyền, phải cho cấp trên nhìn thấy những điểm nổi bật ấy. Nói cách khác là Bí thư La không biết cậu đang làm cái gì. Điền Sơ Nhất nói những câu này khiến cho Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, dự án nhà máy nhiệt điện lớn như vậy lẽ nào Bí thư La không nhìn thấy. Nhưng mà, phân tích kỹ một chút, dường như trong lời nói của ông Điền có vấn đề. Lẽ nào có người ngấm ngầm đâm dao? Chủ tịch Điền, không phải tôi không muốn báo cáo lên tỉnh ủy. Chỉ có điều chuyện này tôi không biết báo cáo cái gì. Huống hồ, giai đoạn này tất cả đều đang rất bận việc này. Tôi nghĩ việc này nếu như tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân sau khi tới đây có ý này thì sẽ báo cáo tình hình cụ thể lên tỉnh ủy. Chỉ sợ là việc không làm được mà báo cáo thì đến lúc không làm được thì phiền. Diệp Phàm vội giải thích. Ái, Diệp Phàm. Không ngờ Điền Sơ Nhất đột nhiên giơ tay ra đập vào vai Diệp Phàm một cái, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vấn đề chính là có rất nhiều sự việc không rõ ràng, mới khiến cho một vài việc dường như có chút gây sức ép. Thậm chí có thế nào thì cũng không phải việc chính đáng. Được rồi, anh đi trước đi. Hãy chắc chắn thời gian đi Phong Châu đi. Diệp Phàm vừa đi vừa nghĩ, trong lòng không nhịn nổi tức giận. Điền Sơ Nhất thật lòng muốn nhắc nhở bản thân, với lại, Chủ tịch Điền chuộng người tài. Những lời này có thể nói lên trên đầu đó không phải là điều dễ làm. Diệp Phàm điện cho Tề Chấn Đào. Tề Chấn Đào sau khi nghe xong suy nghĩ của Diệp Phàm, nói. Xem ra việc này ở phía sau đã có người nói xấu. Vì thế mà anh cần phải chú ý đến những lời đồn đại. Phải biết móc ngoặc với Bí thư La mới được. Chú Tề, có những việc không thể bị lộ ra ngoài đâu đấy. Chú cũng biết rằng tôi cũng có một vài tài năng nhỏ mọn, ví như bảo bậc đế vương của Hoa gia ở Phong Châu giám sát việc này. Cậu Hoa Lạc Thành của nhà họ Hoa nhất quyết muốn đế vương giám mới chịu ra mặt điều chỉnh thị trường nguyên liệu ra ở Phong Châu. Mà chuyện này tôi không thể báo cáo lên tỉnh ủy được. Trong mắt mọi người dường như Diệp Phàm tôi đã biến mất vài ngày, để cho người ta đâm cho một dao trở nên dày vò vớ vẩn hoặc là nói là làm việc không tập trung,
có vẻ như Diệp Phàm tôi đi chơi mà quên đi công việc ở Phong Châu. Nhưng hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi, Hoa Gia chẳng phải đã đồng ý. Hơn nữa, giai đoạn này việc điều khiển công việc bên Phong Châu rất thuận lợi. Thanh thế tạo được cũng tương đối lớn. Một khi điều kiện đã sẵn sàng, tôi sẽ đi Pháp thương lượng một chút với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, mời họ đến khảo sát đồng lĩnh. Những điều này lẽ nào chủ tịch không nhìn ra, sao lại nói tôi không quan tâm tới sự phát triển của Phong Châu? Diệp Phàm có chút giận dữ. Anh phải hiểu rằng sự phát triển của Phong Châu là do tỉnh ủy quyết định. Bước đi của anh là mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, phải tăng nhanh tiến độ một cách dứt khoát mới được. Bằng không, hiệu quả mà không rõ ràng thì đương nhiên điều trước hết sẽ cảm thấy anh không quan tâm tới sự phát triển của Phong Châu. Tuy là anh làm việc cho đồng lĩnh rất là nhiệt tình, nhưng điều này đối với sự nghiệp của Phong Châu vẫn còn kém. Hơn nữa, so sánh hai điều này, một vài người cho rằng anh không quan tâm tới công việc của Phong Châu, tại sao anh làm việc cho đồng lĩnh đầy nhiệt tình như vậy mà Phong Châu trong mấy tháng sau lại không hề có thay đổi gì lớn. Điều này, anh phải cân nhắc một chút, xem có thể tạo ra tiếng tăm trước mặt các lãnh đạo để họ nhìn thấy rằng Phong Châu dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm anh đã có những biến đổi cực lớn, vậy có phải hay không? Tất nhiên, mọi người cũng không cần có tư tưởng quá nặng nề như vậy. Người này, muốn làm được việc thì phải biết lắng nghe. Có nhiều người không phải việc của họ nhưng lại thích can dự vào. Với những người này chúng ta không cần phải tranh đua làm gì. Ngược lại chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt công việc, xem bọn họ còn có thể nói được gì. Vậy nên, vũ khí sắc bén nhất đối phó với những lời ong tiếng ve này là những lời nói thật. Tề Chấn Đào hừ một tiếng rồi nói. Buổi tối, Diệp Phàm lại cầm ra đồ gì đó từ trong sơn động huyết trích tử. Những nét chữ trên bình ngọc này, Diệp Phàm đã mời người dịch ra rồi, vui mừng khôn xiết. Bởi vì những viên thuốc trong bình này có một nửa là thuốc độc nhẹ. Lại có cái tên rất dễ nghe huyết xuân hoàn. Huyết xuân hoàn này nghe nói là do những người đứng đầu của huyết trích tử cùng nhau nghiên cứu điều chế, trong đó thảo dược cực độc có 100 loại, thêm vào đó vài giọt máu của các cao thủ, hơn nữa vẫn còn cần các thủ lĩnh của huyết trích tử hợp sức dùng nội làm lắng đọng. Cuối cùng hợp lại với nhau điều chế thành thuốc. Mỗi một viên đều không hề dễ dàng, loại thuốc này dưới thời Ung Chính cũng là một trong những thứ khó kiếm. Hơn nữa, trong chiếc hộp này vẫn còn mấy viên, theo những gì ghi lại trên bình, tuy là loại thuốc này chỉ vẻn vẹn to bằng đầu ngón út, nhưng sau khi nổ ra có giết chết động vật nội trong phạm vi 10 dặm của phương viên. Quả là vô cùng lợi hại. Chương 2575, Sa Gia tiết lộ bí mật. Nghe nói hoàn dược này là thu thập các loài động vật hoặc chim kịch độc phối chế mà thành. Như là mắt phương xà, hạc đỉnh đỏ, ngay cả mấy loài cá độc cũng không bị bỏ qua, như là rắn biển. Những chất độc này trải qua quá trình luyện của các chuyên gia nghiên cứu của tổ chức huyết trích tử. Đương nhiên, ở thời đại này thì chúng vô cùng lợi hại. Hiện tại có lẽ chỉ có lựu đạn là có thể mạnh hơn thứ này. Tuy nhiên, đối với xã hội nằm dưới tay Diệp Phàm thì vẫn có tác dụng. Khi quyết đấu với đối thủ mà bất chợt sử dụng nó thì uy lực cũng tương đối lớn. Hơn nữa, nội khí của cao thủ trong nhà mà ra tay thì có thể thao túng độc dược này, uy lực đương nhiên mạnh hơn không ít. Tối nay Diệp Phàm muốn thử uy lực của huyết xuân hoàn, nếu như thí nghiệm này thành công thì có thể dùng dược hoàn này làm thuốc chữa bệnh cho Sa Nhất Đao. Hơn nữa, Diệp Phàm đoán, huyết xuân hoàn này chắc chắn có tác dụng tăng cường độc trong cơ thể tại đan điền. Chất độc này vào thời điểm hợp lý có thể phun ra một loại độc đàm. Độc đàm này có tác dụng tấn công đối thủ một cách thần kỳ. Một vài người đã từng sử dụng loại độc này, kỳ thực là không thể gọi nó là độc đàm, về căn bản thì nó chính là độc tại đan điền bị ép tới mức phải phun ra ngoài và hòa lẫn nước miếng như là một trái bom. Ngay cả một cao thủ ở ẩn này cũng đã thử qua, Diệp Phàm nghĩ độc đàm này thực sự rất có uy lực. Nếu như có thể nâng cao chất lượng, tăng cường độc tính của nó thì đến lúc đó, trong tình huống khẩn cấp mà phun nó ra thì nó chính là một sát thủ bậc nhất, và nó cũng là một loại vũ khí hộ mệnh cho Diệp Phàm. Hiện tại bảo kiếm đã bị người nhà Nam Vân ở thành phố Kim Lăng đem đi rồi, ngày đó tuy rằng nói là mang người này đi giúp đỡ việc của Vương Long. Tuy nhiên, bây giờ bảo kiếm không thể cầm về. Hơn nữa, Diệp Phàm thề, phải dùng năng lực của chính mình khiến cho người nhà Nam Vân đưa lại bảo kiếm. Việc cấp bách hiện tại là chữa khỏi bệnh cho Sa Nhất Đao, bởi vì, Sa Nhất Đao là vũ khí lớn nhất của hắn. Thứ hai, Sa Thiên cũng trung thành với hắn như vậy. Diệp Phàm cũng không muốn thấy Sa Nhất Đao mất đi đứa con độc nhất của mình. Còn một lý do quan trọng hơn nữa là, Phí Thanh Sơn đột nhiên muốn có được sự giúp đỡ của Sa Nhất Đao. Sau khi vận khí,
Diệp Phàm nuốt một viên huyết xuân hoàn. Tuy rằng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng huyết xuân hoàn này cũng mang đến cho Diệp Phàm không ít khổ sở. Đầu tiên, đan điền như một chảo dầu sắp sửa nổ tung, Diệp Phàm hiểu được rằng, đây là lúc độc tính bắt đầu phát tác. Diệp Phàm dồn khí xuống đan điền, để có thể giảm bớt một chút đau đớn. Tuy nhiên, dường như đau đớn này đến từ thần kinh, căn bản là không thể hóa giải. Diệp Phàm cắn răng chịu đựng, ước chừng khoảng một giờ sau thì đau đớn cũng giảm đi không ít. Đoán chừng là dược hiệu phát huy tác dụng. Diệp Phàm vừa mới nhẹ nhàng thở ra, không ngờ là một luồng khí lạnh theo độc ở đan điền lập tức phun ra. Dường như độc ở đan điền được ném vào Bắc Cực mấy vạn năm vẫn chưa được hóa giải. Không lâu sau, toàn thân Diệp Phàm bị bao quanh bởi một màn xương trong suốt lạnh như băng. Lớp băng ngày càng dày, dường như có thể biến thành một tảng băng. Tuy nhiên, vẫn may mắn là màn xương lạnh đó không phải là một khối băng. Bằng không, chỉ sợ Diệp Phàm có bị đông cứng hay không cũng khó mà nói được. Về sau thì lúc lạnh lúc nóng, rằng co suốt 3 giờ Diệp Phàm mới cảm giác được thật sự thoải mái. Đây liệu có phải là phút thoải mái nhất, Diệp Phàm thậm chí còn trải qua cảm giác đau đớn của người mẹ. Không ngờ là cái khỉ gió này lại khiến cho người ta có cái cảm giác đó. Chẳng lẽ chữ xuân trong huyết xuân hoàn được bắt nguồn từ đây? Sau cảm giác thoải mái, Diệp Phàm cảm thấy dường như độc trong đan điền đang tràn đầy. Biết được công dụng của độc dược này không ít, chỉ cần há miệng ra, độc đàm có thể phun xa đến cả 30 mét chứ chẳng chơi. Phun một cái cây to hai người ôm còn không hết không ngờ bị thủng một lỗ to, ước chừng to bằng cái chậu to. Hơn nữa, trên thân cây có một mảng cháy đen, hình như vẫn còn ăn sâu vào bên trong. Phẩm chất của độc này xem ra đúng là đã được thay đổi. Nếu như độc này muốn nổ trên người thì cũng tốt, đương nhiên, đối thủ của Diệp Phàm toàn là những cao thủ. Nếu như chỉ một hơi độc đàm mà muốn tiêu diệt hết bọn chúng thì cũng là chuyện không thể. Xem ra, cần phải tăng cấp độ mạnh lên mới được. Cứ như vậy, liên tục 5 ngày, mỗi ngày một viên, cảm giác độc ở đan điền ngày một phát triển hơn. Cơ thể Diệp Phàm cũng không khác là mấy, có lẽ độc ở đan điền cũng đã đạt tới giới hạn cao nhất rồi. Nếu như uống thêm một viên nữa chắc người sẽ chết vì độc trước. Sa tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm liếc nhìn Sa Nhất Đao một cái rồi hỏi, còn Sa Thiên thì đứng cách chỗ của cha anh ta không xa. Đã chuẩn bị xong rồi. Sa Nhất Đao buột miệng nói ra. Tiền bối có lẽ đã suy nghĩ kỹ, làm như vậy thì tính nguy hiểm tương đối lớn. Hơn nữa, bản thân cũng chưa từng thử qua, thêm nữa, phương pháp cũng là do Sử Vô Đoan nghĩ ra, chỉ sợ đến lúc đó. Diệp Phàm nói đến đây thì thở dài. Không sao, dù sao cũng một lần chết. Bây giờ không chết thì sang năm cũng phải chết, nếu may mắn có thể thành công thì thật đáng giá. Tuy nhiên, nếu như không thể thành công, hy vọng anh Diệp có thể chiếu cố cho Sa Thiên con trai tôi một chút. Sau này khi anh Diệp đạt tới cảnh giới bán tiên thiên có thể giúp tôi. Bằng không, thù của Sa gia mãi mãi không thể báo được. Tôi ở dưới cửu tuyền cũng không khỏi bất an. Sa Nhất Đao còn có chút bận tâm, thế nhưng đối với cái chết xem ra rất coi nhẹ, con người tỏ ra rất rộng rãi. Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Thế là, bỏ qua cách của Sử Vô Đoan, Sa Nhất Đao vận khí hoan hỉ Phật Điệp Khiêu, một luồng khí bao quanh người Sa Nhất Đao. Còn Diệp Phàm thì thả lỏng cơ thể và tinh thần, phối hợp với Sa Nhất Đao ép cho khí độc trong đan điền đi ra để Sa Nhất Đao hấp thu vào. Quá trình tương đối mạo hiểm, biểu hiện xấu nhất của Sa Nhất Đao là mũi nhỏ máu và toàn thân như sốt rét. Thậm chí còn dặn Sa Thiên chuẩn bị hậu sự. Tuy nhiên, may mắn là khổ tận cam lai. Sau một đêm, tinh thần Sa Nhất Đao đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh Diệp, tôi cảm thấy độc tố trong người dường như đã được ép ra ngoài đến một nửa. Cứ như thế này chắc tôi phải sống thêm 5 năm nữa. Hơn nữa, bởi vì chất độc giảm bớt, nội công cũng được hồi phục rất nhiều. Sa Nhất Đao vẻ mặt cảm kích, nói. Nhưng Diệp sau này có việc gì cứ nói với Sa Thiên một câu, lên núi đao xuống biển lửa thì tôi không dám nói. Chỉ cần là Sa Nhất Đao tôi còn một hơi thở, nhất định sẽ giúp anh Diệp hoàn thành. Sa tiền bối chớ vội vàng, độc tố của ông còn phải làm từ từ. Đợi cơ thể của ông hồi lại, chúng tôi sẽ đến, có lẽ là sẽ không lâu lắm. Không phải tôi muốn ông chỉ sống thêm có 5 năm, mà là vài chục năm nữa. Dựa vào thân thủ cấp 12 này của tiền bối, sau khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, nếu có cơ hội thì có thể phá vỡ cảnh giới bán tiên thiên. Mối thù của Sa gia tốt nhất là do Sa tiền bối dẫn đầu đi làm mới được.
Diệp Mỗ lúc đó nhất định sẽ giúp đỡ là được. Diệp Phàm mạnh miệng, không ngờ đôi mắt Xa Nhất Đao chợt đỏ, xem ra đã quá cảm động rồi. Nói hay lắm, nếu như Tống Vô Thu có thể chết dưới tay của Xa Nhất Đao này, thì xem như đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mượn lời chúc của cậu, Xa Mỗ nhất định phải sống sót. Xa Nhất Đao đột nhiên hào hứng, còn nói. Diệp tiên sinh, cậu cảm thấy hoan hỉ Phật Điệp Khiêu của Xa gia thế nào? Một cặp trò vui đặc biệt, có nó thì như là hổ thêm cánh. Có thể thực hiện được giấc mộng tự do bay lượn trong không trung của chúng ta. Diệp Phàm cười nói, chợt giật mình, cảm thấy dường như Xa Nhất Đao còn có bí mật gì đó chưa nói ra. Đúng vậy, có thể thực hiện được. Hơn nữa, hoan hỉ Phật Điệp Khiêu của chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ luyện, không thể dễ dàng để người khác làm hỏng như vậy được. Hơn nữa, nếu như không có nội lực ép vào phía dưới rất nhỏ rất nhẹ. Trên người như bình thường có nội lực hỗ trợ thì việc thu phóng không hề ảnh hưởng đến cơ thể. Xa Nhất Đao tỏ ra đắc ý nói, nhìn Xa Thiên một cái, nói. Đáng tiếc là vật này hàng chính tông khó tìm quá, ngay cả da chăn trên người tôi cũng là hàng nhái, không thể so sánh được với cái trên người Xa Thiên. Tuy nhiên, nếu Diệp tiên sinh có hứng thú, tôi biết một nơi vẫn còn một cặp. Cặp đó nếu so với Xa Thiên thì vẫn cao hơn một bậc. Xa Thiên mượn đôi cánh đó thì cũng chỉ đạt được độ cao hơn 100 mét. Nhưng nó chắc chắn có thể giúp Diệp tiên sinh bay cao tới mấy trăm mét, thậm chí là có thể tự do bay lượn trên bầu trời cao. Còn có loại bảo bối này sao, cha, ở đâu vậy? Xa Thiên cũng không khỏi hưng phấn. Nói thật thì chuyện này vẫn còn là một bí mật, chỉ là muốn có được bí mật này thì rất nguy hiểm. Từ sau khi tới TQ tôi sớm đã có ý tưởng này. Chẳng qua vì độ nguy hiểm rất cao nên chưa nói cho Diệp tiên sinh biết. Diệp tiên sinh là đại ân nhân nhà họ Xa, tôi không muốn anh gặp phải bất trắc. Xa Nhất Đao nói rất chân thành. Nguy hiểm quá thì thôi đi. Xa Thiên có chút nuối tiếc. Không sao, trước tiên Xa tiền bối hãy nói về bí mật này, chúng ta tính toán lại một chút, nếu như thật sự là quá nguy hiểm thì có thể bỏ qua. Còn nếu nắm chắc 7-8 phần thì chúng ta có thể đi vạch trần bí mật này rồi. Diệp Phàm hỏi. Thực sự là hắn rất có hứng thú. Đối với chuyện đôi cánh giả này, Diệp Phàm thực sự rất muốn có. Đã từng nghĩ xem làm sao để Xa Nhất Đao nói ra chuyện về nó. Tuy nhiên, sau đó Xa Nhất Đao lại nói chuyện này rất khó khăn. Xa Nhất Đao cũng là người có nội công thâm hậu nhiều năm, sử dụng rất linh hoạt. Nếu không, không dám nói chuyện gì to lớn, chỉ nguyên việc hoàn thành gánh nặng này, cũng khó mà làm được. Hoan hỉ Phật Điệp Khiêu này cũng không phải là gia truyền nhà họ Xa, mà là do tổ tiên đã may mắn lấy được ở Ấn Độ. Truyền thuyết nói trong chùa Hoan Hỉ có một cặp bướm đó là một loại mặt hàng chính tông. Còn về nguyên liệu chế tác và hình dáng nó thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, bí mật này chỉ có nhà họ Xa mới hiểu được. Năm đó là do tổ tiên đã cứu một trưởng lão trong chùa nên mới có được đôi cánh giả đó của Xa Thiên. Theo như lời của vị trưởng lão đó, cho dù là cánh giả nhưng nó cũng là bảo vật trong chùa. Như vậy đôi cánh đó là do đại sư Thích Gia Xa Ý trải qua trên 100 năm mới luyện thành được. Cho tới nay thì nó vẫn còn ở trong chùa Hoan Hỉ, đương nhiên, đại sư đó lúc viên tịch đã giải thích. Nếu như vị tăng nhân kia có thể nhận ra đôi cánh đó thì đã sớm lấy đi rồi. Kỳ thực là cậu có thể di chuyển được nó. Chỉ có điều cũng hơi tiếc, hơn 1000 năm nay vẫn chưa có ai lấy được nó. Cao thủ trong chùa cũng đã thử. Tuy nhiên, không ai có thể làm cho nó đứng dậy. Vẫn không ai mang nó đi nên sau đó nó trở thành vật trấn giữ chùa Hoan Hỉ. Xa Nhất Đao nói. Đại sư Thích Gia Xa Ý nội công rất cao phải không? Diệp Phàm hỏi. Chương 2576, bình luận sơ lược. Nghe nói đã vượt qua phạm vi trong tiểu thuyết. Vượt qua phạm vi trong tiểu thuyết, vậy phạm vi đó là cái gì có lẽ trước đó chưa từng nghe nói. Phạm vi của tiểu thuyết này là tiên thiên đại tôn giả. Lẽ nào trên đời này vẫn còn giới hạn như vậy? Vậy cũng không tồi, một nửa tiên thiên cũng có thể dọa chết người rồi, ngay cả thiên thiên tôn giả tôi cũng chưa từng được nhìn thấy. Vậy mà vẫn còn có tầng cao hơn nữa, làm sao có thể chứ? Xa Thiên há to miệng. Việc này, nói thật là tôi cũng không rõ. Rốt cuộc là có loại cao thủ này hay không tôi cũng chưa từng gặp qua, ngay cả lời nói của tiên thiên đại năng giả cũng chưa từng nghe qua. Cùng lắm thì giống như một cường nhân bán thiên tiên lưu lại không lý do. Xa Thiên giảng giải một hồi rồi quay lại hỏi. Lần trước các anh tới nhà của Nam Vân ở thành Kim Lăng không phải là đã thấy một cường nhân ẩn mình xuất hiện sao,
người này lẽ nào là cao nhân cảnh giới tiên thiên đại năng giả? Việc này chúng tôi cũng không rõ lắm, mọi người đều không nhìn rõ. Hơn nữa, nữ cao thủ ở nhà Nam Vân đó rốt cuộc là cảnh giới gì tôi cũng không hay. Chỉ có thể đoán rằng người này lợi hại hơn so với 12 đoạn vị đại viên mãn, nhưng rốt cuộc thế nào cũng không biết được. Nếu như nói là bán tiên thiên, thì có 3 phần khả năng thế nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu người con gái đó là bán tiên thiên, mà con người thần bí đó chắc chắn là tiên thiên đại năng giả rồi. Diệp Phàm nói, ôi, đều là cao nhân cả, Nam Vân gia cũng thật là lợi hại. Có nhiều cao thủ như vậy, dường như hùng hậu hơn so với thực lực của tam độc giáo của lão qua. Tuy là gia tộc này không xuất hiện nhiều trên giang hồ. Sa Thiên thở dài, có chút ủ rũ. So với bọn họ có nhiều cao thủ hơn nhưng chưa chắc đã có lực lượng đông đảo. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Về chuyện cảnh giới trong truyền thuyết, tôi dường như đã nhớ ra một chuyện, trước khi sư phụ tôi ra đi có nói với tôi về chuyện này. Chỉ có điều lúc đó tôi hơi choáng váng, chỉ nghe được đại khái. Mời công tử nói xem. Sa Thiên sốt ruột không chịu được, Diệp Phàm phát hiện ra vẻ mặt của Sa Nhất Đao cũng không khỏi nóng vội. Xem ra họ là những fan hâm mộ của những cao nhân, những người luyện công. Truyền thuyết tiên thiên đại năng chia làm 4 phần nhỏ, gọi là nhân giam, địa giam, thiên giam, đại viên mãn. Sau khi phá bỏ được đại viên mãn là có thể vượt qua tiên thiên cảnh giới rồi, cảnh giới đó gọi là cảnh giới niệm khí, và cũng chia thành 4 giai đoạn lớn nhỏ, gọi là âm bàn, dương bàn, âm dương bàn, và khống niệm. Khi đó tôi cũng chỉ nghe sư phụ nói một lần, còn bảo rằng sức mạnh của cảnh giới này rất mạnh, có sức phá hủy những gì như thế nào thì sư phụ cũng không nói tới. Có lẽ người cho rằng bản lĩnh của tôi còn yếu kém, có nói cũng uổng công. Có lẽ những cảnh giới này cũng chỉ ngầm hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời. Giống như chúng ta đột phá để nâng cao bản lĩnh, con đường đột phá đó của mỗi người lại không giống nhau. Các vị tiền bối lại chỉ nói về những kinh nghiệm của bản thân mà không có cách nào dạy anh đột phá. Bởi vì, kinh nghiệm của các bậc tiền bối không có nhiều tác dụng với các hậu bối, nhưng cũng chỉ có thể đưa ra một vài điều để tham khảo và tác dụng của tham khảo. Đương nhiên nó cũng chỉ có hạn chế với trình độ của chúng ta, còn đối với các cao thủ tiên thiên mà nói thì cái bộ dạng này có phải rất khó nói không? Có lẽ mức độ bất đồng cũng khác nhau, nói ngay như chúng ta, có phải tất cả đều có thể dùng những biện pháp đặc biệt để đột phá từ cuối giai đoạn 3 lên đầu giai đoạn 4 được không? Diệp Phàm nói, ừ, đây chính là mức độ cảm nhận vấn đề. Sa Nhất Đao gật đầu. Ý là Diệp Phàm làm cho tiếng tăm của thị trường nguyên liệu ra không được nổi tiếng. Mà kênh thiên phong của bố mới là chủ đạo trong việc mở rộng phong châu. Gió thổi lớn như vậy ở bên đó chắc chắn là người phụ trách cũng tỏ ra phấn khởi rồi. Phong châu này đã biến thành võ đài của Diệp Phàm và Thái Lượng đấu nhau. Ban chiều Diệp Phàm vội vàng đi phong châu, anh nghe được toàn bộ nội dung là điều chỉnh thị trường ra và xây dựng theo trước đó. Ở thành Vạn Đạt, chủ tịch Nguyên Lâm Cương và phó bí thư đại ủy Chu Sương Trung đã đi xem vài nơi về nguyên liệu ra. Chủ yếu là bên ngoài phân xưởng của Hoa Gia đã sớm chọn một khu đất, chuẩn bị trở thành nguồn vốn cho công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Hồng Phách. Hoa Đương Gia đúng là một người đáng tin cậy, tốc độ này không phải là chậm. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói với Hoa Thành Đông. Coi như cũng tạm, nếu như đã đền đáp lại sự giúp đỡ của Diệp Phàm, Hoa Đông Thành tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mở rộng sự nghiệp của Hoa Gia là một điều tốt đối với Hoa Gia. Trước đây Đông Thành vẫn luôn gặp nhiều khó khăn dưới sự dẫn dắt của đế vương. Bây giờ không như vậy nữa, rắc rối một khi được tháo gỡ thì phát hiện thấy cơ nghiệp của Hoa Gia đã đến bên bờ vực thẳm. Thật may mắn Diệp Phàm đã đánh một đòn quan trọng vào Đông Thành. Đông Thành cảm kích vô cùng. Hoa Đông Thành nói với vẻ thành khẩn. Cục trưởng Hoa nói gì đi chứ? Diệp Phàm cười ha ha. Tối qua anh ta nói chuyện điện thoại cùng tôi, nói rằng là người của Phong Châu. Thì đương nhiên phải có cống hiến cho sự phát triển của Phong Châu chứ. Đối với dự án Phong Châu hãy đợi anh ta đưa lên, trực tiếp nộp cho phó trưởng ban phí đấy. Phí trưởng ban nói là sẽ nghiên cứu nắm chắc chuyện này. Dự đoán bộ phận sẽ cử người xuống thăm dò tình hình Phong Châu trong vài ngày tới. Hoa Hướng Bắc nhanh miệng nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm cười nói. Trợ lý Diệp, Lương Mãn nói rồi. Vài ngày nữa sẽ có các đoàn khảo sát quay lại hỏi thăm trợ lý Diệp. Hoa Đông Thành có vẻ hơi cảm kích. Diệp Phàm trong lòng biết rõ, không phải Hoa Mãn Lương theo dõi vị trí của bộ phận nhân sự. Mà Hoa Mãn Lương hiểu được quan hệ của hắn với công tử Phí gia cũng rất tốt,
mà muốn được phó bộ trưởng Phí giúp đỡ thì đại công tử Phí phải lên tiếng mới được. Mà việc môi giới này chính là do hắn. Chuyên thăm hỏi không thể nói rõ, chúng ta đều là bạn bè, sau khi trở về chúng ta ngồi uống với nhau mấy chén là được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Trợ lý Diệp, lần trước anh nói phân xưởng của Hoa gia chúng tôi chẳng những là một phân xưởng có tay nghề cao, mà còn có thể trở thành nhà bảo tàng. Ý tưởng này tôi đã bàn bạc với người nhà, cũng rất tốt, như vậy thì việc sản xuất của chúng tôi sẽ không dừng lại, mà khách tới tham quan lại có thể trở thành người tuyên truyền một cách miễn phí cho chúng tôi. Thứ nhất sẽ đề cao danh tiếng của Hoa gia chúng tôi. Thứ hai, tôi nghĩ phân xưởng này sẽ có sức cạnh tranh với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Nếu đã làm thì phải làm cho lớn một chút, Hoa gia chúng tôi vẫn còn cất giữ những bộ y phục và đồ vật quý trước đó. Đến khi đó đặt chúng vào bảo tàng làm một minh chứng. Hoa Đông Thành có vẻ đắc ý. Tốt, tốt, vậy là rất tốt. Diệp Phàm gật đầu liên tiếp. Gần 5 giờ chiều, Bí thư tỉnh ủy La dẫn theo đoàn người của tỉnh ủy vội vàng đến Phong Châu. Diệp Phàm cùng bộ máy Phong Châu và Ủy ban Nhân dân sớm đã ra ngoài thành phố nghênh đón. Sau khi chào hỏi vài câu, La Khảm Thành trở về phòng tiếp khách, ăn bữa cơm rất nhanh. Sau đó, thư ký của La Khảm Thành lặng lẽ tìm thấy Diệp Phàm, nói là Bí thư La muốn gặp anh. Diệp Phàm đi thẳng đến chỗ Bí thư La. Lúc tiến vào gian ngoài của phòng khách thì phát hiện Chủ tịch tỉnh Điền đã ngồi đó. Nghe nói gần đây cậu phải chạy qua chạy lại hai bên, thật vất vả. Dự án nhà máy nhiệt điện Đồng Lĩnh cũng đăng ký thành công, tôi rất vui. Bí thư La mời Diệp Thành ngồi xuống, đầu tiên ông khen Diệp Phàm một câu. Mệt thì có mệt, nhưng đó là nhiệm vụ tôi phải hoàn thành, cũng không có gì. Về phần dự án nhà máy nhiệt điện, đây là kết quả sự quan tâm của Chủ tịch tỉnh và toàn bộ cán bộ Đồng Lĩnh. Đặc biệt là Chủ tịch Điền vẫn luôn quan tâm đến việc này, còn đặc biệt cử Phó trưởng Ban Thư ký tới đây. Dự án nhà máy phát điện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Điền và các lãnh đạo tỉnh ủy. Chúng tôi chỉ là làm cho sự việc cụ thể thôi. Diệp Phàm vẻ mặt khiêm tốn. Đồng chí Diệp Phàm cũng học được tính khiêm tốn khi nào vậy? Diệp Phàm cho qua, Điền Sơ Nhất trong lòng mừng vui, nói. Không thể nói trên tỉnh được, cán bộ Đồng Lĩnh các cậu mới là quân chủ lực. Trên tỉnh chỉ là giám sát, dẫn đường, đặc biệt là Bí thư La, không quản công việc bận rộn vẫn đến thăm hỏi dự án nhiệt điện Đồng Lĩnh. Đầu tiên đồng chí chê cười, muốn nói rằng phải chú ý. Tôi có điều muốn hỏi về dự án nhà máy nhiệt điện Đồng Lĩnh. Nhưng mà chuyện ở Phong Châu cũng có nhiều vướng bận. Bí thư La nói tới đây đưa mắt nhìn lướt qua Diệp Phàm một cái. Bí thư La ạ, chuyện ở Phong Châu là chuyện lớn mà toàn tỉnh xác định trong năm nay. Diệp Phàm tôi một chút cũng không dám lơ là. Thời gian gần đây tôi cũng luôn lui tới Phong Châu. Việc của Đồng Lĩnh bên kia cũng không có nhiều thời gian. May mắn là các đồng chí cán bộ của Đồng Lĩnh đều vượt qua khó khăn. Diệp Phàm vội nói. Chạy sao, tôi nghe nói là đồng chí Diệp chạy rất là vất vả siêng năng đấy. Tuy nhiên, cậu chạy đi đâu vậy, có khi vài ngày không thấy bóng dáng cậu đâu. Xin phép thì có xin phép, nhưng mà có phải là công việc ở Phong Châu vất vả quá, muốn nghỉ ngơi một chút, phải không? Muốn nghỉ ngơi thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải cái gì nữa. Người mà, cũng phải có lúc mệt mỏi chứ, đúng không? Lãnh đạo cấp trên cũng tin anh đấy. La Khiêm Thành có ý châm chọc trong lời nói, dường như muốn trách tội Diệp Phàm không nhiệt tình. Xem chừng đã hiểu nhầm Diệp Phàm không giải quyết những chuyện quan trọng ở Phong Châu. Diệp Phàm trong lòng có chút khổ tâm, cắn răng nói. Bí thư La, nói thật, mấy ngày này tôi đang bận việc ở Phong Châu. Chạy đi chạy lại cũng là vì việc ở Phong Châu. Việc Bí thư La giao cho tôi không dám buông thả một khắc. Tôi không thích khua môi múa mép, La Khiêm Thành tôi chỉ muốn nhìn thấy thành quả. Ví dụ như mọi người ở kênh Thiên Phong dưới sự dẫn dắt của đồng chí Thái Lượng làm việc rất là chăm chỉ. Chẳng những xong trước thời hạn khởi công, mà trong tình hình tài chính không đủ, đã đi vay mượn khắp nơi, tất cả các giai đoạn đều được tiến hành theo kế hoạch. Nghe nói đồng chí Thái Lượng đã đem lại sự phát triển sinh thái cho kênh Thiên Phong, thường xuyên mang cơm đi tuần tra kênh dẫn nước, tinh thần này rất đáng được biểu dương, nó thể hiện rõ hai mặt của đảng ta là mộc mạc gian nan khổ cực trong cuộc sống và trách nhiệm công việc. Hơn nữa, nghe nói không đến mấy tháng mà đồng chí Thái Lượng đã kéo về vài đối tác, bọn họ đều có ý muốn xây dựng các công ty xung quanh dự án Thiên Phong. Điều này vì sự phát triển linh hoạt về kinh tế của kênh Thiên Phong mang lại cho người dân nguồn nước mới. Vì để thúc đẩy và phát triển môi trường sinh thái. La Khiêm Thành hừ một tiếng.
những lời này chính là trực tiếp phê bình Diệp Phàm lơ là không chú trọng vào sự nghiệp của Phong Châu. Hơn nữa cũng có ý chỉ trích Diệp Phàm tham ô. Chương 2577, người này rất giảo hoạt. Bí thư La, muốn thu hút vốn đầu tư vào hạng mục này thì trước tiên cần bỏ vốn vào đã. Người ta nói không nỡ bỏ qua mối lợi như thế. Tôi đến Phong Châu bên này, nói thật, người ở cục tài chính là người Phong Châu đấy. Tôi ở bên này muốn cấp dưới cũng không có cấp dưới, muốn tiền cũng không có tiền, công việc thật đúng là khó triển khai. Cho nên, không thể không muốn lấy tiền trước để tạo áp lực phát triển khu Phong Châu ủng hộ đồng lĩnh. Qua một thời gian ngắn, một khi nguyên liệu ra xuất hiện trên thị trường, khoản tiền đón tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân có thể lập tức trả lại cho bọn họ có phải không? Hơn nữa, thời gian cũng gấp gáp, trong chuyện này có rất nhiều tình tiết phải làm theo. Nói cách khác chỉ mình Hoa Gia là có thể ngăn chặn được con đường này thôi. Bây giờ việc của Hoa Gia hoàn toàn giải quyết xong rồi. Tôi chuẩn bị nội trong 2 ngày sẽ đến tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân chính thức bàn bạc một chút. Một khi việc này có thể giải quyết được, đến lúc đó quy hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ đâu. Theo tính toán bước đầu của tôi, đầu tư của đám người Hoa Gia hẳn là không dưới 1 tỷ. Số tiền này cũng không kém số tiền mà Thiên Phong chi hồi trước có phải không? Hơn nữa, nguyên liệu ra xuất hiện trên thị trường giai đoạn đầu đã có thành quả như vậy. Một khi mở rộng phát triển tiếp, tương lai sẽ rất tốt. Huống chi, tôi còn có một ý tưởng, một khối nguyên liệu ra trên thị trường có thể dung hợp phát triển với kênh Thiên Phong. Làm nên một mắt xích phát triển phụ thuộc vào kênh Thiên Phong. Về việc này tôi đã thảo luận qua với đồng chí Thái Lượng rồi. Tuy nhiên, có chút tiếc nuối, bọn họ không đồng ý. Nói là kênh Thiên Phong là công trình lớn mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh xác định năm nay rồi. Sao có thể để nguyên liệu ra vào hạng mục nhỏ được? Nếu như hai bên phối hợp không ăn nhịp chỉ sợ ảnh hưởng đến kiến thiết sinh thái kênh Thiên Phong. Suy nghĩ của bọn họ cũng không phải không có lý, tôi biết các đồng chí lo lắng sợ rằng không thể hoàn thành việc mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Tuy nhiên suy nghĩ của tôi không giống bọn họ. Tôi cho rằng giữa hai bên không những đối lập nhau mà hoàn toàn có thể hòa hợp với nhau đấy. Nói ví dụ như, nguyên liệu da của nhà xưởng chúng ta xây dựng thành công trong phạm vi kênh Thiên Phong, nguyên liệu da phát triển theo đó ngành công nghiệp chăn nuôi Phong Châu sẽ được hưởng lợi. Đến lúc đó ngành công nghiệp chăn nuôi sẽ phát triển sinh thái kênh Thiên Phong trên phạm vi rộng rãi sao? Trái lại, công nghiệp chăn nuôi và nguyên liệu da phát triển cũng có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển sinh thái kênh Thiên Phong phải không? Hai bên chính là bổ trợ cho nhau, hà cớ gì mà cứ cứng nhắc phải tách nhau ra. Diệp Phàm cũng có chút tức giận, trực tiếp giải thích. Ý tưởng này thật sự rất tốt, có chút mới mẻ, Bí Thư La, anh thấy thế nào? Không thể tưởng tượng được Chủ tịch Điền Dành nói đầu tiên, trong lòng Diệp Phàm có chút cảm kích. Điều này chính là anh Điền trực tiếp tương trợ mình. Ít nhất, anh Điền nói như thế, La Ngưỡng Thành dù sao cũng phải nể anh ấy một chút. Quả nhiên. La Ngưỡng Thành ngẫm nghĩ một chút nói. Ừ, có ý như thế. Nể hai bên có thể kết hợp với nhau. Ngược lại là một cơ hội lớn tác động đến sự phát triển của Phong Châu. Tuy nhiên, đương nhiên, có một vài đồng chí không đồng ý cũng đúng. Hai bên này phải kết hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn phải tạo ra hiệu quả và lợi ích, trong đó nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề như thế. Các đồng chí thận trọng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng, cẩn thận cũng phải để mắt một chút. Không thể chỉ nhìn về một phía cục diện mà ngược lại đánh mất đi cơ hội phát triển hệ thống. Về phương diện này, anh có thể kết hợp với đồng chí Thái Lượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu anh muốn có được sự tán thành của đồng chí Phong Châu, đoán chừng sự định cư của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân mới là quan trọng nhất. Nói cách khác như hoa trong kính, như trăng trong nước, anh nói dễ nghe cũng phí công thôi. Sau khi nói xong La Ngưỡng Thành nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Yên tâm. Tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân chắc chắn sẽ nắm bắt được. Việc này lần trước chúng ta đã làm rất đầy đủ, tin rằng sẽ khiến nhóm người của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân sẽ nhìn thấy điều kiện của chúng ta chính là cơ hội kiếm tiền. Thương nhân lấy lợi làm chính, việc có lợi tôi không tin bọn họ không làm. Diệp Phàm cũng biểu lộ thái độ kiên quyết. Vậy là tốt rồi, La Ngưỡng Thành tôi hy vọng có thể sớm nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ La Ngưỡng Thành vỗ đùi, vung tay lên, mỉm cười. Nhìn bóng Diệp Phàm khuất xa, Điền Sơ cười nói. Bí Thư La, anh lần này có thể hung hăng đánh hắn một cái rồi. Trong lòng tên tiểu tử nhất định sẽ không thoải mái rồi. Không thoải mái. La Ngưỡng Thành cười thần bí, nhìn Điền Sơ nói. Tôi đúng là muốn hắn không thoải mái.
vị đồng chí Diệp Phàm này, trải qua sự thoải mái quá mức sẽ dễ dàng tự mình thỏa mãn. Chỉ cần khiến hắn không cảm thấy thoải mái mới có thể phấn khởi được. Anh Điền, anh xem tôi đây dùng phương pháp khích tướng có hiệu quả hay không? Hoàn toàn hiệu quả, Diệp Phàm không có cách nào. Người nhà đồng chí Thái Lượng làm ở kênh Thiên Phong phất lên như thế. Chẳng lẽ trợ lý của chủ tịch anh đây lại bất tài? Chắc chắn sẽ rất phấn khởi, nếu vui thì phải canh chừng sự xuất hiện của nguyên liệu ra trên thị trường. Phải ra tay mới có thể khiến người khác thấy được thành tích của trợ lý Diệp. Đặc biệt muốn bí thư La biết phải không? Kế hoạch này, đoán chừng cũng không phải nhỏ. Tuy nhiên, bộ dạng đồng chí Diệp Phàm như vậy cũng có chút nhức đầu. Thị trường nguyên liệu ra trong tỉnh chỉ là để hỗ trợ, còn liên quan đến tài khoản thì không có chút nào. Bộ dạng như vậy có phải làm cho chúng ta hơi keo kiệt một chút không? Mà đồng chí Diệp Phàm cũng thông minh, không ngờ chơi xiếc đẩy đồng lĩnh để ép về số tiền của Phong Châu. Điều này, đồng chí Thái Lượng đương nhiên không thoải mái rồi. Tuy nhiên, trợ lý Diệp rất giàu hoạt, lại còn nói tiền này chưa tới Phong Châu, người ta đành phải đi đồng lĩnh mượn tiền. Nói cách này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đồng chí Diệp Phàm cũng là nhân vật số một của đồng lĩnh. Đồng chí Thái Lượng đánh rơi mất răng cửa đành phải nuốt vào trong bụng. Điền Sơ Nhất rõ ràng mỉm cười. Ha ha ha, Sơ Nhất à, tôi nhìn điệu bộ anh như thế này giống như rất chú ý đến đồng chí Diệp Phàm. Tuy nhiên, chuyện này không phải muốn cá nhân tôi nhìn thấy, phải khiến cho toàn bộ đồng chí trên tỉnh nhìn thấy. Bí thư La cũng sang sảng mỉm cười. Chú ý đến đồng chí Diệp Phàm, đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ là toàn tỉnh việc gì cũng nắm được. Trong phần xây dựng kinh tế đồng chí Diệp Phàm này là một người rất năng động, tôi đều thấy rõ tất cả. Điều này, con mắt tin tưởng của Bí Thư La chuẩn hơn tôi rồi. Điền Sơ Nhất đương nhiên cũng không quên. Ha ha ha, Sơ Nhất anh. Bí Thư La vừa cười. Tiết Khai Hoa. Lan Trúc cười cười. Các cô này, thật đúng là bình nào không nên đặt vào bình, trong lòng Diệp Phàm mắng một câu, trên mặt cũng mỉm cười, nói. Mượn lời nói tốt lành của em, đến lúc đó cũng mời phóng viên Lan tới đây tuyên truyền một chút tạo thế nhé. Tôi thật đúng là mong mỏi ngày này rồi. Lan Trúc cười nói. Nhất định sẽ có. Thái độ Diệp Phàm khẳng định rõ ràng. Ha ha, nếu trợ lý Diệp phụ trách việc chỉnh hợp thành công nguyên liệu ra trên thị trường, đến lúc đó sẽ thu hút Kim Phượng Hoàng đến tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Không chừng đến lúc đó nghi thức cắt băng còn muốn làm long trọng hơn kênh Thiên Phong. Là người phụ trách của địa ủy Phong Châu, Thái Lượng tôi rất mong mỏi ngày này sớm đến. Đều là từ một viên gạch góp thành xây dựng lên Phong Châu. Trợ lý Diệp đến là để đưa sự giàu có đến có phải không? Lời nói này của Thái Lượng mang chút ý khiêu khích. Mà Bí Thư La và Phó Chủ tịch Điền Sơ Nhất cũng thoáng nhìn qua nhau. Hai người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả những điều này đều bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy. Trong lòng thấy kỳ lạ. Hai lão hồ ly này đang chỉnh sửa cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn tôi lên võ đài đánh nhau với Thái Lượng sao? Bọn họ đến xem hổ đấu nhau, thật là có khả năng này rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của Thái Lượng, Diệp Phàm mỉm cười không khách khí nói. Nói không chừng, khả năng này cũng tương đối lớn, chỉ sợ đến lúc đó thư ký Thái, điều này, ha ha, khó nói quá. Thái Lượng vừa nghe thiếu chút nữa thổ huyết rồi, lập tức mỉm cười, hừ nói. Như vậy tôi thật sự mỏi mắt trông chờ rồi, hôm nay Bí Thư tỉnh ủy La và Chủ tịch Điền đều ở đây. Tin rằng đến lúc đó hai vị lãnh đạo sẽ đến lễ cắt băng khánh thành long trọng chỉnh hợp thị trường nguyên liệu ra. Đến lúc đó kính mời trợ lý Diệp nói trước, cần gì Thái Lượng tôi sẽ sắp xếp các đồng chí đi làm. Thật sự có ngày đó tôi và đồng chí Sơ Nhất nhất định sẽ đến. Không thể tưởng tượng là Bí Thư La nói như thế. Điều này, khá rõ ràng rồi. Nếu Diệp Phàm không làm được đến trình độ đó, như vậy cần phải chịu đựng rồi. Trợ lý Diệp phụ trách nhất định sẽ thu được, người ta có thể thu được 5 tỷ hạng mục nhiệt điện, việc chỉnh hợp nguyên liệu ra trên thị trường chẳng lẽ không được sao? Tôi tin vào năng lực và óc sáng suốt của trợ lý Diệp. Thái Lượng bước lên một bước nói điều này với Diệp Phàm, mưu đồ của Thái Lượng đương nhiên Diệp Phàm biết rõ. Tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đầu tư nhiều nhất vài trăm triệu. Việc chỉnh hợp nguyên liệu ra nói thế nào cũng khó vượt qua kiến thiết kênh Thiên Phong mà Bí Thư La đề cập đến. Nếu quả thật vượt qua, đây chẳng phải là đánh vào thể diện của Bí Thư La sao? Tâm địa của Thái Lượng không phải là vô cùng độc địa sao? Diệp Phàm gần như bị đẩy vào tình thế không lối thoát, bất kể là làm như thế nào cũng không có kết quả tốt. Sẽ làm cho đồng chí Thái Lượng anh biết,
ngày nào đó, sẽ không lâu sau. Bí thư La sắp xếp tôi đến Phong Châu, chính là xây dựng Phong Châu, làm không tốt công việc thu hút đầu tư xây dựng Phong Châu, Diệp Phàm tôi không còn mặt mũi nào quay về tỉnh ủy báo cáo. Điều này, cũng không phải là phong cách làm việc của Diệp Phàm tôi. Lời nói của Diệp Phàm như đinh đóng cột, hơn nữa, không ngờ có vẻ hơi kiêu ngạo một chút, như vậy đáp ứng được sự khiêu chiến của Thái Lượng rồi. Chương 2578, ép tôi. Nói hay lắm, trợ lý Diệp đúng là không tầm thường. Đến lúc đó cũng thật có ngày như vậy, tôi có ý kiến đài truyền hình tỉnh có thể tuyên truyền cho các anh một cách long trọng nhất. Lan Trúc đột nhiên nói trong micro, rồi những tiếng vỗ tay cào các đồng chí trong hội trường cũng nghe thấy rất rõ. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Bí thư La cùng đoàn người đi cùng trở về tỉnh. Còn Diệp Phàm sau khi bàn giao một số công việc cũng nhanh chóng về Bắc Kinh. Vừa vào đến Hồng Diệp Bảo, Diệp Phàm liền hỏi ngay Lạc Phi ở đâu, Lý Tùng nói Lạc Phi ở trong rừng sau Hồng Diệp Bảo đang đánh quyền. Diệp Phàm đi thẳng đến đó. Nhìn thấy bầy trận đá, Diệp Phàm rất vui mừng, thuận miệng hỏi. Lạc Phi, khôi phục thế nào rồi? Hiệu quả rất rõ ràng, chân phải đã có cảm giác nóng, đau. Tôi biết tuyệt đối không thể có biến chứng xấu. Mà đó là do tiên sinh cho thuốc, có thể đã kích thích kinh mạch, da thịt được tái sinh. Còn nữa, thời gian này tôi cũng đã ăn nhiều nhân sâm quý, đều là cô Kiều chăm lo rất chu đáo. Lạc Phi không nói ra được những lời cảm kích, những điều đó tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Một khi hồi phục lại bình thường, Lạc Phi sẽ nghe theo tất cả những gì tiên sinh sắp xếp. Lạc Phi, chúng ta là bạn bè mà. Cha cậu đã dặn dò tôi chăm sóc cho cậu, tôi lại không phải người nói suông. Cậu có thể sống tốt thì tôi cũng thấy vui vẻ trong lòng. Chúng ta ngoài việc này ra còn nhiều việc phải làm. Ví dụ như đến lúc vết thương hoàn toàn hồi phục thì cũng phải nghĩ đến chuyện thành ra chứ. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Tôi biết rồi. Lạc Phi gật đầu, mặt hơi hồng. Đối với Lạc Phi thì Diệp Phàm đương nhiên sẽ muốn anh ta hồi phục đến đỉnh điểm. Lạc Phi là một cao thủ, có thực lực thập nhị đẳng. Đến lúc hồi phục rồi, nếu Sa Nhất Đao cũng hồi phục lại thì hai người đó đúng là tay phải, tay trái của Diệp Phàm. Sau đó hai người luyện trong rừng cây. Diệp Phàm cố gắng học hỏi những kinh nghiệm võ thuật được gia tộc Lạc Thi tích lũy hàng mấy trăm năm. Và Lạc Phi cũng học ở Diệp Phàm kỹ thuật mới nhất của đội đặc nhiệm A. Như vậy là cả hai đều tăng sức mạnh. 8 giờ tối, Diệp Phàm mang hai chai rượu đến nhà họ Phí. Phí Nhất Độ sớm đã đứng ngoài để nghênh đón, vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã hỏi. Anh Diệp, việc của tôi đến lúc nào mới làm? Vội gì, đầu tiên phải làm xong việc của sư bá thì mới có thể làm đến anh được. Người anh em, nóng vội là hỏng bét hết mọi việc đấy. Cứ từ từ đừng có vội vã rồi lại thiệt thân. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai Phí Nhất Độ, an ủi. Anh đương nhiên không vội, nhưng tôi không vội không được. Anh đều là cao thủ lớn rồi, tôi giờ còn chưa tới thất đẳng, khi ở cùng các anh đều không thể ngẩng đầu lên được. Anh Diệp, anh xem những người các anh đều là từ bát đẳng trở lên. Thế này thì tôi có thể chịu nổi sao? Phí Nhất Độ nói. Ha ha, tiểu tử. Vậy được, tôi sẽ nhanh chóng làm chuyện của anh, nhưng có một việc tôi cần nhờ anh giải quyết. Diệp Phàm cười nói. Chuyện gì, anh Diệp cứ nói thẳng. Phí Nhất Độ ra mặt vui vẻ, anh ta biết tính cách của Diệp Phàm, nếu giúp anh ta làm việc thì nhất định anh ta sẽ nhanh giúp cho mình. Vẫn không phải chuyện đồng chí Hoa Mãn Lương phó vụ trưởng bộ thủy lợi nhà họ Hoa lần trước. Lần này nhà họ Hoa đã lấy được đế vương giám đã ủng hộ công việc của tôi, và đưa việc làm ăn của gia tộc lên đỉnh thắng lợi. Người ta bỏ sức như vậy, chúng ta lại không thể nhìn Hoa Mãn Lương không thăng tiến phải không? Còn nữa, nếu như Hoa Mãn Lương không thể thăng tiến thì đến lúc đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông già Hoa. Như vậy, làm việc sẽ giảm bớt đi nhiều. Anh không hiểu, những ngày tháng tôi ở Phong Châu sẽ như thế nào? Một núi khó chứa hổ, mà tỉnh ủy lại cố tình để hai con hổ ở Phong Châu. Tôi tính, hai con mà tranh đấu ắt có một con bị thương. Đến lúc đó không phải tôi đi thì là Thái Lượng đi. Anh nghĩ xem, tôi có thể đi không? Diệp Phàm nói. Thái Lượng phải cút đi, anh Diệp, không phải nói nữa, việc này tôi sẽ lo cho anh. Chỉ là một chức vụ trưởng có gì chứ, Phí Nhất Độ sẽ ra mặt với Lão Trương. Phí Nhất Độ làm tư thế như ra trận, chọc cho Diệp Phàm cũng phải cười. Đánh cho anh ta một cái, rồi cười nói. Tôi thật ngại quá. Anh mà đi làm việc chắc chắn lại phải nhờ đến uy danh của ông cụ nhà anh. Chỉ sợ đến lúc đó bí thư Phí biết lại trách anh. Không sao, có những việc người ta biết trong lòng là được.
chứ không cần phải là vị trí như cấp tỉnh, như vậy thì phí nhất độ này không còn mặt mũi rồi. Một chức vụ trưởng chắc chắn là được phải không? Đương nhiên cũng không nhất thiết phải dùng đến uy danh của cha, ở thủ đô chúng ta cũng coi như nhỏ mà. Chỉ có mấy người bạn trong vòng tròn này, như việc của Hoa Mãn Lương thì cũng dễ dàng. Anh Diệp cứ yên tâm, không phải lo chuyện này. Trong vòng một tháng, đảm bảo sẽ hoàn thành. Đến lúc đó cứ bảo Hoa Mãn Lương chuẩn bị mời chúng ta một chầu là được rồi. Phí Nhất Độ lại nói khoác rồi. Cái đó thì không cần nói, nhà họ Hoa đúng là có chút tiền. Đến lúc đó, anh cứ chọn địa điểm, chúng ta đến nơi đắt tiền nhất ở Bắc Kinh này mà hưởng thụ. Diệp Phàm cũng cười nói. Đương nhiên rồi, chỉ cần đắt, không cần đúng. Phí Nhất Độ chu chọc nói. Anh thì giỏi rồi. Không ngờ trong phòng khách lại có tiếng của Phí Thanh Sơn cười nói ra. Ha ha, con không giỏi sao, nhà họ Phí chúng ta không phải có thế lực sao? Như bác đã như hổ trong giới võ rồi thì đương nhiên có tiếng. Ai dám gây sự với nhà họ Phí? Phí Nhất Độ gượng cười, nịnh bợ Phí Thanh Sơn. Tiểu tử, đừng có trước mặt người ta mà giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo, cao thủ đầy trước mắt đây. Ngay cả Diệp Phàm hay mấy người mà ta đã thế cũng đã vượt qua cả bác của anh rồi. Con hổ ngồi đây cũng sắp thành con hổ giấy không răng rồi. Thời buổi khó lường đấy Nhất Độ à, con phải chú ý đừng có học theo bác nghe chưa? Phí Thanh Sơn thở dài, có chút cô đơn. Sư bá yên tâm, con nắm chắc thắng 80% việc của sư bá, hơn nữa, tinh thần suy sút này không phải là con người thật của sư bá. Trong mắt con thì sư bá luôn là người anh dũng, tiến về phía trước. Không chịu khuất phục. Diệp Phàm an ủi nói. Ồ, có tính hình gì mới phải không? Nhưng, cậu cũng đừng có tâng bốc ta lên. Sư bá của cậu không vĩ đại như cậu nói đâu, gặp phải việc không thuận lợi cũng phải ngẩng đầu lên. Đương nhiên nếu để Phí Thanh Sơn này tùy tiện nhận thua là không thể. Phí Thanh Sơn cũng cao hứng nói. Nếu như có hai cao thủ thập nhị đẳng cộng thêm con thập nhất đẳng lại cộng thêm một người thập đẳng, tổng cộng bốn người bày thành một trận thì có thể hợp lại. Con tin tỷ lệ đột phá của sư bá không nhỏ đâu. Nhưng vì hiện nay hai cao thủ thập nhị đẳng đang dưỡng thương nên cần phải một thời gian nữa mới có thể tiến hành được. Diệp Phàm giải thích nói. Cái gì, cậu đã thập nhị đẳng rồi sao? Phí Thanh Sơn trừng mắt kinh ngạc, không có chút gì là giả vờ cả. Cũng là gặp may thôi ạ. Lần trước Sử Vô Đoan muốn phế bỏ công lực của con nhưng không ngờ lại ngược lại, ông ta cho con được may mắn. Nhưng thập nhị đẳng của con vẫn còn hư vô lắm. Cần phải luyện tập mới có thể thành cao thủ thập nhị đẳng chính thức được. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, đương nhiên không phải ai Diệp Phàm cũng nói, đó là bí mật riêng của hắn ta. Vận may đúng là vận may, cậu bảo tôi phải nói thế nào với cậu đây? Phương Thành có được đồ đệ như cậu đúng là phúc ba đời của nhà ông ấy. Ôi, không hiểu được là ông ta còn sống hay không nữa. Bao nhiêu năm rồi mà chẳng có tin tức gì. Phí Thanh Sơn lại thở dài. Anh Diệp đúng là chó ngáp phải ruồi, Phí Nhất Độ tôi không có số đó. Không ngờ Phí Nhất Độ lại nói thầm câu đó. Cháu đấy, nghĩ chó ngáp phải ruồi mà dễ sao? Cháu hỏi Diệp Phàm xem như thế có nguy hiểm không? Sử Vô Đoan là người thế nào, chắc chắn là muốn thu hết công lực của Diệp Phàm. Cháu để cậu ta thử thu xem sao? Phí Thanh Sơn giơ tay tát cho Phí Nhất Độ một cái. Nhẹ thôi chứ bác, não của cháu còn chưa nghĩ được như bác. Phí Nhất Độ vừa oán giận nói. Ồ, Diệp Phàm, cậu cho tôi hy vọng nhìn thấy cao nhân thiên hạ có công phu đột phá. Dựa vào tốc độ luyện công của cậu, có thể 2-3 năm sau sẽ là cao thủ thập nhị đẳng. Nếu như cố gắng hơ thì có thể đánh lại được Sử Vô Đoan trong 10 năm nữa. Sư bá hy vọng có thể thấy được ngày đó, mặc dù Phí Nhất Thanh này cả đời không đạt được cảnh giới đó. Nhưng có thể tận mắt thấy con vậy thì ta cũng yên lòng rồi. Phí Thanh Sơn lại than thở, không ngờ lại chau mày lại hỏi. Tiêu Sắt Nhất có thể không chịu bỏ qua đâu. Lúc nào con cũng phải đề cao cảnh giác, mặc dù chúng ta đang sống ở xã hội hiện đại, xã hội pháp chế mà súng đạn hoàn toàn có thể chế ngự được hắn. Nhưng có nhiều người khi đã điên lên thì không thể chiếu cố quá nhiều được. Đến lúc đó ngay cả đội đặc nhiệm A có bắt Tiêu Sắt Nhất cũng có ích gì, đúng là vô bổ có phải không? Con hiểu rồi, con đã cho người để ý phái Hoa Sơn rồi. Diệp Phàm gật đầu nói. Vậy tốt rồi, còn phải nhanh chóng luyện công, để tranh thủ lên thêm bậc mới, 2-3 năm sau chúng ta có thể quyết chiến với gia tộc Hoành Đoạn. Tính quan trọng của trận chiến này ta sớm đã nói với cháu. Đó không còn là ân oán giữa hai nhà nữa.
mà là cuộc đấu tranh giữa các cao thủ do nhà Hoàng Đoạn mời mà nhà chúng ta mời. Hoàn toàn có thể đại diện hai nước để đấu. Điều này liên quan đến danh tiếng một nước, chúng ta không thể thua. Phí Thanh Sơn lại lấy lại khí thế hừng hừng nói, bởi vì trong lòng ông có nước TQ này. Chương 2579, đảo Á Đông Lệ Châu. Trên đảo sẽ thấy rừng rậm nhiệt đới, đâu đâu cũng thấy những cây thân gỗ như cà phê, nho, phân bố rộng rãi trên đảo Á Đông Lệ Châu. Vì tập đoàn Hồng Phách Thiên Chan này không những chuyên về hàng da cá sấu mà còn là một nhà nổi tiếng về rượu nho. Vì thế trên đảo ngoài những cây thân gỗ ra thì còn có rất nhiều nho. Diệp Phàm cùng những người đi cùng xuống xe rồi lại ngồi trên du thuyền hào hoa, còn gọi là số ZSUNA, xem ra nhà họ Chu rất cưng chiều cô con gái này. Chu Na, đảo này nhìn không nhỏ đâu. Lam Tồn Quân đặt kính viễn vọng xuống hỏi, gần đây quan hệ của anh ta với Chu Na lại tiến thêm bước mới. Chu Na ra vẻ lạnh lùng nhưng Diệp Phàm có thể nhận ra là cô ta chỉ giả bộ vậy thôi. Diệp Phàm bí mật hỏi đồng chí Lam rằng đã cho hoa mai nở chưa, nhưng Lam Tồn Quân lại buồn rầu nói trừ lần ở Tam Độc Giáo bị chúng độc tình ra, sau này không có thêm cơ hội nào để cho Chu Na lên giường cả. Mà dù Chu Na cũng thân thiết với Lam Tồn Quân chút nhưng vẫn ra vẻ như không tiến triển gì. Sau này để liên hệ với Chu Na nên Lam Tồn Quân có gặp cô mấy lần. Nghe nói lần nào gặp mặt thái độ cũng bình thường. Nếu so sánh với những đảo lớn của Nhật thì đương nhiên đảo Á Đông Lệ Châu của nhà họ Chu chắc chắn nhỏ rồi, nhưng nếu nói là tài sản riêng của nhà họ Chu chúng tôi thì lại không nhỏ. Tính ra cũng phải đến 40 cây số đấy chứ không ít. Mà những năm gần đây dân số trên đảo tăng nhanh, nghe cha tôi nói thì năm nay dân số đã đạt đến mức 80.000 người rồi. Cũng ngang ngửa với cả một trấn lớn ở nước các anh. Đúng là diện tích rất rộng. Diệp tiên sinh, anh xem, đảo của chúng tôi như một châu báu ở giữa đại dương bao la xanh ngát. Trên trời mây xanh chừng nào thì dưới đảo cũng như chừng ấy ngọc bích. Nơi đây đã trở thành hòn đảo du lịch cho các khách du lịch. Chỉ có điều cha tôi lại không đồng ý để phát triển du lịch. Nghe nói đảo này là nơi chứa vết tích tổ tông nhà họ Chu chúng tôi. Nên cần phải giữ gìn, bảo tồn những đặc điểm đó. Từng ngôi nhà trên đảo để là những kiến trúc đã được ban phê duyệt của gia tộc đồng ý mới được xây dựng. Nếu không như vậy thì trên đảo đã đầy người rồi. Nếu Diệp tiên sinh muốn đến ở lâu dài thì chắc chắn cha tôi sẽ rất hoan nghênh. Còn có thể tặng cho cả một gia trang mang phong cách Pháp thuộc. Có thể lấy 5, 6 dặm khuôn viên gia trang đó thành lãnh địa cá nhân của Diệp tiên sinh. Chu Na quay sang nói chuyện với Diệp Phàm, ra vẻ không để ý đến đồng chí Lam. Người này buồn bực trong lòng, lẩm bẩm nói. Đảo lớn thì được cái gì chứ, đại ca của chúng ta không thèm nơi đây đâu. Anh Diệp là người có tiền, cũng không kém cô chút gia tài nào. Mà nơi đây là nơi hẻo lánh, có thể là lũ chim còn không muốn đến. Làm gì có ai lại thích cái đảo nguyên thủy này chứ? Đúng là chẳng là gì với những người hiện đại, đây chỉ hợp với người rừng ở thôi. Lam Tồn Quân nói đúng là không thương tiếc gì, khiến một hòn đảo của người ta đẹp lung linh vậy trở thành một nơi cho người rừng. Nguyên thủy, thế nào là nguyên thủy? Đây được gọi là bảo vệ môi trường sinh thái đấy Lam Tồn Quân tiên sinh ạ. Trên đảo của chúng tôi không hề có chút ô nhiễm nào. Anh có muốn đến thì nhà họ Chu chúng tôi cũng không hoan nghênh loại sói khoác áo văn minh hiện đại như anh đâu. Chu Na cũng không để yên, suýt nữa đã biến Lam Tồn Quân thành lũ sói phương Bắc rồi. Từ lúc nào mà tôi đã thành lũ sói rồi? Lam Tồn Quân tôi là một người hiện đại, văn minh nhất. Nước chúng tôi có cả 5.000 năm lịch sử, là một đất nước có lễ nghi. Lam Tồn Quân tôi là một thành viên trong nước đó, tôi thấy rất tự hào. Lam Tồn Quân cũng không chịu im. Tôi đồng ý là TQ là nước có lễ nghi, nhưng không tính anh. Anh chỉ là một thứ khác loài mà thôi. Chu Na lạnh lùng nói. Tôi có chỗ nào thất lễ không? Đồng chí Tiểu Lam hơi tức giận, trước bao nhiêu người như vậy mà bị Chu Na nói cho không ra gì, cứ nói tiếp như thế thì sớm thành người nguyên thủy rồi. Anh không xấu hổ sao mà còn nói? Anh nghĩ anh làm gì chứ? Đây là việc mà người văn minh hiện đại làm sao? Tôi thấy anh còn khốn nạn hơn cả sói nữa. Chu Na tức giận nói. Cô, không phải sớm nói với cô rồi sao? Đều là những chuyện cũ rồi. Lúc đó tôi cũng không là chính tôi nữa. Lam Tồn Quân bị vạch tội, hắn ta tức nói, rồi nhìn Diệp Phàm nói. Môi trường có tốt hơn nữa thì chúng ta cũng không nhỉ, phải không đại ca? Lam Tồn Quân quay sang lại muốn lôi Diệp Phàm cứu. Ha ha, cũng không nói như vậy được, không chừng sau khi đến thăm một vòng tôi lại thích ở đây thật thì sao?
Diệp Phàm không nể mặt Lam Tồn Quân, lại còn ném thêm đá nữa. Đúng vậy, môi trường ở đây thật tuyệt đẹp, lại còn có cả những cô gái tóc vàng, lương thiện của nước Pháp, vương nhân bàng tôi không nỡ về. Đúng là một nơi tuyệt đẹp, cô Chu, có thể tặng tôi một trang viên không? Thôi, tôi không dám mơ có một trang viên, cho tôi một căn nhà nhỏ, khi nào có thời gian tôi ghé qua nghỉ ngơi là được rồi. Vương nhân bàng cũng thêm phần náo nhiệt. Các anh nếu muốn tôi đều có thể tặng một căn phòng, nhưng trên thuyền này chỉ có anh ta là không thể. Chúng tôi không hoan nghênh loại người man dợ. Chu Na nói ra câu này chính xác là đã giận Lam Tồn Quân lắm rồi, còn anh ta hừ nói. Quay lại đi, tôi muốn ra về, cái đảo này là cái quái gì mà muốn đến chứ? Tôi cũng không mời anh. Chu Na cũng cứng đầu đáp lời. Ha ha ha. Vương nhân bàng ngồi bên cạnh nháy mắt một cái. Sa Thiên không thèm nói tiếng nào. Anh nháy cái gì chứ? Lam Tồn Quân kiếm chuyện với từng người. Nháy mắt cũng là phạm phải luật gì sao đồng chí Tiểu Lam? Anh hãy nói rõ cho tôi biết, bằng không chúng ta chơi máy trò trên biển này đi. Vương nhân bàng xoa xoa tay rồi nhìn những cô gái nước Pháp đang ngồi tiếp đón những vị khách quý trên thuyền. Nhà họ Chu đều đã tuyển chọn những người này. Người cao, mũi cao, mang đúng phong cách những cô nàng phong cách Pháp điển hình. Chơi thì chơi. Lam Tồn Quân cùng tức, nhảy lên thuyền. Anh ta kêu lên trong đám cô gái kia. Đồng chí Tiểu Lam không thể tức ra ngoài nhưng lại bơi giỏi. Mà nước ở đây lại chưa đến đầu gối anh ta. Thế mà cũng đòi khoe sao? Vương nhân bàng khinh thường rồi cũng nhảy xuống nhưng nước còn không làm ướt giày anh ta. Hai người như lấy giày làm ván trượt rồi trượt trên nước. Ha ha, hai người này đúng là lắm trò. Diệp Phàm cười nói, nhưng lại hút được hết những ánh mắt của các cô nàng xinh đẹp. Chơi mệt rồi, hai người cũng đã quay lại thuyền nhưng vừa lên thì các cô nàng đã vây quanh. Lại là vuốt ve, ôm ấp. Đồng chí Tiểu Lam đắc ý, thấy Chu Na ở đó đã cố ý đưa tay ra ôm hai cô nàng khác, ra vẻ hạnh phúc lắm. Hèn hạ, Chu Na không chịu được đành lên tiếng, dọa cái khiến cho hai cô nàng bên cạnh Lam Tồn Quân phải sợ chạy mất. Đồng chí Tiểu Lam buồn bực, nhưng đây là nhà của họ thì còn làm gì được. Du thuyền không lâu sau vào bến, trên bến có mấy người đang đứng. Diệp tiên sinh, đây là chú của tôi Chu Mễ Tu. Đảo này do chú quản lý. Chu Na chủ một người trung niên có mũi cao cười nói. Diệp Phàm lên bờ, bắt tay với Chu Mễ Tu, nhưng không phát hiện ra hình bóng của cha Chu Na Chu Do Tiếu. Xem ra người này còn không tin vào năng lực của bản thân hắn ta. Đợi lúc nữa thuyết phục ông ta chắc cũng khó khăn đây. Nghĩ lại thì cũng đúng, Chu Do Tiếu chưa gặp hắn ta, chỉ là nghe con gái nói lại thôi. Chắc phải mắt thấy tay nghe mới được. Đoàn xe mới đúng là hoành tráng, một hàng ba chiếc Ferrari. Còn Diệp Phàm được Chu Mễ Tu mời lên chiếc xe sang trọng nhất. Gần 10 phút thì xe vào đến trong rừng rậm, không lâu sau thấy một biệt thự phong cách phương Tây rất rộng lớn. Nhưng biệt thự cũng qua nhiều lần tang thương nên chắc thuộc vào loại cổ. Tiến vào sảnh mới phát hiện ra sảnh thật rộng, mà Diệp Phàm cũng những người đi cùng thấy trên cầu thang đang có một cặp vợ chồng đi xuống. Người đàn ông mặc bộ quần áo cổ thời Pháp, phía trước còn có chiếc nơ thắt, nhìn cứ như trang phục của bậc quân vương. Thân thích hoàng tộc Pháp trước kia. Người đàn bà nhìn có vẻ không già, giống Chu Na. Có thế là cha mẹ cô ta. Chu Do Tiếu không biết nói tiếng Hán, đều phải nhờ Chu Mễ Tu phiên dịch. Không thể ngờ rằng Diệp tiên sinh lại trẻ như vậy. Không ngờ ngay câu đầu tiên Chu Do Tiếu lại hỏi Diệp Phàm như vậy. Rồi mời Diệp Phàm ngồi xuống. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra có chút thất vọng trong mắt ông ta. Ha ha, cũng gần 30 tuổi rồi. Diệp Phàm mỉm cười nói rồi ngồi xuống. Diệp tiên sinh, đầu tiên tôi xin cảm ơn anh đã cứu con gái tôi rất cảm kích. Lần này các anh đến đợi chút nữa tôi bảo Chu Na đưa các anh thăm đảo một vòng. Chu Do Tiếu nói rất khách sáo, nhưng Diệp Phàm không thấy ông ấy thể hiện cảm kích thế nào, mà nói ra như kiểu Diệp Phàm cùng mấy người đến chơi vui không vậy. Không cần phải cảm ơn, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác với Chủ tịch Chu. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ha ha, Chu Do Tiếu cười hai tiếng rồi ngừng cười hỏi. Vị nào là Lam Tồn Quân tiên sinh? Là tôi. Lam Tồn Quân hơi sững sờ trả lời. Chú Á, mời trà. Không ngờ Chu Do Tiếu lại cười nói vậy. Lam tiên sinh, mời dùng trà. Lúc này một cô gái Pháp xinh đẹp mang một khay bạc đến, trên khay bạc có chén trà nóng hương thơm ngào ngạt. Bưng chén trà lên phát hiện ra đó là sứ Thanh Hoa của nước Trung Hoa chúng ta.
làm rất tinh tế, có thể là đồ cổ. Một người ngồi ở vị trí ngay dưới Chu Do Tiếu đưa tay ra chào, chén trà nóng đó đột nhiên bay về hướng người đó. Người này chắc là chú Á. Chén trà như có cánh, bay về phía Lam Tồn Quân, người này chỉ dùng một tay để khống chế vật. Có thể là nội công không thấp, ít nhất cũng là thập đẳng. Có thể là cao thủ mà nhà họ Chu mời. Quái lạ sao lại phải trịnh trọng mời Lam Tồn Quân trà, đáng nhẽ phải mời ta mới đúng chứ, lẽ nào muốn làm thế phủ đầu Lam Tồn Quân? Nếu như vậy thì chắc việc mà Lam Tồn Quân gây ra với Chu Na thì họ đều đã biết. Diệp Phàm khinh bỉ nói trong lòng. Nhưng chén trà cách Lam Tồn Quân khoảng trước 5 mét thì đột nhiên tăng tốc. Người trong sảnh đều cảm thấy sẽ có một sát khí mạnh mẽ. Chương 2580, uy thế phủ đầu của Chu gia. Hắn tùy tiện giơ tay lên hất hất, cười nói. Trà này rất tuyệt, chú Á là người đứng đầu ở đây, mời chú nếm thử trước ạ. Vừa nói dứt lời, chén trà trước mặt Lam Tồn Quân bỗng chuyển động sang phía Á Thúc. Được. Á Thúc có chút ngạc nhiên, đáp lại một tiếng rồi giơ tay ra phái trước đỡ lại. Chén trà dừng lại. Tuy nhiên chén trà cũng chỉ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục bay. Á Thúc nhìn, khuôn mặt đỏ lên. Tên ngốc đó hình như cũng nhìn ra là hắn ta đã thua. Ông ta hình như cũng có chút giận dữ, dùng hết lực cho ra hai chưởng nhưng chén trà vẫn không dừng lại. Không lâu sau đã đến chỗ Á Thúc. Khuôn mặt Á Thúc tím ngắt lại, ông ta giơ hai tay ra trước miệng ngăn chén trà lại. Xin Á Thúc đừng để ý, Diệp Mỗ trước nay đều rất tôn trọng các bậc trưởng bối. Diệp Phàm điềm đạm nói, một bàn tay giơ ra phía trước động đậy. Hình như có một bàn tay vô hình nhấc chén trà lên, tách đôi bàn tay trước miệng của Á Thúc ra. Chén trà không hề bị trào nước ra, hướng thẳng tới miệng Á Thúc. Chén trà bắt đầu nghiêng, không lâu sau. Nước trà đã bị biến thành một đường đổ thẳng vào miệng Á Thúc. Lúc đó, Á Thúc thực sự rất ngượng ngùng, ông ta không còn ngồi trên ghế nữa mà đã ngồi xổm. Một chén trà đã được Diệp Phàm đưa vào miệng Á Thúc. Đến lá trà cũng không bị bỏ sót, bay thẳng đến khay bạc trên tay cô gái. Trong đại sảnh, người nhà họ Chu đều trợn tròn mắt mũi. Có thể khiến hén trà bay về chiếc khay bạc đẹp như vậy mà không cần dùng động tác gì. Còn không mau lui xuống. Chu Do cười một tiếng, sắc mặt ông ta rất khó coi. Ha ha ha. Á Thúc đột nhiên cười lớn, bật đứng dậy, nói. Diệp Phàm tuổi trẻ tài cao, không biết có đồng ý ra sơn trúc lâm giao lưu vài chiêu hay không. Diệp Mỗ trước nay không muốn lãng phí sức lực. Ông ta hiểu Diệp Phàm không nể mặt ông ta. Lãng phí vô ích, vậy ý của Diệp tiên sinh là nếu muốn giao lưu vài chiêu thì nhà họ Chu chúng tôi phải cho đi thứ gì đó có đúng không? Chu Do thản nhiên cười nói, tuy nhiên thái độ của ông ta không còn hòa hữu như ban nãy nữa. Tất nhiên là vậy rồi. Diệp Phàm cũng không khiếm tốn, gật đầu đáp lại, nếu nhà họ đã không giữ lễ nghi như vậy thì hắn cũng chẳng cần khách khí. Xin cứ nói. Chu Do nhíu mày, cười nói. Trước tiên xin hãy đồng ý sẽ để tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến khu Phong Châu của tỉnh Tấn Lĩnh chúng tôi. Tất nhiên nếu tôi bại dưới tay của Á Thúc thì xem như tôi không có bản lĩnh. Chuyện này coi như chưa nhắc đến. Diệp Phàm đưa ra điều kiện rất rõ ràng. Tôi có thể đồng ý sẽ thương lượng với các anh, tuy nhiên, thương lượng vẫn cứ là thương lượng. Còn việc để cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến khu Phong Châu của tỉnh Tấn Lĩnh các anh thì lại là chuyện khác. Chu Do cười nói. Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi lại. Giải quyết mâu thuẫn cho nhà họ Chu chúng tôi. Chu Do nhắc đến chuyện đó với vẻ mặt rất trang trọng. Còn về việc giải quyết các mâu thuẫn của nhà họ Chu các ông thì tôi phải nghe lý do trước đã. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân các ông làm sao tới Phong Châu thì hãy quyết định trước đi. Diệp Phàm biết nhà họ Chu sẽ đưa ra điều kiện nên hắn cũng không khách khí nữa. Vậy được, chúng ta cứ xem thuật khai lang của Á Thúc trước đã. Chu Do cười, gật đầu nói. Cả đoàn người lại ngồi lên xe, không lâu sau thì đi vào một rừng trúc lớn. Khu rừng này cũng không khác lắm so với rừng trúc nam của Trung Quốc. Đây là nơi tôi thường luyện công, gọi cậu đến đây giao đấu, tôi chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Dù gì tôi cũng khá quen với chỗ này, như vậy sẽ không công bằng lắm với cậu Diệp Phàm. Con người Á Thúc cũng rất được, đầu tiên ông ta giải thích trước đã. Á Thúc, cái này cũng không thể nói là không công bằng được. Thực ra tôi cũng chỉ mới nghe qua khu vực Phong Châu của tỉnh Tấn Lĩnh. Nếu không phải là Chu Na giới thiệu. Tôi làm sao biết được nơi này, vì thế cho dù Diệp tiên sinh dùng vũ lực để giúp chúng tôi giải quyết đối thủ. Nhưng đối với giới kinh doanh mà nói thì Chu gia chúng tôi không công bằng.
Vì thế ngay từ khi bắt đầu đã được xây dựng trên cơ sở không công bằng. A Thúc, một câu nhắc đến hai chữ Trung Quốc, như vậy là có đi có lại rồi. Vì thế, Thúc đừng khách khí. Hãy đem tất cả sức lực ra cho các bằng hữu Trung Hoa thấy được người nhà họ Chu của Viên Ngọc Á Đông ai cũng là những kỵ sĩ đáng nể. Những kỵ sĩ dũng cảm trước nay chưa bao giờ sợ thách thức. Chu Do cười, nụ cười hiện rõ sự hào sảng. Diệp Phàm như bừng tỉnh, hắn nói khiến Chu Do cười nhưng điệu bộ ấy không tự nhiên chút nào. Hóa ra trang phục đó là của những kỵ sĩ cổ đại châu Âu, hơn nữa nó cũng rất hợp với trang phục của Hoàng Thất. Xem ra, trước đây Chu Do cũng có một quá khứ rất huy hoàng. Mà hình như cũng không đúng lắm, bởi vì kỵ sĩ hoặc những người được gọi là kỵ sĩ là những kỵ binh châu Âu thời Trung Cổ đã trải qua sự huấn luyện của quân đội, sau đó nó trở thành một tước hiệu danh giá, dùng để chỉ một giai tầng trong xã hội. Sau đó, thời loạn lạc, quốc vương và giới quý tộc cần có các binh chung có ưu thế áp đảo trong chiến đấu nên họ đào tạo những người trẻ tuổi thành các kỵ sĩ. Thân phận của các kỵ sĩ không phải do kế thừa mà có. Thực ra bản chất cũng không giống với giới quý tộc, ngoài một số giống với các quý tộc, được phong tước ra thì phần còn lại đều phải đi lính trong quân đội, khi chiến đấu cũng phải tự trang bị vũ khí và ngựa. Kỵ sĩ thực ra là tầng lớp thấp nhất trong giới quý tộc. Điều này thì chẳng có gì đáng khoe khoang cả. Diệp Phàm nhất thời đã không đoán ra được lý do trang phục của Chu gia lại được thiết kế như vậy. Diệp tiên sinh, xin mời. A Thúc hành lễ theo đúng nghi thức chuẩn của các kỵ sĩ. Ha ha, lần này là để cậu ta thử sức với Thúc. Diệp Phàm cười nói, tay chỉ về phía Sa Thiên. Ban nãy thông qua cuộc thử sức trên bàn trà, Diệp Phàm biết được công lực của A Thúc, cũng chỉ là thập đẳng bị khai nguyên mà thôi. Đối với một đối thủ vừa đạt đến bậc thập đẳng nhập môn thì Sa Thiên hoàn toàn có thể ứng phó được. Sa Thiên có vẻ hoan hỉ lắm. A Thúc chọn địa điểm quyết đấu ở đây có lẽ là muốn lợi dụng rừng trúc. Điều này khiến Diệp Phàm nghĩ đến một trận quyết đấu rất thú vị trong Ngọa Hổ Tang Long. Hơn nữa cái cánh giả của Sa Thiên cũng có đất dụng võ ở đây. Dù thuật khinh thân sát tung thuật của A Thúc có cao lắm cũng không thể vượt qua được thuật cánh giả. Diệp tiên sinh, đây là sự coi thường sỉ nhục lớn nhất đối với kỵ sĩ chúng tôi. A Thúc đột nhiên nổi giận, trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm. Không, không, A Thúc, Thúc hiểu lầm rồi. Diệp Phàm khoát tay vội đáp lại. A Thúc tôi hiểu lầm, e rằng Diệp tiên sinh muốn sử dụng chiến thuật xa luân. Chu Do hơi mỉm cười nói, giọng điệu đầy châm biếm. Các vị đều hiểu lầm rồi, nếu nói là chiến thuật xa luân thì tại hạ cho rằng không cần thiết. Bởi vì tại hạ cho rằng vị Sa Thiên đây hoàn toàn phù hợp để thỉnh giáo A Thúc. Hai người bọn họ thực lực đồng đẳng, còn về tôi thì chỉ nhỉnh hơn Sa Thiên một chút ít. Nếu để tôi giao đấu với A Thúc, cho dù là may mắn, thì đối với Chu gia, đó vẫn là sự bất công bằng. Hơn nữa lần này chúng tôi đến đây là để giải quyết chuyện của Chu gia, tất nhiên là phải mang theo vài cao thủ, có đúng không? Điều này một là để thể hiện thành ý của chúng tôi. Hai là chúng tôi cũng muốn cho các phi thấy, mời các cao thủ đến không hề dễ dàng. Dựa vào sự giàu có của Chu gia thì cao thủ nào mà không mời đến được. Nếu không, Chu gia các vị đã sớm tự giải quyết xong việc này rồi. Vì cớ gì lại đợi chúng tôi đến? Diệp Phàm khoát khoát tay giải thích. Tất nhiên là vậy rồi. A Thúc là một trưởng lão của Chu gia chúng tôi. Tiền thì Chu gia chúng tôi cũng có chút ít nhưng các cao thủ giống như A Thúc thì gặp được đã khó rồi chứ đừng nói là mời được. Nếu Diệp tiên sinh đã tự tin như thế, vậy cũng được. Nếu vị Sa Thiên này có thể đánh hòa được Á Thúc thì chúng tôi đồng ý sẽ thương lượng chuyện cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến Phong Châu. Chu Do cười nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vậy được, Sa tiên sinh, xin mời. Á Thúc lại hành một lễ theo đúng nghi thức của các kỵ sĩ với vẻ mặt giận dữ. Nhìn điệu bộ của ông ta, lần này có lẽ muốn tóm gọn Sa Thiên. Vậy chủ khách đều không khách khí nữa. Tôi xin xuất chiêu trước. Sa Thiên không hề khách khí, hét lên, anh ta tìm được một cây trúc to bằng cổ tay rồi nhẹ nhàng đáp lên. Thân hình linh hoạt, nhanh nhạy như một con báo. A Thúc bắt đầu có chút hứng thú, lao một đường kiếm tới. Thanh bảo kiếm màu đen rung lên, ông ta xuất một đường kiếm hướng thẳng lên trời, miệng đột nhiên hét lớn. Trung thành tín ngưỡng vanh diệu dũng khí. Trong văn học về kỵ sĩ, các kỵ sĩ luôn luôn là biểu tượng của lòng dũng cảm, trung thành. Mỗi một kỵ sĩ đều lấy tinh thần kỵ sĩ làm tôn chỉ, là hóa thân của các anh hùng. Tinh thần của các kỵ sĩ châu Âu và các kỵ sĩ Nhật Bản cũng khá giống nhau. Mỗi khi các kỵ sĩ gặp phải đối thủ khó địch được, họ thường mang theo các đồng đội của mình và hét lớn,
trung thành, tín ngưỡng, vinh diệu, dũng khí. Cuối cùng các kỵ sĩ này có thể dùng đến cả tính mạng để bảo vệ gia viên của mình. Họ không bao giờ vứt bỏ gia viên cho dù phải trả giá bằng cái chết. Chưa bắt đầu giao đấu, Á Thúc đã hét lên khẩu hiệu này, chứng tỏ ông ta thực sự coi Sa Thiên là một đối thủ đáng nể. Hơn nữa trông ông ta lại càng hào hứng hơn. Cả người ông ta lao về phía hai cây trúc, thanh kiếm màu đen cũng lựa theo lao về phía đó. Một luồng mãnh khí phát ra, một cây trúc bị cong đi rất kỳ dị, cây còn lại gốc bị tung lên đến 4 mét trong không trung. Cũng chính lúc này, cả thân người Á Thúc đều dừng lại trên thân cây trúc đã bị cong. Cây trúc kia dưới sức ép quán tính của cây trúc uốn cong đã lao bật lên không trung. Tiếng ào ào vang lên, rừng trúc lại quay trở về trạng thái ban đầu. Á Thúc cầm thanh bảo kiếm đứng trên thân cây trúc cách mặt đất chừng 15 mét. Hay lắm! Mấy người nhà họ Chu ở đó đều vỗ tay. Công phu nhất thủ thượng trúc này, Á Thúc đã luyện lâu rồi. Tất nhiên so với thuật của Sa Thiên thì trông tuyệt đỉnh hơn rất nhiều. Vũ khí lợi hại nhất của Sa Thiên là đôi cánh giả, khi đó vẫn chưa sử dụng đến. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng phát hiện ra rằng, thân trúc dưới sự dẫm đạp của Á Thúc rung lên loạng choạng như thể không chịu được trọng lượng đang gánh đỡ. Chương 2581, Anh hùng cứu mỹ nhân. Nguyên lý này có đôi chút giống với các cao nhân biểu diễn xiếc đi qua dây xích trong không trung. Sa Thiên cũng tương tự như vậy, tuy nhiên Á Thúc không chế mặt này tốt hơn cậu ta. Dù sao rừng trúc này cũng là nơi mấy chục năm ông ta luyện công. Sa Thiên hướng xuống phần thắt eo thì thanh kiếm màu đen bỗng vang lên tiếng ào ào dữ dội trong không trung. Chân Sa Thiên đang đứng trên phần ngọn cây trúc bỗng xuất ra một chiêu húc nhật đông thăng, tiến cao lên thêm khoảng 5 mét nữa. Từ độ cao hơn 20 mét, anh ta nhằm vào phía Á Thúc mà ra sức xuất chiêu phách hoa sơn phách. Vì Á Thúc có thế mạnh khi đấu trên thân trúc nên Sa Thiên không muốn hao phí quá nhiều sức lực vào đó. Luồng mãnh khí mạnh đến nỗi tất cả đám trúc trong phạm vi hơn chục mét quanh đó đều đổ xuống nghiêng ngả. Tiếng lá trúc đổ xào xạc vang lên như thể chúng sắp sụng hết trước đợt gió mạnh. Á Thúc cũng khom người lại, vọt lên phía trên không trung, miệng hét lớn ngao. Sau đó chân co lại một cách kỳ dị, bật thẳng lên từ thân cây trúc. Cả cơ thể ông ta như một mũi tên căng ra, lao vọt lên phía Sa Thiên. Tốc độ đó đều khiến Diệp Phàm và mọi người phải thầm kinh ngạc. Nghe thấy gì không, ngao, đó không phải là tiếng sói hoang chu lên hay sao? Vương Nhân Bàng nói. Đúng thế, các anh xem tư thế ra đòn của Á Thúc kìa, không khác gì một con sói đang bị công kích. Hình như ban nãy có nghe Chu Đống nhắc đến lang thuật của Á Thúc. Không lẽ chiêu vừa rồi Á Thúc xuất ra chính là một hình hài biến tấu khác của lang thuật? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi lại mọi người. Lang thuật, chưa nghe nói bao giờ. Lam Tồn Quân nghĩ một lúc, dường như anh ta chưa nghe đến loại võ công này nên lắc lắc đầu. Dù chúng ta chưa nghe nói đến lang thuật nhưng thực ra nó cũng không có gì kỳ quái cả. Ví như hố bối quyền, xà quyền của người Trung Hoa chúng ta chẳng phải đều mô phỏng động tác của mãnh thú mà ra đó sao? Nếu có thể biến tấu các động tác của hổ, của rắn thì tại sao lại không thể làm thế với sói chứ? Vương Nhân Bàng đắc lại một cách rất đắc ý. Sa Thiên vừa nhìn thấy đao phách hoa sơn thì bóng của Á Thúc đã biến mất. Anh ta chột dạ quay vội người lại. Nhưng anh ta vừa kịp quay người lại thì thanh đao lao vút đến trước mặt anh ta như chưa hề đổi hướng. Sa Thiên vội vàng đạp mạnh chân trái lên chân phải. Đây chính là hành đề cao pháp trong không trung của Diệp Phàm. Sa Thiên bỗng chốc lên cao thêm được chừng 3 mét. Tất nhiên hậu quả của cách làm như vậy là sức lực bị tổn hại đi rất nhiều. Bình thường thì không cần phải làm vậy. Chỉ trong những trường hợp khẩn mới phải tăng gấp độ cao như thế. Tuy vậy anh ta vẫn cảm nhận được giày của mình vẫn còn bỏng. Sa Thiên cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra một chiếc giày đã bị đường đao dứt khoát của Á Thúc khoét đi. Đến cả đôi tất đen phía trong cũng bị lộ ra. Hơn nữa, tất cũng bị thủng vài lỗ. Cũng may mà có thuật mượn lực đề thăng của Diệp Phàm, nếu không Sa Thiên đã bị đánh bại dưới chiêu ấy rồi. Sa Thiên mặt đỏ lự. Anh ta lại phát hiện ra Á Thúc đã luồn xuống một thân trúc phía dưới nữa. Cả thân hình ông ta lại uốn cong, dán chặt vào và đung đưa theo thân trúc. Điệu bộ ông ta như đang cười nhạo sự bất lực của Sa Thiên. Sa Thiên hết sức giận dữ, anh ta nhào thẳng xuống thân trúc Á Thúc đang đứng để xuất đòn. Nhưng Á Thúc lại quá am hiểu rừng trúc này nên khi đòn của Sa Thiên còn chưa tới nơi thì ông ta đã luồn sang một thân trúc khác. Tiếng răng rắc của mười mấy câu trúc đổ xuống vang lên. Các đòn Sa Thiên ra thậm chí còn không chạm đến gần Á Thúc được. Rõ ràng là Á Thúc muốn làm tiêu hao sức lực của Sa Thiên trước.
khi sức lực của Sa Thiên đã giảm sút mới là lúc ông ta triển khai thế tấn công. Sa Thiên thấy các chiêu này đều không có tác dụng, anh ta cũng khá thông minh, chọn được một thân trúc lớn, đứng vững trên đó rồi không ra đòn nữa. Hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Á Thúc theo đúng kiểu ôm cây đợi thỏ. Á Thúc đợi một lát thấy tên tiểu tử kia không mắc mưu mình nữa thì không kìm được tức giận. Hai chân ông ta đột nhiên kẹp chặt hai thân trúc lại để tăng thêm sức mạnh. Chỉ thấy hai tay Á Thúc khua một hồi, lá trúc bốn phía xung quanh ồ ạt bắn ra không trung như lông vũ. Từng lá trúc sắc nhọn như từng cọng liễu nhằm thẳng về phía Sa Thiên. Sa Thiên vừa nhìn thấy ông ta khua hai tay thì dùng hết sức chặn lá trúc đâm vào mình, nhưng cách làm này khác tốn sức. Lá trúc lao đến lại nhiều vô kể, tránh được cái này thì không tránh được cái kia. Sa Thiên cũng khá linh động, hai tay anh ta cũng khua lên, đám lá trúc đang bủa vây anh ta cũng bị sức hút xoáy lại thành một vòng. Không lâu sau, quanh Sa Thiên đã xuất hiện một bức tường lá trúc phòng giới. Toàn bộ lá trúc đều bị chặn lại trước bức tường này, không thể vào được. Sa Thiên giống như một món hàng nấp trong bức tường lá trúc, vô cùng an toàn. Trái lại, Á Thúc xuất chiêu trúc diệp công cũng mất khá nhiều sức lực nên không lâu sau trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi. Mặt khác nếu xét về sức lực thì Sa Thiên trẻ hơn nên chắc chắn có ưu thế hơn. Hơn nữa thời gian nhập đẳng của anh ta cũng sớm hơn Á Thúc. Á Thúc thấy chiêu này của mình không có tác dụng, ông ta lại đột nhiên vọt lên trong không trung. Đám lá trúc bay loạn xạ ban nãy trong nháy mắt đều cuốn thành những lá sắc như kim trúc châm, trông giống như lá tùng. Trúc châm như lông bò lao thẳng vào bức tường đao bảo vệ Sa Thiên. Lần này Sa Thiên cố hết sức, dù sao thì để duy trì bức tường bảo vệ này cũng tốn khá nhiều sức lực. Hơn nữa trúc châm rất nhỏ, Sa Thiên phòng thủ được lại càng mất sức hơn. Chẳng mấy chốc trán anh ta cũng lã chã mồ hôi. Thấy cách đó của mình không được, Sa Thiên nghiến răng. Bức tường lá trúc trong nháy mắt sụp đổ. Cũng trong nháy mắt bức tường ấy sụp đổ, Sa Thiên đã nhanh nhẹn đáp sang một thân trúc khác. Anh ta cũng bắt trước Á Thúc, kẹp hai thân trúc lại dưới chân để tăng thêm lực mạnh. Sau đó, Sa Thiên lại khua hai tay, đám lá trúc đã tản ra trong không trung xoáy lại thành vòng, tạo thành một sức hút lớn kỳ lạ. Ngay tức thì, không khí bị hút lại tạo nên những âm thanh vang dội. Giờ phút này vũ khí che trúc của Sa Thiên như đã biến thành hắc động trúc. Thế nhưng Á Thúc lại càng điêu luyện hơn, hai tay ông ta lại khua lên, những lá trúc khác bỗng chốc tạo thành một đường dài chừng 7, 8 mét, to như một cây roi trúc. Một tiếng rào vang lên, chiếc roi trúc dưới sức ép nội công của Á Thúc lao xoáy về phía Sa Thiên. Đòn này quả nhiên có hiệu quả, một tiếng rào lại vang lên, vòng xoáy trúc do Sa Thiên dùng nội công tạo thành đã bị chiếc roi trúc phá tan. Trong lúc không còn bị nội công khống chế nữa. Không lâu sau chiếc vòng xoáy lá trúc tản ra thành từng chiếc lá rách rơi dần xuống trong không trung. Á Thúc không bỏ qua cơ hội này. Cả người ông ta luồn lên xuống, sang trái, sờ nát phải trong rừng trúc. Sa Thiên bị chiếc roi trúc của ông ta ép không chịu được nữa. Không lâu sau, y phục trên người anh ta đều bị toác ra. Khai! Sa Thiên đột nhiên hét lớn. Anh ta bỗng duỗi ra xuất song trường, nội công tập trung vào phía dưới. Hoan hỉ Phật điệp khiêu dưới hai vai bỗng xuất hiện hai cánh dài chừng 3 mét. Sa Thiên nhẹ nhàng vẫy cánh là đã tới được khoảng không cách rừng trúc hơn chục mét. Mắt anh ta nhìn xuống Á Thúc đang chuẩn bị ra đòn phía bên dưới. Động tác đó của Sa Thiên khiến cho Á Thúc phải sửng sốt. Người nhà họ Chu ở dưới cũng hét lớn lên. Sao lại có thể bay được? Đây là cái gì? Không lẽ là phi cơ dạng hình tròn đặc biệt của quân đội Mỹ? Như vậy là không công bằng. Không được sử dụng các thiết bị hiện đại. Bằng không chúng ta dùng súng bắn một phát đạn là anh ta chết lâu rồi. Một thanh niên của Chu gia hét lên. Đây không phải là vũ khí hiện đại, đây chỉ là một đôi cánh giả của Sa Tiên Sinh thôi. Á Thúc có thể lợi dụng rừng trúc để tác chiến thì tại sao không thể để cho Sa Tiên Sinh sử dụng vũ khí lạnh chứ? Nếu không cả hai bên đứng trên mặt đất giao đấu thì không có gì để nói nữa rồi. Diệp Phàm thản nhiên đáp lại. Có thể dùng được. Chu Do khoát tay cười nói, sắc mặt ông ta có chút khó coi. Sa Thiên lao xuống, song trường kết hợp với nhau trong không trung nhằm vào đám lá trúc ẩn trong người Á Thúc mà công kích. Đây chính là lúc Sa Thiên tận dụng thiên thời. Mặt khác, Á Thúc đang ẩn trong rừng trúc muốn công kích Sa Thiên đang ở độ cao 3-40 mét cũng khá khó. Huống hồ hai chân ông ta còn phải duy trì trạng thái cân bằng trên thân trúc. Sa Thiên tận dụng được đôi cánh giả nên thảnh thơi hơn rất nhiều. Sa Thiên vẫn phe phẩy đôi cánh, Á Thúc có trốn ở đâu thì cũng không trốn được một Sa Thiên trên không trung.
Ông ta chạy, Sa Thiên liền xuất chiêu. Trông ông ta giống như một con chuột đang chui lủi. Khi ông ta tiếp tục lẩn trốn, cũng có đến hơn trăm thân trúc bị Sa Thiên đánh gãy. Ngao! Á Thúc lại kêu lên một tiếng. Sau đó ông ta không tiếp tục lẩn nữa. Cả người ông ta bỗng cuộn tròn trông rất kỳ quái. Trong nháy mắt, cả chân và tay đều cuộn tròn lại thành hình một quả bóng. Khối cầu này lăn qua lăn lại trên những thân trúc song song nằm cạnh nhau. Dưới lực phản quán tính của các thân trúc, khối cầu đột nhiên bắn lên chừng 30, 40 mét như một viên đạn. Sa Thiên đành phản ứng lại, định vỗ cánh bay cao lên nhưng rõ ràng là đã muộn. Huyền khối cầu trong chớp mắt đã đến trước mặt Sa Thiên. Hai người như trái đất và sao chổi trên thiên không. Kết quả là sau khi một tiếng thịch vang lên, trong không trung bỗng phát ra một chuỗi những âm thanh như tiếng nổ. Tiếp theo đó là tiếng rắc rắc, hơn 100 cây trúc bỗng đổ xuống ào ào, lá trúc dưới sức ép công kích đổ xuống bắn về phía người xem. Những người Diệp Phàm đem đến đều là các cao thủ nên tất cả bọn họ đều sử dụng võ công để tránh. Những người đến xem bên nhà họ Chu thì rất ít cao thủ, có nhiều người đều là những người bình thường. Nhìn thấy những thân trúc to bằng cổ tay bay tới, bọn họ mặt mày trắng bệch, hét lên ầm ĩ. Biểu hiện của Tiểu Lam cho thấy cơ hội đã đến rồi. Chỉ nhìn thấy anh ta rút ra thanh đao vung lên trời. Ngay tức khắc trúc đều bị biến thành những thanh lớn. Anh ta rơi xuống, thuận thế ôm luôn Chu Na. Nhưng đôi mắt anh tường của Diệp Phàm đã kịp phát hiện ta rõ ràng Tiểu Lam rõ ràng đang để ý đến con gái nhà người ta. Vì trong lúc cứu người, ngón tay của đồng chí Tiểu Lam. Chương 2582, anh là đồ vô liêm sỉ. Chu Na tức giận đỏ mặt, tất nhiên cô ta cảm thấy cái vuốt sói của Lam Tồn Quân đánh khinh bỉ kia đang đặt trên ngực mình. Thế là đại tiểu thư nhà họ Chu giơ ngay tay lên định cho anh ta một cái tát nhưng cổ tay cô ta đã bị Tiểu Lam bắt gọn được. Anh ta không biết ngượng, cười méo mó nói. Thế nào đây, cô định lấy oán trả ơn sao? Anh, đồ vô liêm sỉ. Chu Na tức giận đổ mặt, vừa chỉ tay vào Lam Tồn Quân vừa mắng. Để cứu cô thì vô liêm sỉ một chút cũng là chuyện thường. Đại tiểu thư Chu, cô nói xem, cứu cô thì có phải động vào người cô hay không? Mà tôi chỉ chạm vào một chút cô đã nói là vô liêm sỉ vậy thì ban nãy tôi không nên cứu cô rồi. Có như thế Lam Tồn Quân tôi mới là một người cao thượng, một kỹ sĩ anh tuấn được. Nhưng nếu như thế thì đại tiểu thư Chu Na cao quý cũng mất mạng rồi. Hơn nữa chúng ta chưa hề động chạm gì thì cô lo lắng cái gì? Nói thật với cô, đây là đạo vô liêm sỉ mà Diệp ca đã truyền lại cho tôi, cô có biết không? Cô vẫn còn chưa đạt đến mức đó, Chu Na, cô hiểu không? Lam Tồn Quân nói những lời lẽ không biết ngại ngùng bằng vẻ mặt rất trang trọng. Diệp Phàm thật không còn gì để nói nữa. Hắn trợn mắt lên nhìn Tiểu Lam, chút nữa thì nghẹn cả cổ họng, nói. Tôi nghiên cứu đạo vô liêm sỉ đó với anh lúc nào? Cái này không phải cách đây không lâu, anh đã dạy cho một vị tiểu thư cao quý nào đó rằng vì cứu người mà phải vô liêm sỉ đó sao? Chúng ta đều cùng mục đích cả. Anh vì bách tính, tôi vì cứu người. Cũng na ná như nhau cả thôi đại ca. Lam Tồn Quân bật cười. Diệp Phàm lần này đã bị anh ta ép cho té ngửa rồi. Diệp tiên sinh là người cao quý, đâu giống như anh, đồ cặn bã đội lốt văn minh. Chu Na nói một cách chăm chọc. Cô có hiểu con người Diệp ca không? Cô hiểu cái gì? Khối người nếu so với tôi thì còn cặn bã hơn chán. Nếu như cô có may mắn lĩnh giáo thì chúc mừng cô. Lam Tồn Quân muốn khiến Chu Na tức chết. Sau khi lá trúc tản ra trong không trung, Diệp Phàm phát hiện ra Thiên Sa và Á Thúc đã kết lại như một cặp tình nhân từ không trung rơi xuống rừng trúc. Một chuỗi âm thanh bùm bụp chói tai vang lên, hai người họ đánh nhau loạn xạ trong rừng trúc như hai mụ đàn bà chua ngoa đang giằng co. Cả hai người cũng đều chưa hề hấn gì chỉ có quần áo họ đều đã toạc hết ra. Trang phục kỹ sĩ cao quý của Á Thúc giờ đã thành cái rẻ toạc ra thành nhiều mảnh. Còn bộ tây phục sang trọng do Lam Tồn Quân đặt thì cũng lấy làm cái chổi được rồi. Tuy nhiên chịu họa nhiều nhất vẫn là rừng trúc đó. Cả hai người đánh nhau làm đổ cả một khoảnh rừng trúc. Thôi được rồi, coi như là hòa có được hay không. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn. Không được, phải đánh đến cùng. Không ngờ Á Thúc cũng hét lên, tay không hề ngừng đánh đấm. Dừng tay lại cho ta. Diệp Phàm tức giận hét lên. Hổ ưng chi công của nhà họ Phí lập tức được tung ra trước mặt hai bọn họ. Mấy tiếng thình thịch vang lên, hai người bị Diệp Phàm tách ra. Á Thúc bị Diệp Phàm tát một cái thì như tỉnh táo trở lại. Nhìn rừng trúc đầy những vết móng lang, ông ta đau lòng hét lên. Rừng trúc của tôi.
Thôi được rồi Á Thúc, hai người cũng ngang nhau. Nếu vẫn tiếp tục đánh nhau thì chắc rừng trúc này sẽ bị hủy hoại hết mất. Đến lúc đó Thúc lại càng đau lòng. Chu Do thở dài, rồi vừa cười vừa khuyên nhủ. Sa tiên sinh, cừ lắm, rất có thực lực. Á Thúc lúc này cũng khá rộng rãi, sau đó thì ông ta như quên đau, giơ ngón tay cái lên khen tặng. Ha ha ha, ông cũng rất xử. Chúng ta ngang bằng nhau. Á Thúc, chúng tôi đến đây để giúp các ông. Nếu thực sự làm đối phương bị thương thì coi như mất đi một chiến tướng rồi. Giao đấu đến đây coi như hết, có được không? Sa Thiên cũng giơ ngón tay cái lên rồi cười nói. Được, chúng ta cùng quay về uống trà đi. Á Thúc đột nhiên giơ hai tay lên hành lễ theo nghi thức của võ sĩ Trung Hoa. Đối với Sa Thiên thì đây chính là sự tôn trọng của Á Thúc với anh ta. Được, đi uống trà. Sa Thiên cũng đáp lễ lại chẳng theo nghi thức nào cả, khiến cho Diệp Phàm và những người khác đều phải bật cười. Cũng cần phải biết rằng, Sa Thiên trước nay không biết tếu cười, có thể làm một động tác như vậy chứng tỏ tâm trạng của cậu ta vô cùng thoải mái. Bọn họ trở về trang viên và thay đổi trang phục, cả hai bên lại ngồi ở đại sảnh. Lần này trong sảnh kê một chiếc bàn tròn lớn, tất nhiên trước tiên là phải lấp đầy cái bụng trống đã rồi. Bọn họ ăn uống rất long trọng. Hơn nữa thái độ của chủ nhà cũng đã thay đổi, hoàn toàn khác so với sự lạnh lùng trước đó. Ăn uống, nghỉ ngơi xong, họ mới lại ngồi ở đại sảnh chính thức bàn chuyện. Diệp tiên sinh, tôi rất khâm phục võ nghệ của các anh. Bất kể mọi việc sau này có thành công hay không, chúng tôi đều sẽ sắp xếp để người của tập đoàn đến Phong Châu khảo sát một chuyến. Tất nhiên, chuyện làm ăn vẫn là chuyện làm ăn, nếu muốn tập đoàn chúng tôi bỏ tiền ra thì mình Chu Do tôi không làm được. Tập đoàn không phải là của một mình Chu Do tôi, nó có liên quan đến lợi ích của mấy vạn nhân viên thuộc tập đoàn và các cổ đông lớn khác. Tuy nhiên trong điều kiện nhất định, chúng tôi vẫn sẽ có những hỗ trợ thỏa đáng. Những lời nói của Chu Do khá là chân thành và thẳng thắn. Chủ tịch Chu cứ yên tâm, chuyện khiến các ông phải mất mặt để tung tiền ra, Diệp Phàm tôi cũng không làm được. Hơn nữa, loại hình này cũng chỉ có một lần mà thôi. Cái chúng tôi cần là sự hợp tác lâu dài của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Cái chúng tôi tìm kiếm là sự phát triển cùng có lợi, là sự hợp tác chân thành chứ không phải là những khoản đầu tư mang tính quyên góp. Đến lúc đó xin mời Chủ tịch Chu đến Phong Châu một chuyến. Tôi sẽ cho ông thấy một Phong Châu tràn trề sức sống, đáp ứng được mọi yêu cầu của các ông. Chủ tịch Chu là nhà sản xuất hàng da lớn, là doanh nghiệp có tiếng tăm trên thế giới. Sản phẩm chất liệu da của Phong Châu tuy không có tiếng tăm như của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Nhưng sản phẩm chất liệu da của Phong Châu lại có lịch sử lâu đời. Hơn nữa, một số xí nghiệp làm ra các sản phẩm này lại có sức hút độc đáo riêng. Phong Châu cũng từng là nơi cung cấp các mặt hàng da vào thời Trung Hoa cổ đại. Chỉ cần Chủ tịch Chu đến Phong Châu, tôi tin chắc chuyến đi này sẽ không tệ đâu. Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng rất hy vọng được đến Phong Châu một chuyến. Đợi mọi chuyện bên này kết thúc, tôi sẽ đến Phong Châu xem thực hư thế nào. Chu Do cười, gật gật đầu, vẻ mặt ông ta khá chú tâm vào câu chuyện. Vậy thì chúng tôi sẽ rất nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Chu đến. Mà Chủ tịch nhắc đến chuyện kết thúc việc nhà họ Chu. Lần này chúng tôi đến đây cũng đầy thành ý vậy xin Chủ tịch Chu hãy nói rõ mọi việc. Mặc dù chúng tôi đã nghe tiểu thư Chu Na nói qua nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa nắm rõ. Tôi muốn nghe Chủ tịch Chu kể lại rõ ràng. Diệp Phàm thận trọng nói. Chắc là các anh cũng đã nghe Chu Na nói qua rồi tuy nhiên tôi muốn nói rằng đó chỉ là phỏng đoán của Chu Na thôi chứ không phải là sự thật. Chu Do nghiêm túc nói. Ồ, không lẽ lại còn căn nguyên khác? Lam Tồn Quân không nén được tò mò nói chen vào một câu. Không sai, đối thủ mà Chu Na kể cho các anh chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với nhà họ Chu chúng tôi, chứ không phải là kình địch của gia tộc chúng tôi. Về mảng đó thì chúng tôi thấy bình thường thôi, còn đối thủ uy hiếp Chu gia thực sự phải là bộ tộc người sói. Chu Do cười đáp lại. Bộ tộc người sói, nghe như là tên của một bộ tộc bản xứ vậy. Diệp Phàm hỏi lại. Phỏng đoán của Diệp tiên sinh cũng có lý. Đúng là như vậy thật. Thực ra nói đến chuyện này thì phải ngược dòng mấy trăm năm về trước. Ân oán này thực ra mấy trăm năm trước đã kết thúc rồi. Khi đó tổ tiên chúng tôi đã bắt đầu làm nghề kinh doanh. Sau đó kinh doanh ngày một lớn. Chúng tôi kinh doanh các mặt hàng da, chắc Diệp tiên sinh cũng biết rõ. Bộ lạc người sói sống bằng nghề săn bắn vì thế họ cũng sản xuất ra các sản phẩm da. Cứ như thế, tổ tiên chúng tôi đã nảy sinh khúc mắc với nhau. Cuối cùng thì mâu thuẫn ngày càng sâu sắc,
bộ lạc người sói có vài kẻ bản xứ hung hãn. Bọn họ nạp thêm bộ tộc Tây Mễ. Nói đến lịch sử các bộ tộc thì lại phải trở về mấy nghìn năm trước. Tuy nhiên bọn họ trước nay vẫn luôn sống ở quần đảo Chris này. Đảo cũng không lớn lắm nhưng so với viên ngọc Á Đông của chúng tôi thì lớn hơn khá nhiều. Các quần đảo lớn bé tính ra cũng phải có đến mười mấy cái. Tổng diện tích cũng lên đến hơn 300 hải lý. Dân số thì không đông lắm, tôi đã điều tra rồi, ước chừng mấy chục vạn dân thôi. Sống chủ yếu bằng săn bắn và đánh cá. Người Trung Hoa chúng ta gọi là dựa vào núi rừng, biển cả mà mưu sinh. Mặt khác, tuy nói rằng có thể hòa nhập vào xã hội hiện đại nhưng đây vẫn là một bộ lạc chưa được khai phá. Chính họ cũng từ chối được khai phá. Họ vẫn kế thừa kế sinh nhai là săn bắn và đánh cá. Các dụng cụ lao động cũng vẫn là những công cụ thô sơ từ mấy nghìn năm trước. Mà bộ lạc cũng vẫn duy trì chế độ có ăn cùng mặc từ thời nguyên thủy. Tất nhiên cũng có một chút thay đổi. Chẳng hạn như con mồi anh đánh được thì anh cũng sẽ được phần nhiều hơn một chút. Quan hệ giữa các thành viên bộ lạc cũng đơn giản hơn trong xã hội hiện đại rất nhiều. Nhưng họ rất bài ngoại. Chu gia nhà chúng tôi vốn luôn bị họ quay dày nên chúng tôi cũng muốn một lần giải quyết cho xong. Nhưng bọn họ từ chối bất kỳ hình thức thương lượng nào. Trong mắt họ chỉ có kẻ mạnh và chết sốc, ngoài ra không còn thứ gì khác. Trong mắt họ, bất kỳ sự giao lưu, thương lượng nào cũng đều không thể. Bọn họ cũng vẫn tuân theo di huấn của tổ tiên. Ngược lại với chúng ta, họ càng tin tưởng trên đời này có vong linh, tổ tiên tồn tại. Vì thế nên lúc nào bọn họ cũng tìm cách gây sự với chúng tôi. Việc này cũng khá là đau đầu. Chúng tôi chỉ muốn kinh doanh, không muốn dính dáng đến việc này. Chúng tôi cũng đã thử liên lạc với người trong bộ lạc họ. Như tôi cũng đã kể trước đó. Bọn họ từ chối bất kỳ hình thức đàm phán nào. Tất nhiên việc này cũng không thể thành công rồi. Chu Do cười nhăn nhó nói. Dù là bọn họ cự tuyệt mọi hình thức đàm phán nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu từ sự phân hóa trong bộ lạc họ. Chẳng hạn như nếu đã gọi là bộ lạc người sói thì chắc chắn sẽ nghe theo lời của thủ lĩnh. Chỉ cần nắm chắc được phần thủ lĩnh thì người bên dưới sẽ có thể giải quyết được. Diệp Phàm nói. Việc này rất khó, thủ lĩnh của bọn họ gọi là tù trưởng. Khi nãy tôi cũng đã nói. Việc bắt đầu từ sự phân hóa trong bộ lạc của họ tôi cũng đã tính đến. Tuy nhiên làm được thì vô cùng khó. Chúng tôi cũng đã tiến hành nhưng cuối cùng đều thất bại cả. Chúng tôi cũng định nắm được tù trưởng. Cho người của chúng tôi lên làm tù trưởng. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt được kết quả, bởi vì tù trưởng nào của bọn họ cũng đều là các cao thủ. Võ công của họ chắc chắn cao hơn Á Thúc, chẳng hạn như tù trưởng hiện nay là Nạp Đông Lạc Bố. Ông ta là cao thủ, chúng ta đã biết. Ông ta có thể dùng bàn tay chám đứt các cây đại thụ. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hơn nữa, người này cũng rất có uy tín. Không chỉ ông ta lợi hại mà dưới ông ta cũng có 5 cao thủ lợi hại khác là Nạp Hải, Thản Bổ, Khắc Hồng, Tĩnh Xuân và Xà Tín. 5 người này lúc nào cũng đi theo ông ta, lúc ngủ cũng thay phiên nhau canh ông ta. Muốn giải quyết ông ta thì phải giải quyết 5 cao thủ này trước đã. Chu Do cười kể lại. Chương 2583, Giã Tính. 5 thuộc hạ này võ công thế nào? Diệp Phàm nôn nóng hỏi. Nghe Chu Do cười nói đây là một bộ lạc lớn thì muốn đánh bại họ quả là khó. Thành viên trong bộ lạc họ cũng nhiều mà những người này cũng khá hung hãn, giết người như diệt cỏ. Những người không biết đến văn minh hiện đại thì giã tính đều rất lớn. Về võ công thì tôi cũng không hiểu lắm, để Á Thúc nói với các anh vậy. Chu Do cười ra hiệu cho Á Thúc ngồi bên cạnh. Diệp tiên sinh, Á Thúc thực ra đến từ chính bộ lạc đó. Tất nhiên không phải bây giờ mới đến mà tổ tiên của Á Thúc và tổ tiên của chúng tôi có mối quan hệ rất tốt từ trước kia. Nếu nói như người Trung Hoa các anh thì họ chính là huynh đệ tương thân của nhau. Hồi đó tổ tiên chúng tôi đã kết giao với tổ tiên của Á Thúc rồi tổ tiên của Á Thúc đã trở thành những vệ sĩ cận bên của Chu gia chúng tôi. Tuy nhiên quan hệ của họ còn tốt hơn rất nhiều so với mối quan hệ với các vệ sĩ. Diệp tiên sinh, tổ tiên của tôi đến từ bộ lạc Nạp Tây Mễ. Chuyện của họ. Chúng tôi biết rất nhiều. Tuy nhiên hơn 200 năm trước tổ tiên chúng tôi đã rời khỏi bộ lạc Nạp Tây Mễ. Vì thế chuyện am hiểu đời sống của bọn họ hiện nay, chúng tôi cũng không rõ lắm. Bộ lạc Nạp Tây Mễ có tâm lý báo thù rất lớn, họ đều có dũng khí và lòng gan dạ vì bộ lạc mà chiến đấu. Nếu như dứt bỏ mối ân oán với nhà họ Chu gia mà nói thì họ đều là những hảo hán thực thụ. Lưỡi dao dính máu mà mắt không hề biết chấp,
Bộ lạc Nạp Tây Mễ đã có mấy nghìn năm lịch sử này, từ cố chí kim cũng đã hình thành một chế độ bộ lạc khá hoàn thiện. Dù bọn họ không tình nguyện tiếp thu văn minh nhưng thực ra vẫn chịu tác động của nền văn minh hiện đại. So với vài trăm năm về trước thì bọn họ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Mặt khác, quần đảo Chris có đến 70% là rừng rậm. Trừ dãy núi ra thì nhìn đâu cũng thấy rừng. Chính vì môi trường trên quần đảo biến đổi không nhiều nên nó chẳng khác là bao so với vài nghìn năm về trước. Vì văn minh lạc hậu nên tỷ lệ sinh đẻ của bộ lạc này cũng thấp. Hơn nữa họ lại từ chối tiếp thu văn minh hiện đại nên số người trong bộ lạc chết vì bệnh khá nhiều. Xã hội hiện đại bây giờ sớm đã giải quyết xong căn bệnh hủi. Vậy mà bọn họ một khi mắc phải là chết rất nhiều người. Chính vì hàng loạt các nguyên nhân đó mà dân số của bộ lạc cũng không thay đổi nhiều lắm. Đây chính là một con dao hai lưỡi, một mặt nó khiến cho bộ lạc không phát triển được, mặt khác vì từ chối khai phá nên môi trường trên đảo tự nhiên như thời nguyên thủy. Nếu như anh không biết tình hình mà mạo muội đi vào thì anh sẽ cảm thấy đâu đâu cũng là hố bẫy. Phương thức của các hố bẫy này cũng khá đa dạng. Vơ ý người hiện đại thì chẳng hạn như cung nỏ, ngoài ra còn có chất độc, các loại rắn trên đảo cũng khá nhiều. Nếu không có người dẫn đường thì rất khó đi vào được. Hơn nữa vì sự an toàn nên ở đâu cũng phải để ý. Mấy nghìn năm trở lại đây, võ công của bộ lã cũng đã hình thành một hệ thống hoàn thiện. Chúng tôi gọi đó là lang thuật. Ban nãy khi thi đấu cùng Sa Tiên Sinh, có phải các vị thấy tư thế của tôi rất giống một con sói hung hãn chuẩn bị tấn công? A Thúc hỏi. Cũng giống, khi ông chuẩn bị tấn công thì thân người đều cong lại, rất giống một con sói trong thế công kích. Hơn nữa vận dụng chiêu thức nào cũng hình như đều biến tấu từ thân sói mà ra. Đây thực chất chính là loại võ công dựa trên quan sát động vật. Diệp Phàm gật đầu đáp lại. Đúng vậy, chính vì trên đảo không có môn quyền Anh du nhập từ nước ngoài nên tất cả họ đều mô phỏng động tác của sói hoang mà ra. Thực ra tất cả đều do tổ tiên chúng tôi đổi lại bằng máu. Ví dụ một cao thủ nào đó trước khi chết dưới tay một con sói hoang sẽ nói lại các phương thức giao đấu ra. Tù trưởng của bộ lạc sẽ ghi lại. Dần dần cải tiến. Cũng không cần nói cũng biết sói hoang trên đảo thì rất to. So với sói hoang mà bình thường chúng ta thấy, độ lớn bé có khác nhau, những con sói hoang lớn phải cao đến 2 mét, trọng lượng cũng lên tới 500-600 bảng. So với sư tử và hổ báo thì chúng còn lớn hơn rất nhiều. Nghe nói tổ tiên của sói hoang trên đảo là giống được lai tạp với sư tử, vì thế chúng cũng hung hãn không kém gì sư tử. Những con báo bé hơn một chút nhìn thấy lũ sói lang đó cũng phải tháo chạy. Tất nhiên loại tầm 2 mét thì cũng rất ít. Loại sói lang bình thường chỉ lớn hơn sói hoang mà chúng ta nhìn thấy một chút. Trong quá trình giao đấu với lũ sói lang, tổ tiên bộ lạc Nạp Tây Mễ đã nắm được không ít kỹ thuật. Trải qua mấy nghìn năm đã hình thành nên một lang thuật khá hoàn thiện. Chẳng hạn như cái người Trung Hoa gọi là nội khí thì họ gọi là lang khí. Hơn nữa loại võ công này có phần thiên về hung hãn. Người trong bộ lạc đều có giã tính từ thời nguyên thủy. Chẳng hạn như trong chiến đấu chúng tôi đều dùng quyền chân để thể hiện sự chào đón. Khi bọn họ trở nên hung hăng thì đều có thể cắn xé. Người có võ công lợi hại nhất trong bộ lạc có thể cắn đứt chân của một người. Nếu chúng ta đi vào đảo Chris thì lập tức sẽ trở thành con mồi cho họ. Vì thế tôi phải nói trước với Diệp Tiên Sinh. Nếu thực sự muốn đi thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể đi gặp Thượng Đế, vì bất cứ chuyến đi nào cũng có thể sẽ không quay trở lại nữa. Mà xác suất này cũng khá lớn. Ngay cả một người am hiểu quy luật sinh hoạt và kỹ năng chiến đấu của họ như tôi đi thì xác suất quay về cũng chỉ là 50%. Hơn nữa, người trong bộ lạc bọn họ đều có làn da hơi tím một chút. Các anh có đi vào thì người ta chỉ cần liếc một cái là phát hiện ra các anh không phải người bộ lạc bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy người ngoài là họ giết ngay lập tức. Nếu bị phát hiện trong lúc lên đảo thì bọn họ sẽ cảnh cáo các anh biến đi ngay tức khắc. Nếu không nghe lời thì lập tức bắn chết. Nếu các anh vào được đến nơi mà không nói ngôn ngữ của họ thì họ nhào ngay tới mà giết, không cần nói nửa lời. A Thúc trầm ngâm kể lại. Bọn họ không thuộc quản hạt nào của quốc gia hay chính phủ hay sao? Không lẽ chính phủ không quản bọn họ? Dù sao thì cũng phải hướng dẫn bọn họ văn minh hơn, có đúng vậy không? Diệp Phàm hỏi. Về điểm này thì Diệp Tiên Sinh hoàn toàn lầm rồi. Trước đây bọn họ thuộc quyền quản lý của nước Hồng Ma Tây Lượng nhưng nước này chưa hề quản lý bọn họ. Nói một cách dễ nghe hơn thì là tự trị, anh muốn thế nào thì cứ thế ấy, dù sao thì đối với bọn họ cũng không có khái niệm quốc gia. Trước kia thì mỗi năm nhà nước còn cho người đi liên lạc một lần nhưng thực chất cũng chỉ là đi xem tù trưởng.
những thứ khác thì đều không quản lý bởi vì có quản lý cũng không được. Không lẽ lại phái chiến thuyền và pháo đạn diệt hết bọn họ? Nếu làm thế thì chắc chắn không được rồi, vì dù sao thì bọn họ cũng không thể coi chính phủ là kẻ địch. Bên chính phủ thì cũng đành mặc kệ thôi. Họ chỉ có thể cảnh báo khách du lịch đừng đến đảo Chris, mà mấy trăm năm trước nước Hồng Ma Tây Lượng từng hàng phục bọn họ. Bộ lạc Nạp Tây Mễ cũng nhiều lần phản kháng lại. 50 năm trước nước Hồng Ma Tây Lượng và nước láng giềng xảy ra chiến sự. Bộ lạc Nạp Tây Mễ phản kháng ngay lập tức. Cuối cùng bộ lạc này đã lấy đảo Chris làm cứ điểm độc lập. Khi đó mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm tay của Hồng Ma Tây Lược, nhìn thấy quần đảo nhỏ, nước này cũng mất dần hứng thú. Mấy năm gần đây họ không còn cử người đi quản nữa. Trên thực tế là đã công nhận quyền độc lập của Nạp Tây Mễ. Bây giờ quần đảo Chris là một quần đảo tự trị, không thuộc bất cứ quốc gia, chính phủ nào. Tất nhiên họ chưa được cộng đồng quốc tế công nhận, vì thế chưa thể gọi là một quốc gia được. Nói khó nghe một chút thì đó là những người dân bản xứ đã bị cả thế giới lãng quên. A Thúc nói, người Trung Hoa có câu rằng bắt giặc thì phải bắt tướng cầm đao ù trước. Chỉ cần khống chế được tù trưởng thì việc sau đó sẽ dễ nói. Hơn nữa bọn họ tin phục các cường nhân, chỉ cần dùng vũ lực để thu phục bọn họ. Diệp Phàm nói, hắn liếc mắt nhìn một lượt mọi người rồi lại tiếp. A Thúc, ông có thể kể rõ nội tình của bộ lạc bọn họ hay không? Lần trước do Tiếu đã lập ra một kế hoạch. Trước tiên chia rẽ bọn họ, sau đó sẽ xây dựng một người có thực lực trong bộ lạc lên làm đại tù trưởng, và rồi sẽ giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi với họ. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. A Thúc kể. Nguyên nhân thất bại là gì? Diệp Phàm hỏi dồn, tất nhiên trong lòng hắn không tin Chu Gia lại tốt bụng đến vậy. Có lẽ là muốn nhân cơ hội này khống chế luôn đảo Chris. Thứ nhất là người chúng tôi tìm chưa đủ uy tín. Nguyên nhân thứ hai và cũng là nguyên nhân chủ yếu là do võ nghệ kém hơn một chút. Thực lực những người giúp đỡ chúng tôi ở phía bên này cũng chưa đủ. Năm đó do Tiếu đã tiêu tốn rất nhiều tiền mời mấy sát thủ có tiếng về. Nhưng các sát thủ này cũng đều thất bại, kết quả là có đến 2 sát thủ phải bỏ mạng. A Thúc buồn bực kể lại. Muốn xây dựng thì cũng phải xây dựng một người có uy tín có thể đối phó với tù trưởng Nạp Đông Lạc Bố. Cùng lắm thì thực lực kém hơn tù trưởng một chút thì mới được. Nếu không bộ lạc dựa vào thực lực để hàng phục này sẽ không quy phục đâu. Tôi nghĩ, bọn họ có đại tù trưởng thì bên dưới chắc có các tiểu đầu mục tù trưởng. Ông hãy nói đặc điểm của các tù trưởng này xem chúng ta có thể xây dựng người nào. Diệp Phàm hỏi lại. Hắn cũng chột dạ, nếu có thể thu phục đám người này thì Diệp Phàm hắn đã thu nạp được một đám người ngoại quốc rồi. Gặp chuyện gấp gì có thể đem cao thủ bộ lạc Nạp Tây Mễ này ra thí mạng, hơn nữa nếu có thể khiến họ du nhập văn hóa văn minh thì bộ lạc này sẽ phát triển mạnh. Được. Tù trưởng tổng được gọi là đại tù trưởng, phía dưới còn có 6 tù trưởng nữa, lần lượt là nhị tù trưởng Nhược Cương của đảo Đông Nạp, tam tù trưởng Mễ Lâm của đảo Tây Nạp, tứ tù trưởng Không Hóa của đảo Nam Nạp, ngũ tù trưởng Ma Kim của đảo Bắc Nạp. Đông, Tây, Nam, Bắc, các đảo bốn phía này đều vây quanh đảo Chris. Đại tù tưởng ở trên chủ đảo Chris, 4 đảo nhỏ xung quanh cách chủ đảo 23 hải lý. Ngoại trừ 4 phân tù trưởng này ra còn có lục tù trưởng đường châu Ái của đảo Hồng Sương. Đây là đảo chủ nữ duy nhất. Cuối cùng là thất tù trưởng Khang Khứ Đông Lai của đảo Tuyền Ki. Chủ đảo Chris là lớn nhất, diện tích lên đến 7-80 hải lý. Các đảo bé xung quanh diện tích khoảng 2-30 hải lý. Tất nhiên ngoài các đảo này ra còn có các đảo vụn vặt khác, diện tích cũng chừng mấy hải lý gì đó. Chúng tôi cũng hiểu sự liên kết của các đảo nhỏ này. Bọn chúng thực chất cùng thuộc một khung đại lục. Nhưng nước khá sâu, khi đó do Tiếu còn nghĩ nếu mượn được để xây dựng các cảng thì rất tuyệt. Tuy nhiên nơi đó rất hẻo lánh, cảng có xây được cũng không có tác dụng gì cả. Mặt khác cũng chưa nghe nói quần đảo Chris có mỏ khoáng sản nào cả. Nếu có khai phá thì cũng không có tác dụng gì. Cùng lắm là chỉ làm dịch vụ du lịch được mà thôi, nhưng đảo này lại cách đại lục quá xa, làm du lịch cũng rất phiền. A Thúc giải thích. Chương 2584, lời mời của Ninh Chí Hòa. Diệp Phàm quyết định rồi lập tức đề nghị ngay. Diệp tiên sinh nói đi. Chu Do cười nói. Nếu chúng tôi giúp các ông giải quyết rắc rối với bộ lạc Nạp Tây Mễ thì sau này tài nguyên và tất cả mọi thứ trên đảo các ông không được quản lý nữa. Diệp Phàm nói. Chủ tịch Chu xứng người ra, trong chốc lát như hiểu ra tất cả, cười nói. Diệp tiên sinh, chúng tôi không có hứng thú với quần đảo Chris. Chúng tôi chỉ có hứng với việc kinh doanh.
Một hòn đảo do một bộ lạc nguyên thủy với nền văn minh hoang dã điều khiển thì có gì thú vị chứ? Chỉ cần Diệp tiên sinh giải quyết được mâu thuẫn cho nhà họ Chu chúng tôi thì mọi việc khác chúng tôi đều không quản. Về quần đảo Chris thì Diệp tiên sinh muốn xử lý thế nào cũng được. Tuy nhiên tôi nghĩ đem quần đảo Chris quy vào quốc gia nào cũng sẽ rất khó. Bây giờ các quần đảo nhỏ như thế chẳng có ai có hứng thú cả, nhưng chỉ cần một nước có hứng thì các nước khác cũng sẽ tranh giành theo. Ha ha ha, Chủ tịch Chu Tếu vui rồi. Quần đảo Chris này là của bộ lạc Nạp Tây Mễ. Tôi chỉ đang nghĩ rằng, nếu có thể đưa người chúng ta xây dựng lên thì sẽ phải khai phá quần đảo này. Chẳng hạn như làm du lịch sinh thái gì đó. Chúng tôi đền một là để đưa bộ lạc này dần dần hòa nhập vào thời đại văn minh. Đây là làm việc tốt. Hai là cũng để kiếm chút tiền tiêu, có đúng vậy không? Diệp Phàm cười nói. Đúng, Diệp tiên sinh nhìn xa trông rộng. Nếu quần đảo Chris có thể khai phá thì có thể kiếm được chút tiền. Nhưng có lẽ việc này cũng rất khó. Cái khó chủ yếu là do bộ lạc Nạp Tây Mễ. Bọn họ rất bài ngoại. Trừ khi Diệp tiên sinh có thể hàng phục được bộ lạc Nạp Tây Mễ và đưa tù trưởng do anh xây dựng lên. Nếu không thì tất cả cũng chỉ là nói suông mà thôi. Chủ tịch Chu gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm, cười nói. Tất nhiên, nếu Diệp tiên sinh thực sự có thể tóm gọn bọn họ thì việc khai thác sau này chúng tôi cũng có hứng thú. Chẳng hạn như chúng ta có thể hợp tác để kiếm tiền chẳng phải càng tốt hơn sao? Nói rất hay, hợp tác để kiếm tiền. Chủ tịch Chu, rất vui được quen biết ông. Tôi muốn hỏi lại Chủ tịch Chu, các ông rút cuộc là có bao nhiêu cao thủ? Diệp Phàm hỏi. Bên chúng tôi có Á Thúc là võ công thâm hậu nhất. Ngoài ra còn có 6 người nữa, về võ công của họ thì tôi cũng không rõ lắm. Chủ tịch Chu trả lời. Ông ta nhìn Diệp Phàm rồi lại nói tiếp. Người của chúng tôi bên này đều do Diệp tiên sinh điều hành. Lần hành động này do anh chỉ huy. Được. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Ngoài ra thì 6 cao thủ này, theo cách nói của người Trung Hoa thì bọn họ đều đạt đến chừng lục đẳng, chưa thể vượt qua lục đẳng được. Vì thế, trước nay chỉ dựa vào mấy người chúng tôi thì không thể thu nạp được bộ lạc Nạp Tây Mễ lớn mạnh đó. Chỉ cần đến 5 hùng tướng dưới tay Nạp Đông Lạc Bố là có thể xử lý xong chúng tôi rồi. Hơn nữa 6 đại tù trưởng bên phía họ đều là các cao thủ, thực lực thấp nhất cũng đạt đến lục đẳng rồi. Á Thúc nói. Đúng thế, trừ đại tộc trưởng ra thì 6 tộc trưởng còn lại ai có võ công lợi hại nhất? Diệp Phàm hỏi. Đó là tứ tù trưởng không hóa của đảo Nam Nạp. Có lẽ đã đạt đến thập đẳng, cấp độ cũng tương đương như tôi. Có lần hắn đến tìm chúng tôi gây sự, tôi đã giao đấu với hắn. Nói theo cách của người Trung Hoa thì chúng tôi thực lực ngang nhau. Bên cạnh mỗi tù trưởng lại có các vệ sĩ. Mỗi vệ sĩ này thường đã đạt đến tứ đẳng hoặc ngũ đẳng gì đó. Nếu tính tổng lại thì bộ lã Nạp Tây Mễ có chừng hơn 20 cao thủ tứ ngũ đẳng. Còn 6 vị tù trưởng còn lại thì võ nghệ đều đạt đến lục đẳng cho tới thập đẳng. Đại tù trưởng Nạp Đông Lạc Bố chắc chắn lợi hại hơn tôi. Mặc dù tôi chưa từng đọ sức với ông ta nhưng tôi biết tôi không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta là một kình địch thực thụ. Bên cạnh ông ta còn có 5 đại vệ sĩ có lẽ đều đạt lục đẳng trở lên. Những người này hợp sức thì sẽ tạo thành một sức mạnh mãnh liệt. Bọn họ về cơ bản không phải là đối thủ mà Chu gia chúng tôi có thể chống đỡ được. Cũng may những năm gần đây chúng tôi mua nhiều súng ống. Bọn họ không giỏi dùng súng. Chỉ biết dùng cung nỏ. Nếu không Chu gia chúng tôi sớm đã bị họ tiêu diệt rồi. Còn một lý do nữa là Chu gia chúng tôi dựa vào cổ phần nên điều khiển tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, cũng là một trong số 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới. Sức ảnh hưởng cũng lớn. Nếu bộ lạc Nạp Tây Mễ dám diệt chúng tôi thì e rằng sẽ phải chịu sự điều tra của công pháp quốc tế. Đến lúc đó bộ lạc Nạp Tây Mễ sẽ được đem ra trước toàn thế giới. Thế thì bọn họ còn con đường sống nào nữa? Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ thực sự không dám diệt hết chúng tôi. Mấy chục năm gần đây chúng tôi công kích qua lại không biết bao nhiêu lần. Mà lần nào cũng có thương vong tính mạng. Xét trên bề mặt thì cũng không lớn lắm. Đây cũng là giới hạn cuối cùng mà Chu gia chúng tôi có thể nhẫn nhịn. Tất nhiên Chu gia chúng tôi cũng có sợ bọn họ. Nếu thực sự cần khống chế bọn họ chỉ cần để quân đội của nước nào đó vào cuộc là được. Nhưng không thể làm như thế được. Thế khác nào chọc giận bộ tộc Nạp Tây Mễ, bọn họ không đọ được với một cường quốc nhưng sau khi trốn thoát tìm chúng tôi để sống mái một phen thì có khả năng đấy. Vì thế cả hai bên đều thận trọng, cũng chưa xảy ra xung đột đổ máu căng thẳng nào. Á Thúc nói, chủ đảo Hồng Sương là đường châu Ái thì võ công thế nào?
Diệp Phàm hỏi câu này là có dụng ý sâu sắc, Hồng Châu ái là nữ nhi, nếu có thể hiểu rõ thì sẽ dễ khống chế hơn. Đó là vị nữ tù trưởng duy nhất, nghe nói cô ta chỉ mới ngoài 20, cô nương này vẫn chưa kết hôn. Cô nương này vốn là ứng viên sáng giá nhất để chúng ta xây dựng nhưng tiếc là võ công của cô ta quá thấp, có lẽ chỉ đạt chừng lục đẳng. Một cao thủ đạt lục thất đẳng mà lên làm đại tù trưởng thì không thể nào chống đỡ lại được một bộ lạc Tây nạp mễ mấy chục vạn người. Còn bàn về mặt thực lực thì ứng viên tốt nhất là tứ tù trưởng không hoa của đảo Nam Nạp. Nhưng con người này thì lại vô cùng cao ngạo, vô lễ. Dã tâm của hắn cũng vô cùng lớn, hắn luôn muốn thay thế đại tù trưởng Nạp Đông Lạc Bố. Chỉ có điều thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu hắn hợp tác với chúng ta thì còn có chút hy vọng, tuy nhiên con người này không đời nào chịu làm vậy. Ý thức dân tộc của hắn ta vô cùng lớn, hắn cũng là người bài ngoại kịch liệt nhất trong bộ tộc này. Lúc túng tiền hắn còn làm hải tặc, chuyện này cũng không thường xuyên, chỉ là lúc thiếu tiền mới làm vài chuyến thôi. Hơn nữa con người này cũng rất cứng rắn. Chúng ta muốn xây dựng hắn nhưng e rằng hắn không chịu nghe theo sự sắp đặt của chúng ta đâu. Đến lúc đó khác nào nuôi một con sói. A Thúc nói tiếp, tôi vẫn không hiểu tại sao vị tù trưởng nữ Đường Châu Ái lại là người thích hợp nhất để xây dựng. Diệp Phàm không hiểu, hỏi lại. Bởi vì phụ thân cô ta là Đường Tín Thiên Trạch, trong một lần giao đấu với Nạp Đông Lạc Bố từ mười mấy năm về trước đã bị đánh cho tàn phế. Ông ta nằm trên giường đã mười mấy năm rồi. Nghe nói năm đó tranh chức đại tù trưởng, Nạp Đông Lạc Bố đã sử dụng âm thủ. Ông ta có chút gì đó không quang minh chính đại. Tuy nhiên người của bộ tộc Nạp Tây Mễ chỉ tin vào kẻ mạnh. Họ không quan tâm ông ta đã dùng chiêu thức gì. Đường Tín Thiên Trạch tuy tâm không phục nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông ta chỉ có thể nuốt cục giận này. Nhưng vài năm trước sau khi bọn họ giao đấu, đảo Hồng Sương đó lại do con gái ông ta là Đường Châu Ái lên làm tù trưởng một cách thuận lợi. Năm đó Đường Châu Ái chỉ mới 18 tuổi. Thực ra thì cả tuổi tác và thực lực đều chưa đủ. Nhưng có lẽ Nạp Đông Lạc Bố cũng hổ thẹn trong lòng nên ông ta không hề phản đối. Mọi người thấy đại tù trưởng không phản đối, hơn nữa Đường gia cũng rất có uy tín ở đảo Hồng Sương. Thế nên dân trên đảo đều không phản đối. Tù trưởng của các đảo khác tất nhiên cũng không dỗi hơi xen vào làm gì. Tuy nhiên nghe nói chuyện này vẫn có ẩn khúc gì đó. Điều này thì tôi cũng không rõ lắm. Diệp tiên sinh, anh nói xem, Đường Châu Ái có phải là người thích hợp nhất không? Có lẽ cô ta là người muốn báo thù cho cha nhất. Chỉ tiếc là năng lực chưa đủ để thực hiện nguyện vọng này mà thôi. Nếu chúng ta xây dựng cô ta thì cũng không thể đưa lên được. Dù chúng ta có tiêu diệt được Nạp Đông Lạc Bố thì vì Đường Châu Ái chưa đủ uy tín nên chắc sẽ bị tụt lại phía sau đối thủ khác. Đến lúc đó chúng ta lại mất toi công sức rồi. A Thúc buồn bực giải thích thêm. Con người không hoa đã có tham vọng về bộ lạc như vậy thì nhất thời khó có thể thay đổi được anh ta. Hơn nữa con người này cũng rất ngoan cường, mà những người khác thì chưa đủ uy tín. Tôi thấy hay là cứ chọn Đường Châu Ái đi. Diệp Phàm nói. Đường Châu Ái thì làm sao mà được. Diệp tiên sinh, khi nãy tôi đã phân tích mọi việc rõ ràng rồi. Năng lực của cô nương này quá thấp, cơ bản là không thể hàng phục bộ tộc này được. A Thúc hơi nôn nóng, giọng nói bắt đầu thô thiển. Ha ha, chuyện này cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách để CPP ta có thể hàng phục được. Diệp Phàm cười đáp lại. A Thúc buồn bã thở dài, không nói thêm gì nữa. Chủ tịch Chu đều đã đồng ý Diệp Phàm làm chủ soái của lần hành động này. Ông ta còn có thể dài dòng nói gì nữa. Tuy nhiên số cao thủ lần này chúng tôi đem đến vẫn chưa đủ. Tôi phải quay về trước đã. Đợt này có ngày quốc tế lao động và ngày chủ nhật có thời gian rảnh chúng tôi sẽ quay lại. Đến khi đó chúng tôi đem người đến sẵn sàng thì sẽ xuất phát. Diệp Phàm nói. Sau đó Diệp Phàm và những người khác cùng trở về Trung Quốc. Diệp Phàm vừa về đến Đồng Lĩnh thì nhận được điện của đồng chí Ninh Chí Hòa. Nhà cậu sống chết ở đâu thế? Cả ngày đi lung tung khắp nơi, nghe nói muốn gặp được cậu ở Đồng Lĩnh cũng khó. Hai ngày hôm nay biến mất đi đâu thế? Không phải lại đi trợ giúp cho ủy ban kỷ luật đó chứ? Chú Ninh lại giễu cợt cháu rồi. Cháu vừa đi thuyết phục tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đầu tư vào Phong Châu. Cháu tuy là khách nhưng vất vả lắm. Trời sinh mệnh cực mà. Diệp Phàm khổ sở giải thích lại. Xuất ngoại du lịch miễn phí còn kêu khổ cái gì? Khổ như thế thì Diệp Phàm cậu cứ để tôi gánh cho. Ninh Chí Hòa tức giận nói lại. Chú Ninh, không phải như vậy đâu. Một số đồng chí vịn chuyện công cán để đi du lịch là chuyện có xảy ra nhưng chúng cháu thì đúng là đi bàn chuyện thật.
không phải là chú không biết, mấy ngày này cháu chịu rất nhiều ấm ức, mang tiếng là trợ lý chủ tịch tỉnh nhưng chút quyền hành cũng không có. Lại còn thường xuyên phải đi Phong Châu nghe người ta chút giận. Ở Đồng Lĩnh còn khá một chút, chúng cháu còn được làm chủ. Một khi đến Phong Châu thì chúng cháu chỉ là khách, làm khách thì làm việc gì cũng phải nhìn mặt chủ nhà. Có một số chuyện chưa làm người ta đã nhăn mày nhéo mặt, cấp trên lại ra quyết định xuống nếu không thu hút được sự đầu tư của Hồng Phách Thiên Chân vào Phong Châu thì cháu sẽ phải trở về. Chú Ninh cũng là người biết rõ chuyện này, việc thu hút đầu tư đâu có dễ. Hồng Phách Thiên Chân lại là tập đoàn Lơ Na, nằm trong 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới. Phong Châu lại là địa phương người ta chẳng thèm để ý đến. Diệp Phàm khổ sở giải thích, dù sao thì Phí Phương Thành và Ninh Chí Hòa cũng là chỗ thân thích. Chương 2585, chức vụ Ninh Chí Hòa giao cho. Những lời này Diệp Phàm nói rất tùy tiện, con người Ninh Chí Hòa cũng rất được, Diệp Phàm cũng nợ tình nghĩa người ta nhiều rồi. Ha ha, hay là cậu đến tỉnh Thiên Vân chúng tôi đi. Lôi kéo luôn Hồng Phách Thiên Chân đến cho chúng tôi. Ninh Chí Hòa tôi cũng sẽ không ép cậu đâu, đến lúc đó dành công cho cậu được rồi. Cậu nghĩ xem, La Khảm Thành ở Tấn Lĩnh đang rút roi ra bức cậu. Còn Ninh Chí Hòa tôi thì trọng dụng cậu như bảo bối. Như thế là thái độ hoàn toàn khác nhau rồi. Cậu thấy thế nào, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Ninh Chí Hòa vừa cười vừa nói ra những lời này. Diệp Phàm nghe thấy suýt nữa nghẹn cả cổ họng. Hắn nhịn không được, hét lên. Chú Ninh, chú nói thật hay đùa vậy? Cháu không chịu được mấy đòn hấp dẫn đâu nhé. Tất nhiên là thật rồi. Giọng điệu Ninh Chí Hòa bỗng trở nên hết sức nghiêm túc. Ha ha, không lẽ chú định cho cháu lên chức phó chủ tịch tỉnh à? Nếu thế thật thì cháu sẽ phủi mông đến Thiên Vân ngay. Diệp Phàm cười nói. Cái gì, phó chủ tịch tỉnh, cậu lắm tài nhưng Ninh Chí Hòa tôi không đủ quyền hạn cho cậu cái ghế ấy. Trước đây khi còn làm việc ở ban tổ chức trung ương còn có thể nói được vài lời. Bây giờ tôi đến Thiên Vân rồi, lời nói cũng trở nên vô nghĩa, có đúng không? Hơn nữa thời gian tôi đến Thiên Vân chưa lâu, nói một cách thô thiển thì mông còn ngồi chưa ấm. Hoàn cảnh như vậy thì cậu chịu khó một chút đi. Một khi bên tôi ổn định rồi thì có thể dần dần tranh thủ thời cơ, cơ hội còn rất nhiều, đừng nôn nóng quá. Ninh Chí Hòa nói. Chịu một chút, đó là chức vụ gì? Không lẽ lại là trợ lý chủ tịch tỉnh? Diệp Phàm vẫn còn dao động. Sang bên tôi làm phó chủ tịch thường trực thành phố thì thế nào? Thành phố chúng tôi là thành phố cấp tỉnh, thành phố long danh của Tấn Lĩnh các cậu không thể bì nổi đâu. Chịu nhẫn nhịn 2-3 năm, nếu phó chủ tịch thường trực thành phố là cậu có thành tích gì khiến người khác chú ý, khi thời cơ đến chúng tôi sẽ để cái ghế chủ tịch thành phố cho cậu. Đó là cái chức cấp phó tỉnh chính thức, từ phó chủ tịch thường trực lên chủ tịch thành phố là hợp lý rồi bởi vậy nên chắc chắn được mà lại không khiến người ta thấy ngứa mắt. 2-3 năm nữa cậu đúng ngoài 30 rồi. Tuổi này còn có thể thoáng một chút, tất nhiên thì vẫn còn như là đặc cách. Muốn đặc cách thì Diệp Phàm cậu lại phải có thành tích xuất sắc mới được. Con đường này tôi đã nghĩ sẵn hết cho cậu rồi, có đi hay không là do cậu tính toán. Con đường mà Ninh Chí Hòa vẽ ra cho Diệp Phàm thật khiến người khác dao động. Nhưng Diệp Phàm biết đề nghị đó cũng chỉ đáng chú ý thôi. Nếu thực sự bỏ Tề Chấn Đào để chạy về Thiên Vân thì quá đắc tội với Tề Chấn Đào. Hơn nữa Tề Thiên và hắn lại là huynh đệ tốt, những chuyện đắc tội với huynh đệ tốt hắn tuyệt đối không thể làm. Cho dù hiểu rõ rằng con đường ở Phong Châu trông gai thì hắn vẫn phải kiên trì đi tiếp. Hơn nữa, việc ở Phong Châu chưa giải quyết xong thì hắn nuốt không trôi cục tức này. Nếu muốn đi thì cũng phải giải quyết chắc chắn được việc về Hồng Phách Thiên Chân đã. Phải áp chế được Thái Lượng đã hắn ta mới dương cờ đi tiếp được. Ha ha, phó chủ tịch thường trực thành phố, đó chỉ là chức phó. Tuy cấp bậc không giống nhau nhưng cũng đều là văn phòng chính thức. So với tình hình bên Tấn Lĩnh này của cháu thì cũng na ná. Bây giờ cháu quản lý hai khu vực, lại thêm cái chức trợ lý chủ tịch tỉnh nữa. Như vậy nếu so sánh thì không còn gì để nói nữa. Diệp Phàm cười nói, rõ ràng là hắn đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Dù sao thì lăn lộn cùng Ninh Chí Hòa cũng vẫn có tiền đồ tương lai hơn so với Tề Chấn Đào. Đến lúc đó chỉ cần Ninh Chí Hòa lộ diện. Người ta sẽ phải nể tình nhà họ Phí. Trèo lên cái vị trí cấp phó tỉnh cũng dễ dàng hơn một chút. Dựa vào Tề Chấn Đào để leo lên vị trí cấp phó tỉnh là không thể trừ khi là Phượng gia giúp cho Tề Chấn Đào ngồi lên được cái ghế bí thư tỉnh ủy. Mà hiện nay thì Ninh Chí Hòa cũng đang ở thời điểm nhẫn nhịn.
có lẽ khi Phí Mãn Thiên về bộ nhậm chức thì ông ta sẽ ngồi lên cái ghế bí thư tỉnh ủy Thiên Vân. Đây chính là kết quả của việc sắp xếp giữa các bên mà thôi. Đến lúc đó sự giới thiệu của ông ta sẽ có hiệu ứng cao hơn. Tỉnh Thiên Vân là một tỉnh lớn trong cả nước. Dân số đông đúc, diện tích lớn, kinh tế đang ở thời kỳ phát triển mạnh. Nếu so với các tỉnh duyên hải thì cơ hội mà Thiên Vân mang đến càng nhiều hơn. Đối việc xây dựng một nơi tốt để Diệp Phàm thể hiện năng lực thì khá là có lợi. Cậu còn chê chức quan này bé hả? Còn muốn rút lui à? Chức vụ này tuy bé hơn so với của cậu ở bên Tấn Lĩnh. Tôi cũng biết cậu chỉ thích làm đầu phượng chứ không thèm làm đuôi công, nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi. Sao lại gọi là quá độ? Vì phải có tính nhẫn nại mới được. Người làm quan như chúng ta phải luôn coi mình như một con sói ngủ đông mới được. Khi nào có cơ hội chúng ta sẽ xuất kích với tốc độ nhanh. Ninh Chí Hòa giải thích. Cảm ơn chú Ninh đã quan tâm đến Diệp Phàm. Cháu biết chú vì nghĩ cho cháu, nhưng chú cũng biết tính cháu đấy. Việc bên Tấn Lĩnh chưa giải quyết xong thì cháu không thể đi được. Đợi khi giải quyết xong thì cháu cũng dễ ăn nói. Đến lúc đó nếu chú Ninh thực sự cần cháu thì cháu sẽ đến. Diệp Phàm thở dài nói bằng giọng điệu bộ đau lòng. Vậy được rồi, cứ chờ xem sao vậy. Chỉ cần cậu nghĩ thông rồi, chắc chắn đến thì bất cứ lúc nào Ninh Chí Hòa tôi cũng chào đón cậu. Chỉ cần gọi một cú điện thoại cho tôi là được rồi. Còn về chức vụ thì có thể nghĩ cách mà, có đúng không? Nhưng chuyện hôm nay tôi muốn nói với cậu lại là chuyện khác. Nhiệm vụ của đồng chí Lam Tồn Quân đã được trên quyết định xuống rồi. Tôi gọi để thông báo cho cậu chuẩn bị một chút, có lẽ trong vòng vài ngày nữa sẽ đến thành phố Hạng Nam nhậm chức. Ninh Chí Hòa nói, thay mặt Lam huynh đệ, cháu xin cảm ơn chú Ninh. Tâm trạng Diệp Phàm đã vui vẻ hơn một chút, hắn ta hiểu rằng Ninh Chí Hòa báo cho hắn trước là nể tình với hắn. Nếu không thì ông ta đã có thể báo trực tiếp cho Lam gia ở Tân Môn rồi. Mà Diệp Phàm cũng lẻo mép, nói được ra mấy chữ Lam huynh đệ. Thực ra ý đó cũng là để nhắc nhở Ninh Chí Hòa rằng Lam Tồn Quân là anh em tốt của hắn ta. Ông quan tâm đến một chút là đúng rồi. Tin rằng những lời lẽ như thế thì một đại soái vùng biên giới như Ninh Chí Hòa sẽ đoán được ra ẩn ý. Cảm ơn thì không cần thiết đâu. Sau này nhà cậu có thể đến giúp tôi một số chuyện là được rồi. Tỉnh Thiên Vân rộng lớn, tổng sản lượng kinh tế cũng khá nhưng GDP bình quân đầu người thì xếp hạng không cao trong cả nước vì Thiên Vân là một tỉnh đông dân. Con số khổng lồ đó chia cho số lượng nhân khẩu lớn thì kết quả thê thảm rồi. Tôi cần một đồng chí giỏi kiến thiết kinh tế như cậu về để làm một số việc. Chỉ khi kinh tế đáp ứng được cho cuộc sống của người dân thì mới giàu mạnh được. Không no đủ thì làm sao tính đến chuyện khác được. Chúng ta cùng bắt tay vực tỉnh Thiên Vân lên. Câu nói cuối cùng của Ninh Chí Hòa rất có khí thế. Cảm ơn chú, cháu cũng rất hy vọng sẽ có một ngày được làm việc cùng chú. Diệp Phàm đáp lại, sau đó hắn gọi cho Lam Tồn Quân. Quả nhiên là Tiểu Lam vẫn chưa biết, điều này cho thấy chuyện này vẫn được bảo mật ở tỉnh Thiên Vân. Ôi, anh Diệp, xem ra việc ở đảo Chris tôi không đi giúp anh được rồi. Thật là tiếc quá. Lam Tồn Quân thở dài. Cậu không phải giả vờ mèo khóc tang chuột ở đây nữa. Bây giờ trong đầu cậu chắc toàn việc đi Hạng Nam, làm thế nào để triển khai công việc. Người anh em, tôi chúc mừng cậu, cuối cùng cũng có một vị trí trong chính quyền. Tiếp tục phấn đấu đi, chừng 3 năm nữa giành lấy cái ghế bí thư thành phố Hạng Nam. Diệp Phàm tức giận cười nói. Tất nhiên là như vậy rồi, chúng ta đều là những thành phần cốt cán cả. Có thể nắm được cái ghế bí thư thành phố là góp sức thêm cho anh Diệp rồi, có đúng không? Rất vinh hạnh, rất vinh hạnh. Có thể trở thành một thành viên cốt cán tôi rất vui mừng. Kiếp này lại còn có hạnh phúc được làm việc với anh Diệp nữa. Lúc rảnh rỗi còn có thể ra ngoài động chân động tay nữa, quá tuyệt. Đây chính là cuộc sống mà Lam Tồn Quân tôi cần. Lam Tồn Quân cười nói. Tiếc quá, cứ nghĩ là cậu với cái cô tiểu thư Chu Na nhà họ Chu đó có hy vọng. Như thế này thì người huynh đệ đi mất, trà nguội mất toi. Tôi nói này Tiểu Lam. Cậu mà có được thiên kim tiểu thư nhà họ Chu thì sẽ rất có lợi cho công việc ở thành phố Hạng Nam của cậu đó. Đến lúc cậu có được người ta, thông qua vị trí của vị tiểu thư đó, có khi nhà họ Chu lại đến Hạng Nam đầu tư cũng nên. Diệp Phàm nói. Diệp ca quả là cao thủ tính toán. Cái này gọi là gì nhỉ? Thu hút đầu tư trên giường. Lam Tồn Quân suýt nữa thì bị sự vô liêm sỉ của Diệp Phàm khiến cho té ngửa. Trên giường thì trên giường. Tôi đã nói qua rồi. Chỉ cần là việc có lợi cho nhân dân thì tôi tình nguyện làm.
chỉ có thể vì nhân dân thì cái hậu hắc học của tôi mới lên đến trình ấy. Hơn nữa cũng chỉ là một cô bé ngoại quốc, chúng ta cứ nhã nhặn phong lưu một chút. Cần gì phải thương hoa tiếc ngọc có đúng vậy không? Diệp Phàm nói. Cao thì đúng là cao thật, Diệp ca chỉ toàn cao kiến. Anh cứ yên tâm, dù là lần này có phải luyến tiếc ra đi. Nhưng tin rằng chỉ cần Lam Tồn Quân tôi quyết tâm thì cơ hội lần thứ hai với cô Chu Na đó chắc chắn có. Từ đó mà kéo thêm được khoản đầu tư nữa về. Đây chính là một thanh kiếm sáng loáng Lam Tồn Quân rồi mang đến hạng nam. Hơn nữa mượn tiền của người nước ngoài để tạo phúc cho dân mình cũng không hổ thẹn với lương tâm có đúng không? Chỉ có điều là lại có lỗi với Lâm Nhi của tôi, thành thật xin lỗi. Lam Tồn Quân đột nhiên quá khích. Cậu lại cái điệu mèo khóc tang chuột nữa à? Chắc đến lúc ấy, Tô Đại Tiểu Thư đã bị cậu cho ra nước ngoài rồi. Tuy nhiên thì vẫn không thể vì thế mà phá vỡ hạnh phúc gia đình được. Cậu nhìn tôi đó, bây giờ những chuyện phong lưu ở bên ngoài rất ít. Chúng ta là cán bộ, cần chú ý khống chế những thứ hấp dẫn từ bên ngoài. Tất nhiên việc cậu túm cho được Chu Na chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đó là vì sự nghiệp của bá tình mà. Diệp Phàm cười nói. Đúng thế, tất cả vì nhân dân. Tiểu Lam nói không ngớt. Diệp Phàm vừa gác điện thoại xuống chưa được bao lâu thì bố của Lam Tồn Quân đã đích thân gọi tới cảm ơn. Tâm trạng của Diệp Phàm rất tốt, có thể giúp được huynh đệ của mình hắn cảm thấy rất vui. Ít nhất, từ nay về sau, Lam Tồn Quân cũng sẽ bắt đầu coi hắn là đại ca rồi. Trong vòng 10 ngày đó, Diệp Phàm cũng rất bận, hắn chưa đến Phong Châu. Ban ngày thì làm việc còn lại hắn tập trung vào việc chữa bệnh cho Xa Nhất Đao. Vì lần đi thu nạp bộ lạc nạp Tây Mễ này không có Xa Nhất Đao, lực lượng của bên Diệp Phàm rất mỏng. Lần hành động này cần nhiều trợ thủ, năng lực càng cao thì càng tốt. 5 ngày sau, Diệp Phàm lại thử dùng lại huyết xuân hoàn, lại một lần nữa tiêu trừ được 30% độc tố tích tụ trên người Xa Nhất Đao. Sau đó lại qua 2 lần giải đại độc nữa, người Xa Nhất Đao chỉ còn lại 20-30% độc tố. Độc tố trên người gần được giải hết. Xa Nhất Đao cũng dần được giải ma chú trên người, võ công đã đạt đến cấp đại viên mãn đỉnh thắng của thập nhị đẳng. Chương 2586, tứ đại sát khí. Nhưng Xa Nhất Đao cũng nói, hy vọng là có, nhưng để chính thức đặt chân vào cửa này tỷ lệ cơ hội cực kỳ thấp. Tuy nhiên, Xa Nhất Đao cũng rất biết nhìn xa trông rộng. Nói là kiếp này có thể sống được mấy chục năm đã là tốt lắm rồi. Một khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, đợi Diệp Phàm thăng cấp một mình hắn hoàn toàn có thể san bằng tam độc giáo. Tối ngày 23 tháng 4 năm 2005. Khu vực Phong Châu, một nơi hẻo lánh trong khe núi, Xa Nhất Đao và Diệp Phàm đang điều tra tin tức. Còn Xa Quân và Lý Cường thì chia đồ ra hai bên ở nơ lấp từ xa đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác bảo vệ. Lạc Phi ngồi xếp bằng ở giữa Diệp Phàm và Xa Nhất Đao. Chuẩn bị xong xuôi chưa Lạc Phi? Diệp Phàm hỏi. Đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lợi dụng thuốc từng trải ba la môn của Sử Vô Đoan, thi triển phương pháp đại bát nhã truyền hơi thở của Bảo Khí Thiền Sư. Lạc Phi gật đầu, cách này vẫn là của Diệp Phàm nghĩ ra. Diệp Phàm sau vài ngày nghiên cứu cuối cùng đã tìm được một cách. Điều phối thuốc canh thảo dược cho Lạc Phi uống vài lần, Lạc Phi nói hiệu quả rất rõ ràng. Vì thế tối nay Diệp Phàm lại cho Lạc Phi uống một bát thuốc lớn. Sau đó phối hợp với Xa Nhất Đao dùng phương pháp truyền hơi thở đại ban nhã khiến hai phần nội khí hòa thành một thể thống nhất, sau đó lại thi triển phương pháp châm cứu xuyên huyệt để khơi thông kinh mạch chỗ bị Sử Vô Đoan đánh thương cho Lạc Phi. Ý tưởng đương nhiên tốt, tuy nhiên chưa trải qua kiểm nghiệm thực tế. Trong lòng Diệp Phàm cũng không tự tin cho lắm, làm không tốt thì ngược lại, sẽ khiến Lạc Phi càng bị thương nặng hơn. Tuy nhiên nhất định phải lấy được đảo Chris, chỉ còn vài ngày nữa, nếu có thể khiến chân phải của Lạc Phi khỏi. Anh ấy cùng với Xa Nhất Đao sẽ là trợ thủ đắc lực chân chính của Diệp Phàm. Xa tiền bối, bắt đầu thôi. Diệp Phàm nói, hai luồng khí cựa mạnh lập tức tấn công đến không trung. Thời gian phối hợp với Xa Nhất Đao càng dài, sự kết hợp của hai người càng ngày càng ăn ý. Dựa vào một điểm này Diệp Phàm mới can đảm nếm thử. Nếu không có đánh chết, Diệp Phàm cũng không dám lấy sinh mạng của Lạc Phi làm thí nghiệm. Tất nhiên quan trọng là chính Lạc Phi yêu cầu như vậy. Sự hỗn loạn của nội khí trong không trung đã bình thường trở lại, sau nửa giờ đồng hồ cuối cùng cảm thấy đã hợp nhất lại được với nhau. Hơn nữa hai luồng khí cực mạnh dưới sự khống chế của Diệp Phàm hướng tới kinh mạch chân phải bị thương của Lạc Phi mà đi. Lúc đầu lực rất nhỏ, sau đó cảm thấy Lạc Phi có thể thích ứng, Diệp Phàm từ từ tăng thêm lực độ mạnh hơn.
cùng với việc tăng thêm độ mạnh của lực cảm giác đau đớn của Lạc Phi cũng ngày càng tăng lên. Lạc Phi cắn răng chịu đựng, những giọt mồ hôi lớn trào ra như mưa trên mặt. Thông, Diệp Phàm dùng mê thuật hóa âm thét lên một tiếng, Lạc Phi đột nhiên cảm thấy ở chân phải một cơn đau dữ dội như lửa đốt. Toàn thân bỗng chốc như hồn bay phách lạc, ngay sau đó thì vô cùng tỉnh táo. Thông rồi, Lạc Phi hét to một tiếng. Diệp Phàm lập tức hạ tốc độ chậm lại, nội khí dung hợp với xa nhất đao từ từ khai thông toàn bộ kinh mạch của Lạc Phi. Nửa giờ sau Diệp Phàm kêu xa nhất đao dừng tay, còn Diệp Phàm thi triển thủy công. Một dòng nước cực kỳ mềm mại vòng quanh đùi phải của Lạc Phi, không lâu sau, giống như một con rắn nhỏ xuyên qua da, đi vào kinh mạch của Lạc Phi. Lúc trước Bức Vương Nam Lăng Hậu đã từng nói qua, nước là thứ vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng dịu dàng, khi mạnh mẽ có thể khai sơn dạn đá giết địch, nhưng khi dịu dàng lại có thể cảm hóa vạn vật tùy mỹ như nước. Dùng trị thương thì không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ có điều Diệp Phàm cũng là lần đầu dùng thử, kết quả hao tổn rất nhiều khí lực mà chỉ thu được có chút hiệu quả. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra sóng radar của sinh vật, cho dù nói không thể nhìn thấy qua lớp da đến kinh mạch. Nhưng Diệp Phàm có một cảm giác kỳ lạ, dường như cảm giác của bản thân mình đang mạnh lên, có thể cảm nhận và miêu tả sơ qua sự tồn tại của kinh mạch trên chân phải của Lạc Phi thông qua sóng radar của sinh vật. Là một loại cảm nhận không thể nói là nhìn thấy được. Chờ tới khi mình đạt tới cảnh giới bán tiên thiên, không biết có thể dùng đôi mắt ưng nhìn xuyên tới kinh mạch trong lớp thịt hay không, trong lòng Diệp Phàm xúc động, chậm rãi thu hồi thủy công. 2 giờ sau Lạc Phi đã từ từ đứng dậy, gỡ cũng rất xúc động, chân phải run lẩy bẩy đang thử bước đi, lúc đầu chậm, không lâu sau thật đúng là có thể đi được rồi. Lạc Phi, từ từ thích ứng, tôi tin chỉ sau vài ngày nữa đôi chân của cậu có thể đi như người bình thường rồi. Đương nhiên trong đó cũng phải tăng cường tập luyện, hơn nữa giờ chỉ vừa mới hồi phục, biên độ động tác không thể quá lớn. Diệp Phàm dặn dò, tôi hiểu ý của anh. Lạc Phi khom người rất thấp biểu thị sự cảm tạ trước Diệp Phàm và Sa Nhất Đao. Ngoài việc chữa bệnh cho Sa Nhất Đao và Lạc Phi, mấy ngày này Diệp Phàm cũng đều đang gọt rũa Thanh Long Huyết Trích Tử, một trong tứ đại sát khí của tổ chức Huyết Trích Tử dưới thời Ung Chính. Trước đây khí triển khai nội khí chỉ có thể khiến cánh hoa dưa chuột của Huyết Trích Tử nà run rẩy như hoa sen kia, thế nhưng vẫn không thể mở ra. Hơn nữa đánh vào nội khí cũng không thể tăng lên. Cái này nếu như nhỏ như vậy còn dùng cái gì? E rằng không phải nói đến cướp thủ cấp của người mà là giật một miếng thịt trên mặt xuống cũng khó khăn. Chẳng qua buổi tối về đến nhà nhìn cũng đã 3 giờ sáng rồi. Dù sao ban ngày ở công ty cũng nghỉ ngơi, nên lúc này Diệp Phàm chỉ cảm thấy hưng phấn mà không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cũng tiện tháo Thanh Long Huyết Trích trên cổ tay áo xuống. Lần này vẫn là từ chỗ Cúc Khâu từ từ truyền nội khí vào, cùng với khí của nội khí truyền vào càng lúc càng mãnh liệt. Cánh hoa dưa chuột kia run rẩy một lúc, tuy nhiên vẫn không thể mở ra thì đừng nói đến chuyện phồng to lên. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, trong lúc vô ý tức giận không ngờ lại đem độc trong đan điền ép đẩy vào chính giữa cúc áo. Két, lần này không ngờ phát ra một tiếng động khó nghe. Diệp Phàm vội vàng đi xem, bỗng hắn lập tức ngây người vì phát hiện cánh hoa dưa màu xanh kia bỗng nhiên nở ra từ từ. Giống như màn quay chậm cảnh hoa sen nở trong phim, cùng với việc cánh hoa dưa nở ra. Diệp Phàm cuối cùng cùng nhìn thấy bộ mặt thật rồi. Cánh hoa dưa này bên ngoài màu sắc xanh tươi nhưng bên trong lại là màu đỏ của máu. Trên cánh hoa dưa phác họa gờ giáp như tóc tơ, rất nhiều. Diệp Phàm giơ tay sờ nhẹ, cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì những phác thảo gờ giáp như tóc tơ này rất mềm mại. Giống như dùng lông động vật nào đó làm thành. Diệp Phàm trong lòng nghĩ vật mềm nhũn như vậy thì có thể làm gì? Ngay cả đâm chết một con giun cũng khó khăn. Hơn nữa giữa bông hoa còn có cả nhị hoa cũng có màu xanh biếc. Khi mọc ra một đám rễ cây như khi như đánh sâu bình, dùng vật như kim truyền dịch. Trên vật này lại không có phác thảo, có khoảng 50, 60 cái. Sờ lên không mềm là cơ thể sắp khỏe trở lại, cũng không biết đạt được tác dụng gì. Hơn nữa bốn xung quanh bức tường dưa đều điêu khắc những con rồng xanh như lá lúa, những con rồng xanh này đều dương nanh vuốt vô cùng hung hãn. Tuy nhiên, chạm trổ lại vô cùng tinh xảo thần bí. Con nào con nấy đều sống động như thật, sờ lên tựa như cũng muốn bay vút lên. Toàn bộ Thanh Long Huyền Trích Tử giống như một bộ đồ cổ mỹ nghệ cao cấp. Nếu như bạn là người không am hiểu, bạn tuyệt đối sẽ không tin đây là Huyết Trích Tử của thời Ung Chính. Cho dù là hiện tại Diệp Phàm cũng không dám tin cái đồ vật này không ngờ lại có thể giết người. Diệp Phàm áp dụng phương pháp của Lạc lão đầu đã chết, đem dọc trong đan điền, dùng nội khí ép lại vào vòng tròn bên trong.
hiển nhiên lần này không có tác dụng gì, chỉ là dung độ nột lúc rồi bất động. Chẳng lẽ còn phải tía thêm nội khí chính tông mới được? Diệp Phàm nói thầm một câu, rõ ràng đem nội khí chính tông cùng với nội khí độc dung hợp lại với nhau rót vào. Lại nghe thấy một tiếng két chói tai truyền đến, lần này cánh hoa dưa có động tĩnh rồi. Theo sự khống chế nội khí của Diệp Phàm lại có thể đóng mở rồi. Sau 2 giờ đồng hồ Diệp Phàm lại có thể cách không thao túng đồ vật này ở trên không, túm một vài bông nhỏ bó lại với nhau. Ai, thứ đồ chơi to bằng đầu bút máy này đâu có tác dụng gì. Diệp Phàm không khỏi buồn bã. Mãnh lực của khí bị chặn dường như hướng ra bên ngoài, quăng một cái chộp lấy một gốc cây. Đúng lúc này Diệp Phàm thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Vì hắn phát hiện ra rồ vật này khi đến gần cây đại thụ trong nháy mắt đã phình to như quả bóng rổ. Ầm một tiếng đột nhiên tóm lấy một nắm vỏ cây của cây rứt xuống. Của nhiên sắc bén vô cùng, Diệp Phàm lại khống chế cho cánh hoa dưa khép mở, phát hiện vỏ cây rơi xuống mặt đất. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Diệp Phàm đã làm rõ một đầu mối. Cảm thấy đồ vật này phải cần đến thân thể của tài nhân có độc mới có thể khống chế được. Hơn nữa phải kết hợp nội khí độc và không độc kết hợp mới được. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu cần đến huyết trích tử trung tính, thuốc tốt luyện ra độc đan điền mới có thể khống chế huyết trích tử này. Tối nay sao lại có thể mở nó ra, thứ nhất nguyên nhân là vì bản thân mình vì giải độc cho Xa Nhất Đao đã ăn vài viên huyết xuân hoàn. Bởi huyết xuân hoàn là thuốc độc kết hợp các tính tốt của huyết trích tử. Một khi huyết xuân hoàn chữ đủ lượng sẽ xảy ra biến chất, sau khi dung hợp nội khí điều sẽ xảy ra chính là có thể mở cánh hoa dưa này. Mà muốn cho thanh long huyết trích tử phình ra hay co lại vẫn cần đến nội khí thuần khiết huyên thâm mới được. Diệp Phàm tuy nói là cao thủ thấp nhất đẳng nhưng phỏng chừng cũng không đủ năng lực khống chế huyết tử trích vương khí này. Mà vì sao vừa rồi lại có thể khống chế được, đó là bởi nội khí của những tiền bối đời trước là Bảo Trí Thiền Sư, Sử Vô Đoan và Lạc Lão để lại lưu lại trong cơ thể Diệp Phàm đã tương trợ mới hoàn thành. Theo Diệp Phàm suy tính phải đạt tới bán tiên thiên cường giả mới có thể tùy tiện sử dụng tự nhiên tứ đại sát khí này. Nói cách khác Xa Nhất Đao đạt thập nhị đẳng đại viên mãn cũng không thể khống chế nổi loại vương giả khí này. Hơn nữa Diệp Phàm vẫn không hiểu tại sao lại chia làm tứ đại sát khí. Xem ra không phải là bốn đại sát khí có thể giống nội khí của Transformer thông thường, dưới sự khống chế dung hợp trở thành một hung khí có uy lực vô cùng lớn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đoán liều. Huống chi hiện giờ tứ đại sát khí thiếu duy nhất Chu Tước. Vũ khí này cũng không biết đang ở nơi nào, chỉ sợ trải qua mấy trăm năm đã sớm bị người ta hủy rồi. Diệp Phàm cũng không ôm hy vọng có thể dung hợp bốn đại sát khí lại, rõ ràng không quan tâm đến những việc khác. Chuyên tâm luyện tập để pháp môn khống chế. Chẳng qua để khống chế được huyết trích tử vương khí thực sự hao tổn rất nhiều sức lực. Sau khi Diệp Phàm chỉ đùa nghịch hai hồi đã gom được hai đống vỏ cây. Cảm giác nội khí trong đan điền đã trống trơn, thử lại cũng bất động. Kết quả đành phải thu lại huyết trích tử còn đọng lại trên dây lưng bên hông. Đồ vật này khôn chú ý đến người rót nội khí vào, nhỏ như vậy cũng không cản trở đến hoạt động tự do của bản thân. Nghỉ vài ngày. Diệp Phàm một trước khi chọn đội ngũ một ngày đã đến một du thuyền, cách quần đảo Chris không xa. Vì bí mật hành động bí mật lần này, Chu gia đặc biệt điều đi du thuyền, vô cùng lộng lẫy, lớn nhất có thể chứa được 100 người. Chương 2587, tiến vào đảo Hồng Sương. Hơn nữa ngoại trừ thuyền trưởng và những thuyền viên bên khác, toàn bộ đều là những cô gái xinh đẹp do Chu gia lựa chọn. Những cô gái xinh đẹp này toàn bộ là các đời sau của nhánh chi bên của Chu gia. Về việc cùng giữ bí mật này cũng tương đối tốt. Dù sao nếu hành động thất bại thì điều đáng quan tâm là lòng báo thù mãnh liệt của bộ lạc Nạp Tây Mễ. Đám người Diệp Phàm đều được trang bị vũ khí tốt nhất của tổ A. Hơn nữa về mặt vũ khí chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ. Đến lựu đạn cũng không mang theo, vì dù sao đối phó với đám dân bản xứ này không thể quá ỷ lại vào binh khí hiện đại. Chỉ sợ khơi lên sức phản kháng mãnh liệt của bộ lạc Nạp Tây. Đến lúc đó gây sự chú ý của quân đội quốc gia khác hay tổ chức tình báo thì gây ra phiền phức lớn rồi. Hơn nữa mục tiêu của hành động lần này là lấy thủ đoạn sức mạnh để hạ ngục bọn họ. Đảo Á Đông Lệ Châu của Chu gia thực ra cách đảo Chris tương đối xa, nghe nói phải hơn 1.000 hải lý. Mục tiêu của đám người Diệp Phàm chính là đảo Hồng Sương chỗ đường Châu Ái đã ở, đảo Hồng Sương vì không vây quanh đảo chủ Chris nên cách đảo chủ tới 50-60 hải lý. Nhưng thật ra đó lại là cách dễ dàng không cho đảo chủ phát hiện ra mục tiêu. Ban ngày khẳng định không thể vào được, vì mặt biển rộng, người ta liếc mắt một cái là có thể thấy người rồi,
chỉ có thể chọn lúc gần tối, sau đó dùng tàu ngầm tiếp cận. Vì sao không thể dùng loại tàu ra trên biển? Đó là bởi ở đây gần với mặt biển của đảo Hồng Xương. Xem ra việc ẩn nấp sẽ gây sự chú ý của những người trên đảo, cho nên dùng loại tàu ngầm nhỏ đi qua tuyệt đối an toàn. Mà những cái này đối với người thường mà nói đều không dám nghĩ tới, nhưng đối với Chu gia thì lại chẳng ăn nhầm gì, thuê một hai chiếc tàu ngầm dân dụng loại nhỏ cũng không thành vấn đề. Những cái này đều phải hết sức cẩn thận, vì những căn nhà nhỏ trên cây to bốn xung quanh đảo nghe nói được thiết kế giống như hàm rồng. Những căn nhà nhỏ này cũng chính là chỗ ở cho lính gác của bộ lạc Nạp Tây Mễ. Mỗi ngày đều có lính gác đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ mặt biển 24/24 giờ. Hơn nữa nghe nói bọn người kia đều thoa trên người một loại nước cây đặc biệt, màu lẫn với môi trường xung quanh, giống như một tắc kè hoa. Cho dù anh đến ngay bên cạnh bọn họ, cũng rất khó phát hiện ra họ. Đêm lại lặng lẽ đến, đám người Diệp Phàm chui vào trong tàu ngầm. Vì ban ngày đã quan sát địa hình đảo Hồng Xương trên phi cơ trên không, cho nên đã sớm chọn được địa điểm để tàu ngầm ngóc đầu lên. Đến đảo tương đối thuận lợi, do tàu nhỏ nên phải đi lại hai lần mới chuyển hết 30 người lên đến trên đảo. Đám người Diệp Phàm tất cả đều được trang bị kính nhìn ban đêm, hơn nữa đều là cao thủ, nên về việc hành động buổi tối cũng không quá phải lo ngại. Đối với vị Diệp tiên sinh đến từ Đông Phương này có thể kiếm được nhiều thiết bị tiên tiến vậy, Á Thúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phỏng chừng đang suy nghĩ một cán bộ nhà nước đến từ TQ như trợ lý Diệp lại có năng lượng to lớn như vậy. Của nhiên vừa lên bờ đi được 10 mét liền phát hiện, trong căn nhà trên một cây lớn một tên lính gác đang đứng trước hàm rồng kia quan sát mặt biển. Sau lưng người này đeo một cây gậy, trong tay cầm một chiếc kính viễn vọng. Người này đối với một cao thủ như Diệp Phàm mà nói, để giải quyết anh ta không cần tốn bao nhiêu sức lực. Một hòn đá cách chỗ đó 100 mét cũng có thể giải quyết anh ta. Đương nhiên nếu không quá cần thiết thì Diệp Phàm không bao giờ giết người. Chỉ là đánh ngất đi sau đó điểm mấy huyệt. Người này 2-3 ngày tới vẫn chưa thể tỉnh lại, đến lúc đó còn sống hay không anh ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sau khi trải qua một trận chiến với Tam Độc Giáo, Nhân Bàng và Diệp Phàm phối hợp với nhau càng ăn ý hơn. Hai người, một người trước một người sau khi liên tục giải quyết 7-8 tên lính gác cũng nhanh chóng tiếp cận trại của Đường Châu Ái. Nghe nói trại này gọi là trại Thần Vũ, vì bộ lạc Nạp Tây Mễ đặc biệt thờ phụng thần mưa trong trại. Mọi người xung quanh không thể nào dùng nước biển để ăn. Mặc dù nói đảo Hồng Xương vô cùng đẹp tuy nhiên so với các đảo khác thì không bằng, đó có lẽ là bởi trên đảo thiếu nước. Hơn nữa đảo lại không nối liền với đại lục, bốn xung quanh toàn là nước biển, không có cách nào dẫn nước ngọt tới. Do người trong bộ lạc thiếu nước nên rất thích mưa, một khi có mưa to hoặc mưa dài ngày thì đều giết súc vật tế trời cầu mưa. Mà trên con đường lớn bên ngoài cửa trại có một pho tượng giống như thần mưa được điêu khắc bằng đá thô, cao tới 10 mấy thước. Pho tượng này kỳ thật giống pho tượng của người con gái. Bọn họ cho rằng mưa mang đến may mắn, mưa lại yếu mềm như vậy. Tự nhiên thần mưa trong tưởng tượng của họ chính là một người con gái. Trại Thần Vũ này có bao nhiêu nhân khẩu? Diệp Phàm thấp giọng hỏi Á Thúc. Trên đảo Hồng Xương có hơn 3 vạn nhân khẩu nhưng cũng không phải tất cả đều ở một trại. Họ phân tán ra thành rất nhiều trại nhỏ. Mà trại Thần Vũ là trại chính, có hơn 6.000 nhân khẩu. Tuy nhiên Diệp tiên sinh, trên đảo Hồng Xương ngoài đảo chủ Đường Tín Thiên Trạch đã bị đánh tàn phế, ngoài ra còn có hơn 10 cao thủ thập đẳng, hình như chưa bao giờ nghe qua có vị cao thủ nào vượt qua thất đẳng. Cũng có người thuật lại Đường Tín Thiên Trạch từng là cao thủ thập nhất đẳng thậm chí cao hơn vậy, nhưng cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên từ thực lực của đại tù trưởng Nạp Đông Cần Bố cho thấy cũng có thể có khả năng. Nạp Đông Cần Bố xem ra là cao thủ thập nhất đẳng thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn. Có lẽ lúc trước chỉ thập đẳng, cho đến mãi mấy năm trước mới đột phá cũng không chừng. Những số liệu này tôi chỉ cung cấp sơ qua cho Diệp tiên sinh có thể tham khảo một chút. Rốt cuộc thế nào kính xin Diệp tiên sinh tự mình phân tích rõ ràng rồi mới quyết định. Chú Á vẻ mặt thận trọng nói. Mặc kệ lúc trước ông ta thân thủ cao thế nào, dù sao giờ cũng thành người tàn phế rồi, cũng không có gì phải sợ. Diệp Phàm gật đầu, vung tay lên lặng lẽ đi về phía trước. Xung quanh trại có xây trường vây bao quanh, tất cả tường vây đều là dùng đá. Độ dày chừng 1 mét, độ cao tầm 3 thước, nghe nói chuyên dùng để chống dã thú tấn công. Ở đảo Hồng Xương chủ yếu là sói. Những thứ khác hổ, sư tử, nghe nói giờ dần dần cũng không thấy bóng dáng nữa. Cho dù là cải tạo đảo như trước kia, nhưng dù sao hoạt động ngày càng mạnh mẽ của con người vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của động vật.
đối với độ cao này đương nhiên không làm khó được đám người Diệp Phàm. Không lâu sau đã đến được chỗ của Đường Châu Ái. Những hộ gia đình khác trong trại đều dùng đèn dầu, nhưng chỗ Đường Châu Ái ở lại dùng điện. Cái này đối với bộ lạc lạc hậu này mà nói đó là đồ dùng hiện đại nhất rồi. Hơn nữa âm thanh phát ra từ máy phát điện cũng không lớn, xem ra là có tầng hầm. Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng lặng lẽ kín đáo tiến vào, đánh ngất xỉu một vệ sĩ trông coi bên mình không một tiếng động. Mà trong phòng còn có ba vệ sĩ nữ đang đứng dựa vào chỗ vách tường, còn Đường Châu Ái giờ phút này đang ngồi trên một cái ghế gỗ có phủ đệm làm bằng bọt biển, bên cạnh có một người trải giường, trên giường một người đàn ông trung niên đang nằm nghiêng người. Người này diện mạo có vài nét giống với Đường Châu Ái, phỏng chừng chính là Đường Tín Thiên Trạch, cao thủ một thời. May là những người Chu gia cử tới có hai người biết tiếng phổ thông và tiếng của dân bản xứ này. Diệp Phàm kêu Vương Nhân Bàng dẫn hai người đó theo. Cha, chân cha đã đỡ hơn chút nào chưa? Gần đây con lại tìm thấy mấy loại thuốc, nghe nói có tác dụng điều trị những bệnh ở chân rất tốt. Đường Châu Ái nói, y học hiện đại rất phát triển, thông qua phẫu thuật trị liệu không chừng có thể chữa khỏi chân của cha. Nhưng cha vẫn không chịu đi, nếu không ngày mai chúng ta ra biển đến bệnh viện thử xem sao. Ái Nhi, không cần lại phiền phức đi làm chuyện vô ích đây. Chân này của cha bị Nạp Đông Cần Bố đánh lén khiến toàn bộ kinh mạch tắc nghẽn hoặc da thịt bị tổn thương mà thành. Cũng không phải tổn thương phần cứng, nếu là tổn thương phần cứng có thể thông qua giải phẫu trị liệu có thể hồi phục. Những thầy thuốc của y học hiện đại chưa biết được thuật sói của bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta. Không có sự phối hợp của thuật sói sẽ không trị khỏi cho đôi chân của cha. Hơn nữa hồi đó Nạp Đông Cần Bố lại có thể mời cao thủ bên ngoài tiến vào ám sát cha. Người này không chỉ rất lợi hại mà còn rất tàn ác. Hắn dùng một loại khí đao vô hình điểm liệt toàn bộ kinh mạch của cha. Bên ngoài nhìn vào kinh mạch của cha hoàn toàn bình thường, trên thực tế đã bế tắc từ lâu. Hơn nữa mấy năm nay cha đã thử dùng khí sói muốn khai thông kinh mạch bị tắc nghẽn, xong mới biết được âm tàn của Nạp Bố Cần Đông. Cho dù ép để khai thông nhưng những kinh mạch này xem ra không chịu nổi áp lực của khí sói mà gãy. Huống chi thực sự cho đến lúc này đôi chân của cha xem ra đã bị cắt đứt khả năng tiếp tục sinh tồn rồi. Cho nên khí sói của cha vẫn còn cho tới nay, nhưng cũng không có cách nào lấy lại đôi chân khỏe mạnh. Không có đôi chân linh hoạt cho dù có khí sói thâm hậu cũng có ích lợi gì. Chẳng lẽ kêu cha ngồi trên chiếc xe lăn đi chiến đấu, vậy thì không thể phát huy được nhiều tác dụng. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây Nạp Bố Cần Đông vẫn chưa hạ thủ với cha, đó cũng là vì có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này cha không tiện nói, cũng không phải con người Nạp Bố Cần Đông này nhân từ, buông tha chúng ta. Nếu không phải nguyên nhân này xem ra gia tộc Đường Tín đã sớm bị bọn họ giết sạch rồi. Ái Nhi, tuy nói người bộ lạc ta tương đối đức hạnh, nhưng vì tranh quyền đoạt vị chuyện giết người cũng có thể bất ngờ xảy ra. Con thấy sự hưởng thụ của tù trưởng với người của bộ lạc bình thường không giống nhau. Con chỉ cần mở miệng mỗi ngày đều có rất nhiều thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt tốt. Còn người bộ lạc bình thường lại phải lao động khổ nhọc mới có thể săn được con mồi, mới có thể chia nhau chút đồ ăn chín, đồ dùng sinh hoạt thường ngày, cần có. Nghe con nói cuộc sống bên ngoài rất tuyệt vời, mà hồi đó để con đến bên ngoài học đại học mục đích cũng là để có thể thay đổi hiện trạng của bộ lạc. Giờ đã là xã hội hiện đại chúng ta không thể ở mãi trong cái ổ này được. Cho dù phải ở trong cái ổ cũng phải thay đổi hiện trạng, để mọi người trong bộ lạc có thể hưởng thụ văn minh bên ngoài mới được. Đáng tiếc kế hoạch to lớn này của cha lại vì việc không giành được vị trí đại tù trưởng mà tất cả đều thành công cốc. Cha hối hận lúc trước đã quá lương thiện. Nếu hạ thủ trước Nạp Đông Cần Bố kế thừa chức đại tù trưởng. Cho dù không thể lập tức thay đổi tư tưởng và hành vi của bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta. Nhưng cha nghĩ bộ lạc Nạp Tây trải qua mấy chục năm cải tạo của Đường Tín Thiên Trạch ta từng bước đưa vào những tư tưởng hiện đại. Một ngày nào đó bộ lạc Nạp Tây chúng ta sẽ được hưởng thụ tất cả những tiện nghi mà văn minh đem tới. Ví như tất cả những gì con đã nói đều là những thứ tốt đẹp. Đồ vật này thật tốt còn có thể làm cho pháo bông phát ra âm thanh vui tai. Còn có thể chiếu sáng cho chúng ta trong đêm tối. Lúc mới bắt đầu sử dụng không phải các tù trưởng đều e ngại đồ vật mới này quá kỳ lạ, hơn nữa hồi đó lúc mới bắt đầu sử dụng không lo điện giật chết người còn lo lắng nguy hiểm gì chứ. Bây giờ không phải là nhờ thứ này tiếp cận được những đồ dùng hiện đại. Hiện tại không phải trong nhà tù trưởng nào cũng đều được dùng điện. Hơn nữa dùng lông da của bộ lạc cũng đổi được mấy cái hộp phát ra tiếng. Đáng tiếc chính là ha không thể hưởng thụ con ngựa sắt ô tô bốn bánh. Đường Tín Thiên Trạch nói có chút tiếc nuối.
Chương 2588, cao ngạo cũng cần có thực lực nói chuyện. Cậu thấy không, đảo Hồng Sương chúng mới phát triển vài năm đã có trại dân học gieo trồng một vài loại cây lương thực và cây trái. Gần đây con gái ta vẫn dạy họ cách trồng lúa nước. Một khi việc này có thể hoàn thành, chúng ta căn bản cũng không phải lo lắng về để miếng ăn. Rốt cuộc cũng không để người dân bộ lạc chết đói vì thiếu lương thực. Đường Châu Ái nói vô cùng kiên quyết. Hai người phụ nữ này tư tưởng cũng không lạc hậu, nếu quả thật có thể nâng đỡ họ lên, phỏng chừng muốn nắm hoàn toàn họ trong tay cũng có chút khó khăn. Bởi họ đã có chút tư tưởng hiện đại, đặc biệt là nữ tử này đã học qua đại học nên tư tưởng nhất định rất hiện đại. Tuy nhiên đối với tình hình thay đổi hiện nay của tộc người Nạp Tây Mễ thật ra đã là tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Bằng không nếu yêu cầu chúng ta đi dẫn đường cho họ cũng là việc tương đối phiền phức. Diệp Phàm nhỏ tiếng nói. Ừ, tuy nhiên ít nhất cũng dễ kết nối hơn. Đường gia cùng đại tù trưởng đương nhiệm thù hận rất sâu đậm. Có lẽ chỉ cần chúng ta nhúng ta liên kết bọn sẽ bằng lòng hợp tác. Hơn nữa tôi cảm thấy Đường Châu Ái cũng là một nữ anh hùng. Dã tâm cũng không nhỏ. Cô vẫn mong có thể thay đổi được hiện trạng cuộc sống của tộc người Nạp Tây. Một khi có cơ hội tin rằng cô ấy sẽ không muốn bỏ qua. Nhân Bàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói nhỏ, khẽ cười nói. Hơn nữa dáng cô ấy không giống với một người lười nhác. Tuy nói làn da rám nắng không giống với người phương Đông chúng ta. Nhưng da cô ấy cũng không hẳn giống người da đen, chỉ là so với chúng có vẻ mang chút màu tím nhạt. Nhưng thật ra lại có nét đặc biệt, anh Diệp chúng bỏ sức lực ra dìu dắt những cô gái này. Về sau sinh một đứa con để nó kế thừa gia sản nơi này thì quần đảo Chris không thuộc về chúng ta rồi. Chủ ý này của cậu thật đúng, thật là không thầm thường, cô gái này xem ra khó bắt đây. Thấy không, có cá tính, lòng dạ cũng rất tốt. Tuy nhiên đồng chí Nhân Bàng, cậu không phải vẫn hay khoác lác mình là sát thủ tình trường sao, nhiệm vụ vinh quang này giao cho cậu, thế nào? Tư tưởng của con gái ngoại quốc, nếm mùi vị cổ quái lẽ nào cậu lại không muốn thử? Diệp Phàm nhỏ giọng cười khan một tiếng. Tôi không có năng lượng đó của Diệp Phàm cậu, cậu xem xa nhất đao đạt thập nhị đẳng của đại viên mãn cũng sắp thành người hầu của cậu rồi, tôi chỉ là cộng lông, đảo Chris không của cậu thì của ai nữa. Về phần tiểu đệ tôi không đủ năng lực. Vương Nhân Bàng nghiêm mặt nói. Chúng ta ra tay sắp khống chế được toàn bộ phòng trong phòng ngoài rồi. Diệp Phàm hướng về phía truyền khí hạ chỉ thị, đột nhiên mười mấy bóng đen tấn công. Không hề phát ra một tiếng cầu cứu. Trong phòng vẫn im lặng như thường. Các anh ở đâu ra? Nhìn thấy đám người Diệp Phàm xuất hiện, Đường Châu Ái không ngờ lại không mấy làm bất ngờ, chỉ lạnh lùng hừ nói. Xem ra cô gái này tố chất tâm lý quả là không thấp. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô. Sa Thiên chuyển một chiếc ghế qua, Diệp Phàm tiện mông ngồi xuống. Sa Thiên lại lấy từ trong hộp ra một điếu xì gà thơm châm cho Diệp Phàm. Mặt gã vênh lên, hai chân bắt chéo, bàn chân còn đung đưa. Còn Vương Nhân Bàng lạnh lùng khoanh tay, còn thiếu cái kính dâm nữa là thành vệ sĩ chính cống. Hơn nữa Sa Quân lại đứng ở vách tường không hề lên tiếng, Diệp Phàm nghiễm nhiên mang tác phong một lão đại trong phim của Hương Cảng. Nhân vật này cũng là nhân vật Diệp Phàm phải hóa trang. Anh đến từ phương Đông. Không ngờ Đường Châu Ái lại có thể nói tiếng phổ thông tương đối gượng gạo. Cô có thể nói tiếng Hoa, thật không đơn giản chút nào. Diệp Phàm cười rất thản nhiên, từ từ nhả ra một vòng khói. Con gái tôi là một thiên tài, không chỉ tiếng Hoa, nó còn có thể nói được 6 thứ tiếng như Anh, Nga, TQ với tư cánh là một nước lớn có dân số đứng thứ nhất thế giới. Toàn thế giới đang nổi lên phong trào học tiếng Hoa, cho nên con gái tôi biết tiếng Hoa là chuyện thường tình. Lúc này Đường Tín Thiên Trạch đang nằm nghiêng trên giường thản nhiên nói, lão già này không ngờ vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Nghiễm nhiên chẳng để mắt đến tác phong của Diệp Phàm, xem ra người ta cũng là kẻ tài cao gan lớn. Phỏng chừng sự nhanh trí của nữ nhi cũng biết vài câu Hoa ngữ máy móc này đã vạch mặt mấy kẻ ngốc. Cô thật không đơn giản. Diệp Phàm liếc nhìn Đường Châu Ái một cái, thản nhiên cười nói. Các anh đến đây làm gì, đêm hôm đột nhiên tìm đến chỗ chúng tôi. Các anh cũng không phải người thường đâu nha. Đường Châu Ái hỏi. Đương nhiên, người thường đâu dám đến chỗ của các người. Diệp Phàm nói. Các anh rút cuộc muốn làm gì, đặt lên bàn rồi nói. Đường Châu Ái đôi lông mày tuyệt đẹp kia, hừ lạnh nói. Muốn hợp tác với các người. Diệp Phàm nói. Hợp tác là có ý gì? Tình hình của bộ lạc chúng tôi xem ra các anh cũng biết không ít. Có cái gì tốt đẹp mà hợp tác chứ, tài nguyên khoáng sản lại nghèo rất mùng tơi,
căn bản cũng không có nhu cầu hợp tác với các anh thì sao hợp tác được chứ? Đường Châu Ái hỏi. Không phải ông muốn làm tù trưởng sao? Diệp Phàm đi thẳng vào chủ đề, quả nhiên ngay cả Đường Tín Thiên Trạch cũng hơi sững sờ, đôi mắt đột nhiên bắn ra sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hừ nói. Anh bạn trẻ lời này của anh có ý gì vậy? Không có ý gì cả, chỉ là muốn giúp các ngươi ngồi lên vị trí đại tù trưởng. Diệp Phàm vểnh chân lên nói. Thiên hạ này đâu có bánh trên trời rơi xuống, các anh nhất định đến đây có mục đích, bằng không miễn nói những thứ vớ vẩn này nữa. Đường Châu Yêu không ngờ tỏ ra khá hống hách. Nhà đầu nhãi nhép cô là cái đếch gì, một con đàn bà cũng dám làm bộ làm tịch trước mặt đại ca tôi, cô thật sự cho rằng mình tài giỏi sao? Vương Nhân Bàng nhìn Diệp Phàm đang chăm chú nhìn mình, gã lập tức bước lên phía trước vung ra một chưởng, tét một tiếng văng ra cho Đường Châu Ái một cái bạt tai. Mặc dù nói Đường Châu Ái có tránh, nhưng bản lĩnh của hai người quá lớn căn bản tránh không nổi. Muốn làm gì vậy cậu thanh niên? Nhìn thấy đứa con gái bị người ta tát một cái như đâm vào chính mình vậy, Đường Tín Thiên Trạch không ngờ vừa kịp vươn tay ra đỡ lấy đứa con gái đặt bên giường. Hơn nữa trong nháy mắt bản thân đã trong tư thế tấn công sói, một luồng nội khí tàn nhẫn sắc bén, linh hoạt cách không hướng đến người Nhân Bảng mà hỏi thăm. Trong nội khí của Đường Tín Thiên Trạch, Diệp Phàm cảm thấy không giống với những gì mình đã luyện tập. Luồng khí thô bạo cay nghiệt kia khiến người có thể trực tiếp cảm nhận được. Bành! Một tiếng vang dội, Sa Quân xuất trưởng nghênh đánh, bị dính một trưởng của Đường Tín Thiên Trạch phải lùi lại mấy bước mới có thể dừng lại. Sa Quân nhìn Diệp Phàm, ý là chúng ta đối phó không nổi. Diệp Phàm trong lòng mừng thầm, một trưởng của lão già này đã có thể đánh Sa Thiên gia như vậy thì bản lĩnh thật đúng không hề kém. Không chừng còn lợi hại hơn cả mình. Ăn của tôi một cái bạt tai. Đường Tín Thiên Trạch vừa thấy lập tức lấy khí thế, lại vung lên một trưởng đến hỏi thăm Diệp Phàm. Chỉ là thập nhất đẳng thôi mà, nơi này không có cơ hội cho ông khoe khoang. Sa Nhất Đao không ngờ rơi vào chỗ vách tường hừ lạnh một tiếng. Một trưởng cách không hướng tới Đường Tín Thiên Trạch mà vỗ. Một luồng nội khí không kém cạnh gì đi tới. Đường Tín Thiên Trạch lập tức trừng lớn đồng tử, đẩy ra ngoài song trưởng muốn chống đỡ. Bốp bốp bố. Ba âm thanh giòn tan truyền đến, Đường Tín Thiên Trạch dính liền ba cái bạt tai của Sa Nhất Đao. Trên mặt lập tức hiện rất rõ dấu tay. Sau đó người bị Sa Quân tóm lại nhấc bổng lên không trung. Đường Tín Thiên Trạch liều mình giãy giụa, tuy nhiên điều đấy chỉ có thể nói là làm vô dụng. Không được làm tổn thương cha ta. Đường Châu Ái liều mạng lao tới muốn giật cha mình xuống. Đối thủ của cô chính là tôi đây này. Vương Nhân Bàng lại một phen ép chặt Đường Châu Ái trên giường không thể động đậy được. Nhẹ nhàng một chút Nhân Bàng. Diệp Phàm nhíu mày. Biết rồi. Vương Nhân Bàng cười thu lại lực ở tay. Thả xuống. Diệp Phàm hừ nói, phịch một tiếng, Đường Tín Thiên Trạch bị Sa Nhất Đao ném xuống giường cùng cô con gái. Thế nào, chúng tôi không đủ tư cách nói chuyện với các người sao? Diệp Phàm nhả khói thuốc rất phóng khoáng, thản nhiên hỏi. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tín Thiên Trạch lúc này giọng đã hòa hoãn hơn. Để con gái ông làm đại tù trưởng. Diệp Phàm nói thẳng. Xem ra sau khi nó làm đại tù trưởng cũng chính là một con rối. Đường Tín Thiên Trạch châm chọc hừ nói. Không thể nói như vậy, chúng ta hợp tác, các người không muốn thay đổi hiện trạng của tộc người Nạp Tây sao? Nguyện vọng này chúng tôi có thể giúp các người thực hiện. Chúng tôi cũng không có ác ý gì. Nói thật đối với quần đảo Chris KTQ chúng tôi xa như vậy chúng tôi cũng không hứng thú lắm. Tuy nhiên tộc ân oán giữa tộc người Nạp Tây và Pháp Trung Quốc của Chu gia, hai người hẳn là đã nghe qua. Diệp Phàm thản nhiên nói. Các anh là do Chu gia mời tới. Đường Tín Thiên Trạch hừ lạnh nói. Cứ cho là vậy, chẳng qua là hợp tác thôi mà. Diệp Phàm gật đầu. Chúng tôi không muốn hợp tác với người nước ngoài. Chu gia và bộ tộc Nạp Tây chúng tôi đã có ân oán mấy trăm năm nay. Cậu thanh niên, cậu không thể chấm dứt được ân oán của chúng tôi. Các cậu bị gạt rồi, nhất định bị gạt rồi. Đường Tín Thiên Trạch lạnh lùng hừ nói. Ồ, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình? Bọn họ nói hình như có ân oán trong chuyện kinh doanh vải da. Các người bán ra, họ cũng bán ra. Nếu chỉ là chút ân oán trong kinh doanh thì sao suốt mấy trăm năm qua chưa giải quyết rõ ràng. Lần này tôi đến thứ nhất là muốn làm việc với lão. Thứ hai để sau hãy nói. Diệp Phàm giả bộ, vẻ mặt đầy hứng thú. Nói láo. Đường Tín Thiên Trạch tức giận giống lên một tiếng. Yên lặng chút nào, nếu không, hừ. Sa Nhất Đao hừ một tiếng.
tôi muốn nói là tình hình thực tế. Bán ra ân oán đâu có thể kéo dài đến thế. Chúng tôi chỉ là lột gia thú đi bán. Giá cả rất thấp, mà bọn họ lại là người thu mua gia thú, chúng tôi thì có thể có ân oán gì chứ? Nhiều nhất là bị họ bức giá xuống quá thấp, sau đó không bán cho họ nữa. Bọn họ đương nhiên mất hứng vì gia thú của chúng tôi chất lượng rất tốt, số lượng lại lớn, gia thú loại này rất khó mua. Những cái này chỉ là ân oán nhỏ nhặt biểu hiện bên ngoài mà thôi. Các anh không hiểu được, pho tượng của bộ tộc Nạp Tây chúng tôi vẫn thờ cúng từ mấy ngàn năm trước đã bị bọn Chu gia đê tiện lừa lấy đi. Lúc đầu tổ tiên của bộ tộc Nạp Tây vì buôn bán gia thú mà quen biết tổ tiên đê tiện của họ. Hai người lúc ấy còn là bạn tốt, sau khi nhìn thấy pho tượng thần của chúng tôi tổ tiên đê tiện của bọn họ đã nảy ra dã tâm. Nói là muốn mượn hàng mỹ nghệ này để thưởng thức, cuối cùng pho tượng một đi không trở lại. Người phương Đông, anh có hiểu sự sùng bái của bộ tộc Nạp Tây chúng tôi với thần linh không? Điều này đối với bộ tộc chúng tôi có thể nói là mối hận vô cùng sâu đậm. Mấy trăm năm nay, chúng tôi vẫn muốn lấy lại pho tượng thần đó. Khôn ngờ Chu gia hận đột nhiên mang Mâu đến áp bức chúng tôi. Mấy trăm năm trước chúng tôi mệt mỏi vì đánh giặc Mâu, còn Chu gia ngồi nhìn hổ đánh nhau. Đến mãi 50 năm trước chúng tôi mới y nhân cơ hội thoát khỏi sự dẫm đạp của nước Moses đối với bộ tộc Nạp Tây giành lại tự do. Vốn muốn nhân cơ hội hỏi Chu gia lấy lại pho tượng thần về. Chỉ có điều Chu gia quỷ quái, uy hiếp chúng tôi, nói là nếu bốc hỏa lên sẽ tiết lộ đảo Chris của chúng tôi trước mặt người đời. Hơn nữa tự mình ngầm tổ chức đội súng kíp, điều này là một đả kích lớn đối với bộ tộc Nạp Tây chúng tôi. Đường Tín Thiên Trạch tức giận nói. Chương 2589, Diệp Phàm động lòng. Tình hình thực tế lại không như ông ta nói, tổ tiên Chu gia chỉ làn ăn với bộ tộc Nạp Tây một vụ. Năm đó bộ tộc Nạp Tây lâm vào cảnh khó khăn đem pho tượng thần đổi lấy sự giúp đỡ của Chu gia. Hơn nữa sau khi Chu gia lấy được pho tượng thần thực sự cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực giúp họ. Pho tượng thần đương nhiên thuộc về Chu gia. Chẳng lẽ giúp họ không công, họ những con người ma dợ hiểu được cái gì, chỉ biết khi cần đến anh gọi anh tiếng cha, đều được. Một khi anh giúp họ xong xuôi rồi người ta liền trở mặt coi như không quen biết anh nữa. Lập tức muốn đòi lại pho tượng. Nói là tượng thần là do tổ tiên họ thờ cúng, nhất định phải lấy về. Chu gia đương nhiên không chịu, hận thù này sao có thể kết thúc đây? Đường Tín Thiên Trạch ông còn dám nói chúng ta vô sỉ, tôi thấy bộ tộc Nạp Tây các anh cũng không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa theo như lời chí lý của tổ tiên Chu gia, bộ tộc Nạp Tây căn bản là một lừa gạt. Lấy pho tượng thần ra chẳng qua lừa Chu gia ra tay giúp đỡ bọn họ. Năm đó tổ tiên Chu gia vì tương trợ bộ tộc Nạp Tây chống lại kẻ thù thiếu chút nữa thì nhà tan cửa nát. Vì sao bộ tộc Nạp Tây không đem việc này ra đàm phán rõ ràng? Giờ chế diễu, bản lĩnh phản công của họ mạnh hơn bất cứ ai. Lợi dụng xong rồi Chu gia liền muốn đoạt tượng thần về, thiên hạ này lẽ nào đều kẻ ngốc, nhân tài của bộ tộc Nạp Tây thông minh. Chú Á lạnh lùng hừ nói. Nói càn, rõ ràng là các ngươi lừa lấy pho tượng thần Nạp Tây chúng tôi. Giờ rõ ràng còn liếm mặt nói giúp đỡ chúng tôi. Chu gia các anh chính là kẻ lừa gạt, đã sớm lập sẵn một âm mưu lớn, đừng tưởng chúng tôi không biết. Dù cho là cường địch tấn công chúng tôi mấy trăm năm trước cũng là Chu gia các anh đưa tới. Đừng cho rằng chúng tôi không biết, tổ tiên chúng tôi đã từng điều tra qua. Mới biết được đều là những hành động lén lút của các anh. Bộ tộc Nạp Tây chúng tôi đều rất thuần túy, lương thiện, người không phạm tới chúng tôi sẽ không phạm tới người. Các anh muốn dẫm đạp lên chúng tôi, còn muốn chúng tôi liếm mặt cầu các anh dẫm lên. Cái này đâu có đạo lý đâu. Hung thần Đường Tín Thiên Trạch chất vấn. Ông có chứng cứ nào chứng minh kẻ địch lúc đó là do Chu gia chúng tôi đưa đến, tôi thấy về căn bản các ông có lý. Lời này là lúc đó kẻ địch nói cho các ngươi. Người ta căn bản chính là kiếm chuyện ly gián, các ngươi là lũ ngốc, bị lừa là đúng. Cứ như vậy, hai nhà chúng ta đã đấu mấy trăm năm rồi, chính là tâm nguyện của người ta. Chú Á phản bác, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Hơn nữa tổ tiên của tôi chính là người bộ tộc Nạp Tây. Vì sao tổ tiên tôi lại rời quần đảo Chris, là bởi vì các ngươi ép đấy. Á đán giác ngươi còn không biết xấu hổ nói ra chuyện này. Năm đó tổ tiên ngươi muốn tạo phản ngồi lên vị trí đại tù trưởng. Ngươi muốn ngồi thì cũng phải dựa vào năng lực của mình, nhưng các ngươi làm gì có mấy thứ đó. Liên kết với Chu gia đưa kẻ thù bên ngoài vào. Đừng tưởng chúng tôi không rõ, cuối cùng tổ tiên ngươi bị phát hiện rồi bị thủ tiêu. Từ đó về sau nhất mạch cá ngươi chỉ còn lại mấy người tìm đến Chu gia nương tựa.
mấy năm nay nếu như không phải các ngươi đem bí mật của bộ tộc Nạp Tây tiết lộ cho Chu gia đã sớm bị chúng ta bắt rồi. Ngươi còn có mặt mũi ở đây mình là người bộ tộc Nạp Tây chính tông. Ta thấy ngươi chính là kẻ phản đồ. Một gian nhân đê tiện vô sỉ. Bộ tộc Nạp Tây chúng ta không có loại người đê tiện như ngươi. Đường Tín Thiên Trạch càng lúc càng phẫn nộ. Nói láo, năm đó tổ tiên Á gia chúng tôi chỉ muốn thay đổi hiện trạng của bộ tộc Nạp Tây. Cách nghĩ cũng giống như người phụ nữ của các ngươi. Bộ tộc Nạp Tây đã bế phong chính mình, cự tuyệt tất cả những tiên tiến kỹ thuật bên ngoài, thì đối với bộ tộc Nạp Tây chúng ta mà nói đại biểu cho bần cùng lạc hậu. Tổ tiên đạn cạn tâm huyết muốn đem bộ tộc Nạp Tây tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để cuộc sống bộ tộc Nạp Tây giàu có lên, không bị người ta bắt nạt. Còn các ngươi đã làm cái gì, giết toàn bộ những người dẫn dắt có tư tưởng tiên tiến. Gia tộc Á gia chúng tôi hơn 1.000 người đều bị các ngươi tàn sát. Các ngươi đã làm cái gì chứ, chúng ta đều là con dân của bộ tộc Nạp Tây. Nói chuyện với bọn bảo thủ, không muốn thay đổi các ngươi thì có tác dụng quái gì chứ. Chú Á cũng vô cùng kích động. Kỹ thuật tiên tiến các ngươi có thể từ từ hướng dẫn sao có thể áp dụng biện pháp cực đoan này chứ. Cấu kết với kẻ thù bên ngoài đến tiêu diệt bộ tộc Nạp Tây chúng ta. Đừng cho rằng chúng ta không biết, cùng âm giáo, rõ ràng là tổ chức giết người như cỏ rác. Không ngờ các ngươi hợp tác với bọn họ đến tàn sát bộ tộc Nạp Tây chúng ta. Năm đó vì đối kháng với cùng âm giáo dũng sĩ của bộ tộc Nạp Tây chúng tôi cũng đã chết trên vạn người. Đường Tín Thiên Trạch mắng. Cùng âm Giao, đây là tổ chức gì? Diệp Phàm hứng thú híp mắt lại. Bộ tộc Nạp Tây chúng tôi chẳng những có những tượng thần có một đại bảo bối, chúng tôi gọi nó là lôi thạch. Đường Tín Thiên Trạch hừ nói. Lôi thạch, tảng đá. Diệp Phàm hỏi, càng hứng thú hơn. Đúng vậy, chính là một loại đá, đỏ tươi như màu máu. Lúc này Đường Châu Yêu xen vào nói. Loại đá này hấp thu rất nhiều tia sét, ở thời điểm thích hợp sẽ tự động đánh sét. Thực ra chính là phát ra điện, mấy trăm năm trước không có điện, bọn họ mới nói là đánh sét thôi. Mà cùng âm giáo là một tà giáo, một giáo phái độc ác khét tiếng. Bọn họ cho rằng lôi thạch này có thể dùng tấn công kẻ địch. Ví như có nó trong tay, khi tranh đấu với kẻ thù sử dụng một số phương pháp đặc thù, bất ngờ quăng ra khí sói dẫn đường nổ thì không thể dùng sét giết địch à. Sau này tôi cũng đã nghiên cứu qua, loại đá này quả thật có thể phóng điện. Hơn nữa lượng điện cũng không hề ít, nó như những chiếc đèn dầu tự nhiên. Chẳng qua không trải qua nghiên cứu khai thác, trước mắt chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để loại đá này phát thành điện. Nói cách khác chúng ta căn bản không cần xây dựng trạm phát điện cũng có thể trực tiếp có điện dùng. Tuy nhiên loại đá này số lượng không nhiều. Đường Châu Ái nói. Diệp Phàm nghe xong cũng vẫn không ngừng động tâm. Còn có loại đồ chơi kỳ lạ này vậy thì phải đoạt về tay mình. Không kìm được hỏi. Trong phòng ông có lôi thạch sao? Có, chính là cái này. Đường Châu Ái đi đến góc phòng lật ra một hòn đá to bằng nắm tay. Diệp Phàm trong khi tiếp tay thi triển đôi mắt ưng quan sát. Phát hiện hòn đá này màu sắc tươi như màu máu, nhưng dưới sự phỏng đoán của đôi mắt ưng, Diệp Phàm cảm giác bên trong hòn đá này hình như có rất nhiều lỗ chân lông còn nhỏ. Mà trong lỗ hổng có rất nhiều thứ gì đó kích thích lẽ nào lôi điện dự trữ chính trong những lỗ hổng này. Hòn đá kia thật ra là bình ác quy tự nhiên rồi, nếu lấy về nghiên cứu không chừng giành được giải thưởng trọng đại cho phát hiện mang tính đột phá về phương diện ác quy. Ví như xảy ra sự cố lớn với ác quy hiện nay thì thể tích lớn mà trữ lượng lại không đủ. Nói cách khác giống như xe điện chạy bằng điện đều xuất ra điện. Mà độ cao của đoàn tàu đều được tải dòng điện cao áp ở auto bên ngoài. Nếu loại đá này có thể trữ được lượng điện lớn đây chẳng phải có thể không cần tới auto trực tiếp đặt thứ này trong xe có thể khiến đoàn tàu cao tốc di chuyển. Điều khiến Diệp Phàm hứng thú hơn chính là giống động lực hạt nhân của Hoa Kỳ, hàng mẫu đơn giản chính là dùng năng lượng hạt nhân phát điện. Vài năm mới thay nguyên liệu hạt nhân. Hàng mẫu này bay liên tục, khả năng có thể bay vòng quanh thế giới vài năm mà không cần lo lắng về vấn đề không đủ điện. Nếu loại đá này có thể giải quyết được vấn đề này thì dùng còn tốt hơn hàng mẫu động lực hạt nhân. Dù sao năng lượng hạt nhân tuy nói thanh khiết không ô nhiễm môi trường nhưng tính phóng xạ của năng lượng hạt nhân lại vô cùng đáng sợ. Sử dụng cái này tai họa ngầm lại tương đối lớn. Xã hội này đơn giản bởi một điều thắng làm vua thua làm giặc. Chính Đường Tín Thiên Trạch ông cũng cạnh tranh vị trí đại tù trưởng. Chẳng lẽ mưu mẹo trong đó ông lại không hiểu, nói cách khác đến tận bây giờ ông vẫn nằm trên giường. Nói thật năng lực của Nạp Đông cần bố hồi cạnh tranh trước đại tù trưởng có kém ông một chút. Hơn nữa mặt uy tín càng không bằng ông,
vì sao khi người ta lên ông ngược lại lại phải cả đời nằm khổ sở ở trên chiếc giường này. Quy định cạnh tranh chức đại tù trưởng chúng ta đã rõ, chính là cá lớn nuốt cá bé. Cạnh tranh vô cùng tàn khốc, thường hậu quả của kẻ bại đều rất nghiêm trọng. Những người thắng lợi vừa nhận chức thường tìm ra cớ gì đó giết hàng loạt những người liên quan đến ông. Nhìn chung về sự thay đổi tù trưởng của bộ tộc mấy trăm năm nay mà nói, chưa lần nào người thắng cuộc không kiếm cớ diệt kẻ bại. Tuy nhiên đối với Đường Gia ông đến bây giờ vẫn chưa bị giết là điều không ngờ đến. Chẳng lẽ là kết quả nhân từ của Nạp Đông Cần Bố, tôi nghĩ Đường Tín Thiên Trạch ông tuyệt đối sẽ không tán thành như vậy. Còn có lần cạnh tranh vị trí đại tù trưởng của ông và ông ta không phải là đánh lén sao, có phải là anh ta ông ta mượn sức mạnh bên ngoài để đạt được mục đích của mình. Cho nên ông không cần nói Á Gia chúng tôi ra sao. Tâm cơ tranh chức tù trưởng của Á Gia hồi đó là tốt. Chúng tôi cũng muốn dẫn giá bộ tộc đạt được cuộc sống hạnh phúc. Chú Á thật ra đã tìm được lý do. Hừ, Nạp Đông Cần Bố đang dở trò âm mưu, chẳng qua là tiêu tiền mời nhờ sự giúp đỡ của cao thủ. Hơn nữa việc của Á Gia không như vậy, các ngươi là cấu kết với Cùng Âm giáo muốn diệt toàn bộ bộ tộc Nạp Tây Mễ. Nuốt lôi thạch vào trong tính chất hoàn toàn khác nhau. Đừng ở đây đường đường chính chính gào to mấy lời thối tha. Á Gia các ngươi bị diệt môn đó là báo ứng các ngươi nên gánh. Còn ngươi có thể sống sót đến ngày hôm nay không phải là kết quả đi nương nhờ Chu Gia sao? Đường Tín Thiên Trạch tức giận phản bác. Tuy nhiên, đám người Diệp Phàm càng nghe càng mơ hồ, biết giữ hai nhà này khẳng định trong đó có sự hiểu lầm lớn, muốn lý giải cũng rất khó làm rõ. Hơn nữa đây là nợ cũ từ mấy trăm năm trước, thật khó phân định rõ ràng. Thất chú Á vẫn muốn tranh cãi, Diệp Phàm khoát tay áo nói. Được rồi, phân định đến cùng xem ra mấy trăm năm nữa cũng không rõ ràng. Tôi đến nơi này không muốn lật lại nợ cũ của các ngươi. Cũng không muốn nói đến khúc mắc giữa các ngươi. Tôi tới đây nhằm hai mục đích, thứ nhất giải quyết khúc mắc của ông với Chu Gia. Hy vọng thông qua việc tôi đến có thể giải hòa mâu thuẫn của các ngươi. Từ đó về sau đôi bên không thiếu nợ nhau, bỏ qua tất cả. Thứ hai, tất cả việc này phải thành thật, tin rằng có Nạp Đông Cần Bố đang trị vì thì không thể nào thực hiện được. Mà vừa vặn Đường Gia lại muốn thực hiện giấc mộng của mình, giấc mộng kia tôi đến giúp ông thực hiện. Cho nên Đường Tín Thiên Trạch ông có tình nguyện hợp tác cùng chúng tôi không? Đương nhiên không hợp tác cũng được, nhưng tối này sẽ Đường Gia sẽ bị xóa sổ trên đảo Hồng Sương. Diệp Phàm nói đến mặt sau, đem phần cuối của điếu xì gà quăng xuống đất, đưa chân hung hăng dẫm lên, lập tức thành một đám phấn bụi màu đen. Cái này đương nhiên biểu thị ý uy hiếp. Trong phòng này tạm thời rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau Đường Tín Thiên Trạch liếc nhìn đứa con gái nói với Diệp Phàm. Tiên sinh ngài xưng hô thế nào? Chương 2590, ma xui quỷ khiến. Ý của các người là để con gái ta cạnh tranh vị trí đại tù trưởng. Đường Tín Thiên Trạch hỏi. Không phải cạnh tranh mà là trực tiếp thay thế địa vị. Diệp Phàm nói. Cho dù bộ lạc Nạp Tây Mễ tán thành vũ lực, đâu phải chúng ta giơ nắm đấu thể hiện lực lượng hùng mạnh là khiến người của bộ lạc khuất phục. Huống chi nghe nói Đường Gia các ông uy tín trong bộ lạc tương đối cao. Bên này có vũ lực, cộng thêm uy tín của bên kia, tin rằng mục tiêu này có thể thực hiện được. Hơn nữa đây cũng là lựa chọn duy nhất của các người, con kiến còn sống tạm bợ, lẽ nào các người thật sự nguyện nhìn thấy đảo Hồng Sương, Đường Gia diệt môn từ đây. Cho dù các người không đồng ý hợp tác, bị bọn ta tiêu diệt hết, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra, Đường Gia, thứ hai, thậm chí thứ ba. Các người đang ép chúng ta hợp tác, thừa nhận là như Diệp tiên sinh đã nói, thật sự chúng tôi không có lựa chọn. Tuy nhiên cho dù các người muốn ủng hộ con gái ta nhưng con gái ta còn quá nhỏ. Hơn nữa giai đoạn thuật sói quá yếu, căn bản là không đảm đương nổi trong trách này. Hơn nữa cũng rất khó có thể thuyết phục mọi người. Người của bộ lạc Nạp Tây Mễ ai ai cũng dũng mãnh. Không thể khiến họ hoàn toàn bái phục thì tương lai đối với thành viên thị tộc tôi mà nói chính là một tai họa vô cùng lớn. Đường Tín Thiên Trạch nói ra điều bản thân đang băn khoăn. Ha ha ha, tôi tin rằng tù trưởng Đường hẳn là muốn đứng lên. Diệp Phàm đột nhiên cười quỷ dị. Lời này có ý gì, có phải đang chế giễu một kẻ bại liệt là ta? Nếu như Diệp tiên sinh cho rằng người bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng tôi có thể tùy tiện chế giễu thì ngài tuyệt đối sai lầm rồi. Cho dù cả nhà Đường Gia bị giết, nhưng chúng tôi cũng không cần loại người châm chọc như tiên sinh. Đường Tín Thiên Trạch vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, Đường Châu Ái vội đứng dậy nói. Diệp tiên sinh, ngài còn dám làm nhục cha tôi, Đường Châu Ái tôi biết không địch lại được nhưng cũng phải liều mình với các người.
Người bộ lạc Nạp Tây Mễ không dễ để người khác làm nhục. Cô muốn liều mạng với tôi không quan tâm, tuy nhiên, quả thật tôi không hề có ý chế giễu cha cô. Hơn nữa tôi có ý tốt muốn kiểm tra một chút tình trạng thương tích của cha cô. Dược thuật TQ của chúng tôi vô cùng tinh thâm, đã có lịch sử từ lâu đời. Không chừng vết thương các người cho là không thể chữa khỏi đối với chúng tôi lại không phải là việc gì khó khăn. Đương nhiên giống như vết thương của cha cô quả thật khó chữa, vết thương đã mười mấy năm rồi. Tuy nhiên nếu ông đồng ý thử một lần thì qua đây tôi thử kiểm tra xem sao. Nếu ông sợ tôi nhân cơ hội làm thương ông thì ông không cần thử nữa. Vì muốn giết ông vốn rất dễ dàng. Sa tiên sinh ở sau tôi chỉ cần tóm ông ta và ném một xuống cũng có thể lấy mạng của cha cô. Diệp Phàm vẻ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo. Tôi tin vị tiền bối này có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi không dám tin Diệp tiên sinh có thể trị khỏi đôi chân của tôi. Đương nhiên tôi bằng lòng thử một lần, nếu Diệp tiên sinh may mắn có thể chữa khỏi tổn thương ở chân tôi. Đường Tín Thiên Trạch tôi không phải người lấy oán trả ơn. Sau này Diệp tiên sinh có chuyện gì chỉ cần lên tiếng. Tôi có thể tương trợ tuyệt đối không nói hai lời. Đường Tín Thiên Trạch có chút kích động. Một người bại liệt bỗng nhiên thấy được hy vọng, đây cũng là tâm lý thường tình của con người. Ha ha ha, vậy thử một lần nhé. Diệp Phàm đột nhiên cười hào sảng một tiếng, giơ tay ra tóm lấy Đường Tín Thiên Trạch, một luống lực lớn đi qua, cách không liền hút Đường Tín Thiên Trạch tới trước mặt. Không ngờ các hạ trẻ tuổi như vậy lại là một đại cao thủ, Đường Mỗ thật đúng là có mắt không tròng. Trong mắt Đường Tín Thiên Trạch lộ ra vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không phải giả dối. Hơn nữa không tùy tiện giãy giụa để Diệp Phàm hút tới không trung. Ầm vài cái, Đường Tín Thiên Trạch bị Diệp Phàm kéo đến nỗi chỉ trừ lại một chiếc quần lửng, Diệp Phàm cách không hút ông ta xoay tròn trên không trung. Thực ra là để kiểm tra thương tích của ông ta. Một hồi lâu sau mới đặt Đường Tín Thiên Trạch lên giường. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Vết thương của ông nếu nắm chắc ngũ hành có thể trị triệt điểm tiêu nhiên cần rất nhiều thời gian. Phỏng chừng phải cần tới một năm bệnh mới có thể hồi phục. Để ông thấy được thành ý của tôi giờ ông hãy thư giãn. Hơn nữa tôi muốn đem nội khí của STQ chúng tôi đã nói đưa vào cơ thể của ông. Các người gọi là khí sói, thật ra cũng không kém gì khí của một người đã từng luyện tập. Chỉ có điều phương pháp, phương thức luyện công không giống nhau. Tuy nhiên trước khi đưa vào ông phải nói cho tôi biết toàn bộ phương pháp ông đã luyện tập khí sói. Một chi tiết cũng không thể bỏ qua, càng cụ thể càng tốt. Bởi vì nếu khí sói của ông và nội khí của chúng tôi không ăn khớp rất có thể bị bài xích, nếu nghiêm trọng nội khí tương phản quay lại lấy mạng của ông. Thật ra đồng chí Diệp nói có vẻ rất nghiêm trọng, kỳ thật chỉ cần từ từ đưa nội khí đi vào là được. Mà Diệp Phàm nói như vậy chính là muốn lấy bí mật luyện công của bộ lạc Nạp Tây Mễ. Nói không chừng khí sói này có thể dung hợp nội khí bên trong. Bởi vì khi sát phạt kẻ hung ác kia cũng cần tới. Cái này, Đường Tín Thiên Trạch có chút do dự. Nếu như ông thể nói rõ ràng bí mật của khí sói thì ông không thể đứng dậy được, ông không đứng dậy được sẽ không khôi phục được công lực, như vậy ông không thể con gái ông ngồi vào vị trí đại tù trưởng rồi. Kết quả của nó vẫn là cả nhà họ Đường đều bị giết chết. Ông tự mình lựa chọn đi. Diệp Phàm thêm một câu gây sức ép, dù sao Đường gia hiện giờ đối với đám người của mình mà nói chính là miếng thịt trên con dao rồi. Tôi chỉ nói cho Diệp tiên sinh nghe, hơn nữa xin Diệp tiên sinh giữ bí mật cho. Thề không được phép truyền cho bất kỳ ai ngoại trừ ngài. Nếu như Diệp tiên sinh có thể làm được việc này, tôi sẽ nguyện giải thích bí mật của thuật sói cho mình ngài. Đường Tín Thiên Trạch hình như là hạ quyết tâm, liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thuật sói căn bản là tính mạng của bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng tôi. Nếu sau khi lưu truyền ra ngoài, các cao thủ đều có thể đến sát hại chúng tôi. Thà sau này bị giết không bằng Diệp tiên sinh giết chúng tôi. Có thể, tuy nhiên tôi có một yêu cầu. Nếu như là thế hệ sau cùng vợ con tôi có thể truyền cho họ. Trừ họ ra tôi sẽ không truyền cho bất kỳ người nào. Diệp Phàm gặp lão này thái độ rất bướng bỉnh, cũng không thích hợp ép quá đáng quá. Hơn nữa chỉ cần giải thích bí mật của thuật sói, sau này dung hợp được nội khí liền biến thành của mình rồi. Đến lúc đó lại truyền cho người khác, nói như vậy cùng không vi phạm lời thề. Sau đó mọi người rút ra để Đường Tín Thiên Trạch ở lại cùng Diệp Phàm. Đường Châu Ái có thể làm phiên dịch. Thuật sói là sự kết hợp các phương diện, đặc điểm tấn công của sói mấy vạn năm qua, bộ lạc Nạp Tây chúng tôi đã tự mình sáng chế ra pháp môn luyện công thích hợp cho bộ lạc Nạp Tây Mễ của mình. Cho nên đặc điểm lớn nhất của thuật sói chính là sự hung tàn.
Người Đông Phương các ngươi nghiên cứu thuật tấn công lấy nhu thắng cương, nhưng thuật sói của chúng tôi không chú ý đến nhu, mà lấy mãnh lực của tính cương hoặc tính bạo tạc, giết đối phương một cách tàn khốc. Cho nên trong khí sói tràn đầy tà khí tàn bạo. Hơn nữa nghe nói người phương Đông khi luyện khí trong nhà, điều chú ý chính là nội khí hình thành trong kinh mạch chu thiên tuần hoàn. Mà khí sói của chúng tôi không giống nhau, khí sói không phải ở trong kinh mạch tuần hoàn mà là sau khi luyện tập liền dự trữ bên trong da. Pháp môn luyện công với các người hoàn toàn không giống nhau. Cho nên cơ thể của người luyện tập khí sói đều rất cường tráng, vì họ dựa vào cơ thể để giết địch. Hơn nữa trong cơ thể có dự trữ nội khí, tố chân thể tương đối cao. Cho dù là trực tiếp thì nắm đấm không lồi lên khí sói cũng không thể trực tiếp đập chết kẻ thù. Đương nhiên võ học Đông Phương các người có tính thần bí của võ học Đông Phương, điều này tất cả đều có ưu điểm. Các người nghiên cứu lưu khí trong đan điền còn chúng ta chú ý đến việc lưu khí trong da trong bắp thịt. Mỗi bắp thịt đều giống như một tiểu đan điền, cứ như vậy nếu luyện tới cực điểm toàn thân đều là đan điền. Tôi cảm thấy tổ tiên Nạp Tây chúng tôi rất thông minh, rất trí tuệ, không ngờ có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Hơn nữa tôi tin sau khi luyện thành công, khí sói dự trữ nhiều hơn của các người rất nhiều. Bởi vì các người chỉ có một đan điền mà da cơ toàn thân chúng tôi đều có. Mà kinh mạch đối với chúng tôi mà nói chỉ là rừng chuyển vận thông đạo của khí sói. Đường Tín Thiên Trạch vô cùng tự tin với thuật sói của bộ lạc mình. Ha ha, quả thực rất thần bí, rất có đặc điểm. Tuy nhiên tù trưởng Đường, xem ra ông chỉ biết sơ qua về võ thuật của Đông Phương chúng tôi qua lời kể của con gái ông. Chúng tôi tuy nói nội khí dự trữ ở đan điền lại chỉ là một trung tâm, hơn nữa chúng tôi có pháp môn thần bí ép khí thành dịch. Ông nghĩ xem, so sánh và khí, một viên chất lỏng sau khi tản ra bốc hơi thành thể khí có thể tràn đầy một tòa nhà. Đây chính là chỗ lợi hại của đan điền của người phương Đông Phương chúng tôi. Nói cách khác, người hôm nay cần đàm phán là chúng tôi không phải các người. Muốn nói đến sự thần bí của võ học Đông Phương thì điều căn bản không thể so sánh với bộ lạc Nạp Đông Mễ. Chúng tôi có lịch sử văn minh lâu đời hơn các người rất nhiều. Hơn nữa chúng tôi đang không ngừng phát triển sáng tạo, còn các người về mặt cơ bản không có gì thay đổi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ nói tốt về những gì của quê hương mình. Hai bên lại nghiên cứu thảo luận một hồi về khí sói, trong lòng Diệp Phàm rất phấn khởi. Nếu quả thật có thể học được khí sói thì không những có nội khí trong đan điền, mà trong da thịt còn có khí sói. Khí sói dự trữ trong thân thể này nhiều lên. Khi gặp phải kẻ địch phải tấn công thì đã có đạn. Hơn nữa tính bền tấn công cùng với độ mạnh yếu cũng theo đó tăng lên đáng kể. Suốt năm canh giờ trôi qua, Diệp Phàm chẳng những không có cảm giác mệt nhọc, hơn nữa còn hưng phấn hơn. Còn Đường Tín Thiên Trạch giờ khắc này nói mệt muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút, giao cho con cô con gái Đường Châu Ái tiếp tục nghiên cứu thảo luận với Diệp Phàm về ứng dụng của thuật sói. Diệp Phàm đương nhiên vui mừng, hơn nữa Đường Châu Ái hiểu hoa ngữ, cũng thích hợp giao lưu. Lại hơn một giờ trôi qua, Diệp Phàm thử luyện khí sói. Vừa mới luyện không lâu đột nhiên cảm thấy một luồng thủy triều tình cảm mãnh liệt bùng nổ. Ánh mắt vừa mới phân tán ra, ma xui quỷ khiến lại kéo lấy Đường Châu Ái vào lòng mình. Anh, làm cái gì? Đường Châu Ái sợ tới mức hét lên một tiếng, tuy nhiên Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện sắc hồng hiện trên má người con gái này. Bởi vì gia tộc người Nạp Tây Mễ gia mang màu tím nhạt, màu hồng này có vẻ có chút đặc biệt. Hắn vừa nhìn. Tình cảm lại càng mãnh liệt hơn, không ngờ lại lột sạch quần áo Đường Châu Ái thuần thục đến vậy, đối với ngọn núi trước ngực Đường Châu Ái không giống với phụ nữ Đông Phương. Ngọn núi hiện trong màu tím mang màu hồng, mà hai viên tiểu thảo dâu cũng có màu tím tươi đẹp có thể làm người phun ra máu. Diệp Phàm nhịn không nổi liền cắn xuống dưới, đôi mắt mảy may quyến rũ, giọng điệu mang chút khí gì đó tinh khiết của hoa thơm nhắm thẳng trên khuôn mặt Diệp Phàm mà phun.